ầm 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 ầm. Trong phút chốc màn sáng trắng run rẩy, ánh sáng rút về. Trước bao cặp mắt ngạc nhiên nó biến thành một linh quả màu trắng nhỏ hơn bàn tay. Tuy linh quả màu trắng nhỏ nhưng ánh mắt mọi người không phải loại tầm thường, nên không bị bề ngoài đánh lừa. Linh quả màu trắng hình dạng như trẻ sơ sinh, có mắt có mũi, có tay có chân, có lăng có giác, tựa như búp bê thủy tinh màu trắng. Toàn thân búp bê lan tràn năng lượng hùng hồn tột độ, đôi mắt nhỏ xíu biết xoay tròn, thân hình nhỏ bé xoay quanh giữa không trung phát ra năng lượng ngút trời. Trong ánh mắt kinh thán của mọi người, con người Kim Huyền co rút kinh ngạc kêu lên. Nghịch mệnh hồn quả, đây là nghịch mệnh hồn quả. Lục Lâm Thiên nghe xong dùng mình, nhìn Kim Huyền chằm chằm. Kim Huyền thúc nói gì? Đây là nghịch mệnh hồn quả. Bốn chữ nghịch mệnh hồn quả đủ làm Lục Lâm Thiên chấn động. Ánh mắt Kim Huyền giật mình. Không sai được, ta từng cùng chủ nhân thấy có người được nghịch mệnh hồn quả trong một mật địa, hình dạng giống vậy. Hèn gì ta cảm giác hơi thở quen thuộc, ra là nghịch mệnh hồn quả. Có thể chiêu đến thiên kiếp tất nhiên là vật nghịch thiên như nghịch mệnh hồn quả. Định lực như Kim Huyền cũng bị rung động, loại báu vật nghịch mệnh hồn quả này đã là nghịch thiên, ai cũng bị nó đánh động. Lục Lâm Thiên kích động rung bần bật. Nghịch mệnh hồn quả, rốt cuộc tìm đến nghịch mệnh hồn quả. Tìm nghịch mệnh hồn quả đã lâu mà không có tin tức gì, không ngờ lần này Thánh Linh Cốc xuất thế là nghịch mệnh hồn quả, hỏi sao Lục Lâm Thiên không kích động. Có nghịch mệnh hồn quả là sư phụ sẽ khỏe lại. Tuy sư phụ dặn là không thể ham báu vật này nhưng nếu là nghịch mệnh hồn quả thì khác. Nghịch mệnh hồn quả, mặc kệ ra sao Lục Lâm Thiên phải có bằng được. Hắc Phú cũng run rẩy vì kích động nói. Chủ nhân được cứu rồi, chủ nhân được cứu rồi. Các cường giả Thánh Linh Cốc như Giải Linh Tôn giả, Dạ Vị Ương nghe lén đối thoại giữa Kim Huyền và Lục Lâm Thiên. Bọn họ chưa từng thấy nghịch mệnh hồn quả những nghe đồn tác dụng của nó. Nghịch mệnh hồn quả, ra là nghịch mệnh hồn quả trong tin đồn. Đồn rằng có người dù linh hồn tán loạn, để lại một tia tàn hồn sẽ được phục hồi, kinh người biết bao. Nói cách khác dù một người bị đánh chết hồn anh, nhưng chỉ cần để lại một tia tàn hồn cộng thêm nghịch mệnh hồn quả là có thể phục hồi, tương đương với sinh mệnh lần thứ hai. Đặc biệt đối với những siêu cường giả thì tầm quan trọng của nó rất rõ ràng. Các siêu cường giả ít nhất tu luyện trên ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Bọn họ vốn không nỡ chết, nếu bị người giết thì càng bức bối hơn. Nếu có nghịch mệnh hồn quả là có cơ hội sống thêm lần nữa, tác dụng như vậy đối với siêu cường giả khỏi nói cũng biết, có thể tưởng tượng bọn họ thèm muốn nghịch mệnh hồn quả cỡ nào. Ánh mắt lão nhân áo xám âm trầm. Thì ra là nghịch mệnh hồn quả, vật nghịch thiên. Lão nhân áo xám truyền âm vào tai Đông Hải Tam Sát. Các ngươi đi mau. Lão nhân áo xám nói xong mắt hấp háy, lắc người lao hướng nghịch mệnh hồn quả to gần bằng bàn tay lơ lửng trên trời. Kim Huyền hét lên. Lâm Thiên, thiếu chủ, Tâm Đồng, các người cướp nghịch mệnh hồn quả còn ta sẽ đối phó chuẩn đế. Kim Huyền biến mất tại chỗ, hơi thở của lão luôn quan sát không trung, cũng biết thánh thủ linh tôn luôn tìm nghịch mệnh hồn quả. Lúc này không thể để nghịch mệnh hồn quả rơi vào tay người khác. Vù 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 vù. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá lao vào nghịch mệnh hồn quả. Bọn họ biết tầm quan trọng của nghịch mệnh hồn quả, họ đã tìm mấy năm trời mà không tìm ra báu vật này. Kim Huyền chớp mắt xuất hiện trên trời, áo vàng bay phần phật, hét to một tiếng. Cút về cho ta. Thanh âm như sấm sét, trường bào màu vàng bay lên, Kim Huyền giơ tay nhấc chân tụ tập năng lượng đầy trời. Một quyền ấn ánh sáng vàng đấm ra. Rầm. Không gian trực tiếp bị nổ nát, sóng gợn kình phong kinh khủng tuôn ra phô thiên cái địa. Không gian bốn phía bị dư âm năng lượng khủng bố chấn vỡ tan nát. Cộp cộp cộp. Trong không gian tan nát, một bóng người áo xám bị hất văng ra, chật vật bị đẩy lùi. Lão nhân áo xám bị đẩy lùi nhưng phớt lờ Kim Huyền. Hừ. Lão nhân áo xám nương thế xoay người thấy ba người Lục Lâm Thiên lao hướng báu vật nghịch thiên thì vội ngăn cản, không thể để báu vật rơi vào tay người khác. Vù 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 vù. Mắt lão nhân áo xám lóe tia độc ác, năng lượng chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, lão vung cánh tay lên. Ba thủ ấn cột sáng năng lượng bắn ra từ tay lão nhân áo xám xé gió oanh kích mạnh vào Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Kim Huyền nét mặt xa sầm quát. Coi chừng. Một kích của chuẩn đế lão nhân áo xám mang uy lực người bình thường không đỡ nổi, trong tôn giai không cách nào đối kháng. Kim Huyền buộc lòng xé gió lao đi ngăn cản. Nguy rồi.
Lục Lâm Thiên, dương quá, Lục Tâm Đồng bị buộc phải ngừng lại, ba thủ ấn cường đại xé gió ập đến. Sắc mặt ba người trầm trọng, đây là công kích của chuẩn đế, không phải bình thường. Khi ba người đang định đón đỡ thì người áo vàng như hồn ma lướt qua, Kim Huyền đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, dương quá. Hừ, thủ ấn thay đổi, áo vàng quét qua, ba cột sáng vàng xé gió va chạm đỡ upsilon.ng mạnh vào ba thủ ấn của lão nhân áo xám. Bùm bùm bùm, sáu năng lượng đỡ upsilon.ng vào nhau, kinh phong sóng gợn đáng sợ phô thiên cái địa tuôn ra. Không gian to lớn xung quanh bị dư âm năng lượng đáng sợ chấn vỡ nát, kinh phong khủng khiếp ập đến. Không gian bốn phía bị xóa tan, mảng lớn núi non bên dưới bị san bằng, hai cường giả giơ tay nhấc chân mang theo uy năng hủy diệt khiến người trợn mắt há hốc mồm. Trong thời gian tạm dừng này lão nhân áo xám đã xuất hiện gần nghịch mệnh hồn quả, cười nhạt nói. Khục khục, báu vật nghịch thiên thuộc về ta. Tay lão nhân áo xám đánh ra chảo ấn vặn vẹo mảng lớn không gian chộp hướng nghịch mệnh hồn quả. Ngay lúc này, một thanh âm già nua âm u vang lên. Không ngờ ta chưa đi ra liền có người xem lão thân chết rồi, chạy tới đất của lão thân càn rỡ. Cùng với thanh âm già nua dứt lời, trước mặt lão nhân áo xám có một bóng người xuất hiện, vừa lúc ngay dưới chảo ấn của lão. Bóng người đáp xuống, không gian rung nhẹ, người đến nhìn thoáng qua, là một lão phụ nhân mặc váy trắng. Xoẹt! Chảo ấn của lão nhân áo xám sắp chụp xuống người lão phụ nhân mặc váy trắng trong không trung, chính lúc này xảy ra biến đổi kinh người. Chảo ấn mới chụp xuống thì đông lại, không thể tới gần thân thể lão phụ nhân. Lão phụ nhân lạnh nhạt nói. Đây là tự ngươi tấn công lão thân trước. Lão phụ nhân phất tay, nhìn như chậm chạp nhưng nhanh đến cực độ, tay vỗ không gian từ xa. Bốp! Một tiếng giòn vang, cùng lúc đó mặt lão nhân áo xám hẳn giấu năm ngón tay, bàn tay đỏ thắm bắt mắt in trên gò má. Phụt! Lão nhân áo xám phun ra mấy cái răng nanh bị rụng. Lão đảo thụt lùi vài bước, nhìn chằm chằm lão phụ nhân đột nhiên xuất hiện. Mạnh quá! Mọi người nhìn cảnh tượng này, tim đập chân run. Lão nhân áo xám chính là chuẩn đế. Thế mà lão bị người ta tát cho bạt tai, rất là rung động lòng người. Ánh mắt mọi người rung động, Lục Lâm Thiên cũng vậy. Lục Lâm Thiên quan sát lão phụ nhân đứng trên cao, bề ngoài khoảng 60 tuổi a, nhìn kỹ thì như 50, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt nhu hòa. Khuôn mặt nhìn như luống tuổi nhưng không có chút nếp nhăn. Khiến Lục Lâm Thiên lấy làm lạ là không nhìn ra hơi thở của lão phụ nhân, dù là cái tát vừa rồi giáng trúng chuẩn đế nhưng vẫn không khiến người nhìn thấu hơi thở. Lục Lâm Thiên không nhìn ra được chút hơi thở nào. Nhưng Lục Lâm Thiên biết chắc lão phụ nhân rất mạnh, mạnh không tầm thường, mạnh đến mức một bàn tay tát chuẩn đế. Kim Huyền ngạc nhiên trố mắt nhìn, chỉ mình Hắc Vũ trông thấy lão phụ nhân đứng trên cao thì run lẩy bẩy. Một tay lão nhân áo xám che khuôn mặt đỏ au, mắt nhìn lão phụ nhân chân chân, người run run. Ngươi là ai? Lão nhân áo xám cảm nhận ức chế tuyệt đối trong vô hình, bị khí thế của đối phương đè ép làm chân khí trong người lão đông lại, linh hồn run rẩy. Lão phụ nhân nhìn lão nhân áo xám. Lâu quá lão thân cũng quên mình là ai, nhưng lão thân biết ngươi là ai. Âm u lão quỷ, trăm năm trước ngươi mới chỉ là hậu kỳ tôn giai cửu trọng. Trăm năm ngắn ngủi đã đặt chân vào đẳng cấp chuẩn đế, lão thân đoán có liên quan tới linh vũ giới gì đó đúng không? Nhớ trăm năm trước có người linh vũ giới đi hải sa môn của ngươi, ngươi và bọn họ đánh nhau một trận rồi mới tham gia vào linh vũ giới. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy. Linh vũ giới, người này cũng thuộc linh vũ giới. Lục Lâm Thiên không ngờ lão nhân áo xám thuộc linh vũ giới, giờ ngẫm lại người linh vũ giới biết chuyện trong tử vong thâm uyên cũng không có gì lạ. Lão nhân áo xám nghe lão phụ nhân kể vanh vách, biến sắc mặt hỏi. Sao ngươi biết? Những chuyện này không ai biết. Lão phụ nhân nói. Các ngươi ở trong mảnh đất của lão thân, có chuyện gì lão thân không biết? Các ngươi không rời đi thì thôi, lão thân lười để ý các ngươi, nhưng không ngờ các ngươi ngược lại gan to bằng trời, dám nhảy nhót trong đất của lão thân. Hôm nay không tha cho ngươi được. Chơ gô ngọng nói toát ra sát ý nhẹ nhưng biểu tình của lão phụ nhân vẫn hờ hững. Ánh mắt lão nhân áo xám kinh sợ, chậm rãi thụt lùi. Ngươi là đế giả, ngươi nên bị lệnh cấm, ngươi không thể ra tay với ta. Giờ phút này, lão nhân áo xám không còn mơ cướp báu vật nữa, vì lão cảm giác được đối phương là đế giả. Lão phụ nhân chắc chắn đến đẳng cấp đế giả,
đến tu vi như lão nhân áo xám bây giờ thì chỉ đẳng cấp đế giả mới khiến lão thấy sợ, làm lão không né thoát cái tát được. Lão phụ nhân mỉm cười nói. Có lệnh cấm nhưng ngươi cũng đặt chân vào đẳng cấp chuẩn đế, tuy lão thân thành đế nhưng chuẩn đế nhà ngươi đã không phải tôn giả, miễn cưỡng xem như một đế giai. Huống chi ngươi tấn công lão thân trước, vì vậy bây giờ lão thân đánh trả không tính là trái lệnh cấm. Lão phụ nhân nhẹ nhàng nói làm mọi người sợ hãi run như cầy sấy. Đế giả, lão phụ nhân này thật sự là đế giả. Lời thốt ra như sấm sét vang vọng trong tai mọi người, khiến chân khí và linh lực trong cơ thể họ ngừng vận chuyển. Có người trố mắt líu lưỡi, xoay tròn mắt ngơ ngác nhìn lão phụ nhân trên trời. Đặc biệt là đám cường giả cực lạc tam quỷ, người khác đơn thuần cảm thấy đế giả có uy nhiếp, cao không thể với tới, những điều gì thì thấy rất xa lạ. Đối với những cường giả này thì càng thêm rung động, bởi vì đẳng cấp đế giả là lạch trời mà tất cả tu luyện giả dừng bước. Trong thiên địa đến đẳng cấp xuất giai đã là vạn người không có một, đẳng cấp vương giai là vạn người không có một trong xuất giai. Đẳng cấp tôn giai thì là vạn người không có một trong vương giai. Cứ thế sàn lòng, đột phá đến tôn giai đã vô cùng ít ỏi, đẳng cấp đế giả nghe đồn càng khó đột phá. Trong đẳng cấp tôn giai nói trong vạn người khó có một không chút nào khoa trương. Trong thiên địa mảnh đại lục này cường giả đến đỉnh tôn giai đều dừng bước tại đẳng cấp đó, dù cho cố gắng tu luyện cỡ nào thì cuối cùng không thể chính thức đặt chân vào đế giả, bất lực đột phá. Chỉ có bước vào đẳng cấp đế giả mới là tồn tại tuyệt thế trên đại lục, mới thật sự ngạo nghễ trên đại lục. Lúc này nghe đồn đế giả sớm mai danh ẩn tích, đế giả là lịch sử, mọi người chỉ có thể tìm hiểu đế giả qua vài bí văn, điển tịch. Đồn rằng đế giả ai nấy có năng lượng hủy diệt khó tin. Năng lượng này như không tồn tại trên đời. Mỗi đế giả có thể rời núi lấp biển, lực lượng giơ tay nhấc chân đập vỡ không gian. Đế giả dần trở thành lịch sử, lúc này hai chữ đế giả đủ khiến mọi người sợ hết hồn. Lục Lâm Thiên rung động, lão phụ nhân là đế giả đích thực, cao còn hơn tu vi đẳng cấp nam thúc của nghĩa phụ. Lục Lâm Thiên biết đế giả đại biểu cho cái gì, nghe đồn là tồn tại tuyệt thế trên đại lục này. Trên đại lục sớm không còn đế giả tồn tại. Nghe đồn đế giả đã tuyệt tích. Đây là đẳng cấp hơn hẳn tôn giai, là tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục. Mấy năm nay lần đầu tiên Lục Lâm Thiên được chính mắt nhìn đế giả như bây giờ. Đám người nam thúc, Huyền Hạo chỉ là chuẩn đế, bàn về đẳng cấp tu vi thì chuẩn đế và đế giả hoàn toàn không thể nào đánh đồng. Đẳng cấp tôn giai, đặc biệt là tôn giai cao trọng có thể gọi là siêu cường giả trên đại lục này. Nhưng siêu cường giả mãi mãi không đại biểu cho đỉnh cao của đại lục. Đỉnh của thiên địa này là đế giả dù đã mai danh ẩn tích từ lâu vẫn hay có người liên tưởng đến, đế giả mới thật sự là tồn tại đỉnh cao nhất đại lục. Tương tự, Lục Lâm Thiên biết rõ đẳng cấp đế giả là toàn bộ cường giả bỏ cả đời ra muốn đột phá, là cảnh giới mà tất cả vũ giả, linh giả khao khát. Vì đẳng cấp đế giả và tôn giai là sự bay vọt về chất, là lạch trời thật sự, không thể vượt qua. Nếu ai vượt qua được lạch trời về chất này mới là kỳ tích thật sự. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rằng để tới cảnh giới đế giả trong truyền thuyết khó khăn cỡ nào, có lẽ dốc sức cả đời cũng không thể chính thức đạt tới. Như nghĩa phụ Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, hai người đều là nhân vật phong hào tuyệt đại nhưng đến hôm nay vẫn không đặt chân vào đẳng cấp đế giả được. Đế giả, bốn phía bao nhiêu cặp mắt tụ tập vào lão phụ nhân trên trời, như thể lúc này, trong thiên địa này không còn ai khác tồn tại, nghịch mệnh hồn quả ở gần đó cũng nhạt nhòa. Đế giả sao? Ánh mắt Lục Tâm Đồng, dương quá tràn đầy rung động, nỗi lòng khó tả. Trên bầu trời, lão phụ nhân lơ lửng phía chân trời, ánh mắt hờ hững, người không phát ra dao động khí thế dư thừa nhưng làm tim người đập nhanh. Chạy! Lão nhân áo xám sợ hãi, lão không ngờ lão phụ nhân sẽ lợi hại đến vậy, phất lờ lệnh cấm, tuy lệnh cấm là cứng nhắc nhưng tính ra thì còn đường lách luật. Thiếu nữ thân hình xé rách một đường không gian, lão nhân áo xám trốn đi. Lão phụ nhân mỉm cười nói. Chơi mấy trò này trước mặt lão thân, chờ sau khi ngươi đột phá đế giả rồi mới biết la chuyện buồn cười biết bao. Không thấy lão phụ nhân làm động tác gì, chỉ phất tay một cái, dao động vô hình khuếch tán. Xoẹt! Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lão nhân áo xám mới xé rách khe nứt không gian đã khép lại như ban đầu. Lão nhân áo xám biến sắc mặt nói. Nguy rồi! Lão nhân áo xám hoảng hốt lại xé rách không gian nữa. Nhưng mặc cho lão xé không gian cỡ nào đều vô ích, không gian đã bị đông lại. Dám cản rỡ trong mảnh đất lão thân này, người đi chết đi.
mấy ngàn năm qua lão thân chưa từng giết người, hôm nay lấy ngươi cảnh cáo. Chừng nào lão thân còn sống thì không ai được đến thánh linh cốc phá rối. Lão phụ nhân ung dung nói xong đạp hư không chớp mắt đến bên cạnh lão nhân áo xám. Váy dài nhẹ bay, trường ấn của lão phụ nhân giáng xuống lão nhân áo xám. Trường ấn thoạt trong nhẹ nhàng nhưng chớp mắt giam cầm không gian, bốn phía khẽ rung rinh. Ầm 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 ầm. Chỉ giây lát, ánh mắt lão nhân áo xám hoàn toàn thay đổi, tốc độ nhanh đến mức lão không kịp phản ứng, không gian dưới trường ấn vặn vẹo, vầng sáng đen chợt lóe. Trường ấn đè lên lão nhân áo xám, giáng xuống đầu lão. Răng rắc. Trong khoảnh khắc này bề mặt không gian dưới trường ấn nhăn nhúm, có dấu vết nứt rạn. Lão phụ nhân lạnh nhạt nói. Chết đi. Trường ấn vỗ xuống đấu lão nhân áo xám. Bùm 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 bùm. Trường ấn giáng xuống, từ đỉnh đầu lão nhân áo xám cơ thể lão vỡ ra từng mảng hóa thành máu loãng, không có đường chống cự. Không gian tan vỡ theo, bão năng lượng không gian kinh khủng tựa gió lốc càn quét. Khi những cơn bão khuếch tán đến phạm vi nhất định chợt ngừng lại, lặng lẽ tan biến. Kinh khí đáng sợ thổi quét nhưng không xốc lên vạt váy trắng của lão phụ nhân chút nào, đẳng cấp chuẩn đê bị giết giữa không trung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người không kiềm được hút ngụm khí lạnh rồi cổ họng nuốt nước bọt khan. Hộc hộc, một siêu cường giả đẳng cấp chuẩn đế, một cường giả đủ nghiền nát đẳng cấp tôn giai trong một giây vậy mà dễ dàng bị giết như đập ruồi, khiến người giật mình hóa đá. Ba huynh muội Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Dương Quá nhìn nhau, cực kỳ rung động. Đây là thực lực của đế giả sao? Đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Huyết Mị, Hắc Hùng bị rung động vô cùng. Lực lượng như thế khiến bọn họ tim đập chân run, thân hình khó nhúc nhích. Tim Lục Lâm Thiên run rẩy. Đây mới là cường giả thật sự. Đẳng cấp chuẩn đế giơ tay nhấc chân liền bị diệt, loại thực lực này hơn xa chuẩn đế. Đẳng cấp tôn giai thì e rằng giống như con kiến. Lão phụ nhân trước mắt mới là cường giả thật sự. Giết một đẳng cấp chuẩn đế mà lão phụ nhân bình tĩnh như không, ngước đầu nhìn chằm chằm bốn phía, mắt lóe tia sáng. Lão phụ nhân vung trường bào, khí thế sắc bén tuôn ra, khí thế vô hình bắn lên trời. Lão phụ nhân mở miệng nói. Các vị trong Đông Hải, lão thân còn chưa chết, thánh linh cốc ta xuất hiện thiên tài địa bảo cũng không thể rơi vào tay người khác. Muốn chiếm nó thì chờ lão thân chết rồi tính. Thanh âm xuyên thấu không gian trực tiếp lan tràn bốn phía, thanh âm không lớn nhưng sóng âm truyền ra dường như trên bầu trời xa lặng lẽ nổi lên dao động sau đó biến mất. Nhìn bốn phía, lão phụ nhân thu về tầm mắt, tia sáng trong mắt, khí thế sắc bén trên người biến mất, lão phụ nhân trở về điềm tĩnh. Dạ Vị Ương nhìn người mặc váy trắng trên cao, lấy lại tinh thần, mắt hấp háy quỳ xuống đất hành lễ. Dạ Vị Ương, cốc chủ đương nhiệm của Thánh Linh Cốc kính chào Thánh Linh Lão Tổ. Vị siêu gờ trước mắt chính là Thánh Linh Cốc Lão Tổ, là Lão Tổ khai cốc. Các cường giả giải linh tôn giả, Hàn Ngọc tôn giả, Hóa Linh tôn giả cung kính quỳ dưới đất. Kính chào Lão Tổ. Toàn bộ đệ tử trông thấy cốc chủ, Thái Thượng trưởng Lão hành lễ thì run rẩy tỉnh táo lại, người mềm nhũn quỳ dưới đất. Kính chào Lão Tổ. Lúc này bọn họ mới biết vị cường giả khủng bố thông thiên chính là cường giả trong cốc mình, các đệ tử vừa mừng vừa sợ. Lão phụ nhân liếc đệ tử Thánh Linh Cốc bên dưới. Đứng lên hết đi. Lão phụ nhân nhìn nhóm Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hắc Phú, cuối cùng dừng lại ở Hắc Phú. Hắc Phú luôn run rẩy, thấy ánh mắt lão phụ nhân nhìn mình thì đôi mắt hấp háy ướt nước, chậm rãi bước ra, quỳ một gối hành lễ trên cao. Hắc Phú nói. Hắc Phú kính chào tiểu thư. Lão phụ nhân lướt tới trước mặt Hắc Phú, nhẹ nhàng nâng đôi tay Hắc Phú lên. Sao ngươi cũng hành lễ? Mau đứng lên đi, ngươi khỏe là tốt rồi, còn tưởng rằng đời này khó gặp lại ngươi. Chúc mừng tiểu thư đột phá đế giai. Hắc Phú đứng dậy nhìn lão phụ nhân trước mắt. Nếu chủ nhân biết tiểu thư đột phá đế giả chắc sẽ rất vui mừng. Lão phụ nhân hơi biến sắc mặt, ngừng một lúc rồi hỏi. Ngài ấy. Sao rồi? Ánh mắt Hắc Phú hơi thay đổi. Bẩm tiểu thư, mấy năm nay chủ nhân cũng khỏe, dặn ta nếu gặp tiểu thư thì nhớ hỏi thăm. Lục Lâm Thiên thấy Hắc Phú hành lễ, nghe đế giả nói thì xoe tròn mắt. Đế giả này là sư phụ thánh thủ linh tôn có quan hệ. Điều này hoàn toàn vượt qua dự đoán của Lục Lâm Thiên, nhìn Hắc Phú và lão phụ nhân đế giả dường như quen biết sâu, có lẽ đế giả và sư phụ thánh thủ linh tôn là tỷ đệ. Lục Lâm Thiên thầm lấy làm lạ,
nếu sư phụ và đế giả có quan hệ như vậy sao trước đó không lộ chút gì cho hắn biết. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng, hắn mới hiểu hèn chi sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn dặn dò nhiều lần mặc kệ Thánh Linh Cốc xuất hiện báu vật gì thì hắn không được nhúng chàm, ra là người một nhà. Lục Lâm Thiên vô sỉ nghĩ đến một vấn đề. Phi Linh Môn sắp có thêm một người là đế giả. Với quan hệ của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn và đế giả, Lục Lâm Thiên muốn lôi kéo người về phía mình cũng không khó. Càng nghĩ khóe môi Lục Lâm Thiên càng nhếch cao. Hắc Phủ, ngươi lại gạt ta đúng không? Lão phụ nhân nhìn Hắc Phủ, mắt lóe tia sáng nói. Ngươi nghĩ mấy năm nay ta không ra ngoài thì không biết chuyện bên ngoài sao? Bên ngoài đã truyền ra Thánh Thủ Linh Tôn ngày xưa rất trá phong vân nay đã là thể linh hồn. Là hắn cố ý kêu ngươi nói hắn không sao hết đúng không? Mấy ngàn năm không đổi được tật xấu, cứ muốn giữ mặt mũi trước ta, kết quả bản thân luôn chịu tội. Hắc Phú cười ngại ngùng. Đại tiểu thư vẫn luôn hiểu biết chủ nhân. Hắc Phú chợt nhớ điều gì, ngoái đầu nói với Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ mau lại đây. Lục Lâm Thiên đang cười tủm tỉm nghe kêu liền chạy lên. Vâng thưa Hắc Phú thúc. Đây là đế giả. Lúc này vẻ mặt Lục Lâm Thiên hết sức cung kính, không dám tha át lễ. Lục Lâm Thiên chưa hành lễ, chờ được Hắc Phủ giới thiệu, không biết đế giả là gì với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Lục Lâm Thiên chưa nói gì, ánh mắt lão phụ nhân liếc hắn, hỏi Hắc Phủ. Hắc Phủ, đây là đệ tử hắn thu sao? Hắc Phủ gật đầu nói. Bẩm tiểu thư, Lâm Thiên là đệ tử chủ nhân thu. Hắc Phủ quay đầu nói với Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ. Vị này là sư tỷ của chủ nhân, cũng là sư bá của thiếu chủ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi thay đổi. Thì ra là sư bá. Lục Lâm Thiên cung kính đến trước mặt lão phụ nhân hành lễ lớn. Đệ tử Lục Lâm Thiên kính chào sư bá. Lão phụ nhân nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Lực lượng nhẹ nhàng nâng Lục Lâm Thiên dậy. Lục Lâm Thiên kinh thán. Lực lượng không gian thật mạnh. Mới rồi lực lượng nâng dậy khiến Lục Lâm Thiên không cưỡng lại được, đây mới là lực lượng của cường giả thật sự, quá mạnh. Lão phụ nhân mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ, còn nhỏ tuổi đã có tu vi linh tôn bát trọng, vũ tôn bát trọng, còn sử dụng được vũ khí thiên giai, linh khí thiên giai. Thiên phú như thế mạnh hơn sư phụ của ngươi rất nhiều. Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ sư bá khích lệ. Đệ tử có được như ngày nay là nhờ sư phụ dạy giỏi. Lúc này Lục Lâm Thiên bắt chặt cơ hội cho sư phụ nở mặt. Ngươi thật biết cách làm hắn nở mặt. Lão phụ nhân mỉm cười nói. Nếu ta không đoán sai thì trong vũ khí thiên giai lúc trước ngươi thi triển ra chắc là thuộc tính tự ngươi lĩnh ngộ. Vũ khí thiên giai đó không phải ngươi tu luyện mà ngươi tự lĩnh ngộ. Lục Lâm Thiên giật mình kêu lên. Ánh mắt của sư bá thật kinh người, khiến Lục Lâm Thiên mở rộng tầm mắt. Lục Lâm Thiên không ngờ vị sư bá này biết thì không lao ngục là hắn tự lĩnh ngộ ra. Chuyện này có đáng gì? Thuộc tính mới của ngươi dung hợp vào trong vũ khí thiên giai, không khó đoán ra. Thiên phú như vậy thật là trước kia không ai có. Lão phụ nhân mỉm cười nói. Không ngờ tiểu tử này thu được đệ tử tốt. Vù 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 vù. Một dao động nhỏ bé truyền đến, nghịch mệnh hồn quả trên bầu trời đột nhiên dao động biến thành lua àng sáng trắng phá không trốn đi. Nghịch mệnh hồn quả này thông linh, còn biết chạy. Lão phụ nhân vung trường bào, giây trước còn ở đây chớp mắt đã xuất hiện đằng trước nghịch mệnh hồn quả đang lao về Upsilon T đi. Lão phụ nhân phất váy dài trắng, chân nhẹ dẫm hư không. Lại đây cho ta. Năng lượng nhẹ nhàng tụ tập ngưng tụ thành một chảo ấn to lớn đè xuống nghịch mệnh hồn quả đang lao nhanh chạy trốn. Growl. Trong tiếng gầm giống, ánh sáng mông lung trên nghịch mệnh hồn quả chợt lóe. Ánh sáng trắng bắn ra biến thành một con cự long màu trắng to lớn. Không gian quanh thú ảnh cự long to lớn nhanh chóng vặn vẹo. Cự long màu trắng khổng lồ gầm giống lao ra, năng lượng linh hồn đáng sợ tràn ngập trên bầu trời, chớp mắt đỡ upsilon.ng vào lão phụ nhân. Lão phụ nhân mỉm cười nói. Có uy thế không nhỏ. Chảo ấn không thay đổi đè hướng cự long màu trắng, không gian trước chảo ấn toàn bộ vặn vẹo nhanh chóng bao cự long màu trắng vào. Năng lượng công kích linh hồn đáng sợ của cự long màu trắng vào lúc này không thể lay động lão phụ nhân một ly, rất khó khiến lão phụ nhân biến sắc mặt. Cũng trong chớp mắt đó, lực lượng vô hình từ chảo ấn khiến cự long màu trắng không nhúc nhích được một ly. Lão phụ nhân nhẹ nhàng nói. Trở về cho ta.
không biết sao cự long màu trắng dần tan biến, chảo ấn đè ép nó biến thành một viên nghịch mệnh hồn quả rơi vào chảo ấn. Xoẹt! Chảo ấn xoay, lão phụ nhân giơ cổ tay lên, nghịch mệnh hồn quả rơi vào tay bị lão phụ nhân thu vào. Lục Lâm Thiên luôn nhìn chăm chú vào nghịch mệnh hồn quả, nó là thứ cần thiết cho sư phụ thánh thủ linh tôn, mặc kệ thế nào hắn phải có được nó. Lát sau trong thánh linh cốc, một góc sơn mạch, dãy núi xuyên qua tầng mây như lơ lửng giữa trời. Từ bên trên nhìn xuống dưới dãy núi chập trùng, đỉnh núi lộ ra sắc xanh có sương mù bốc lên, nhìn từ xa là bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Trong một đại điện, đám người Lục Lâm Thiên ngồi, cường giả thánh linh cốc ngồi cùng. Đệ tử trong cốc bưng mỹ tửu giai hào, hoa quả bánh trái lên. Đám người phi linh môn đều có mặt, trừ Hắc Vũ ra. Lục Lâm Thiên luôn băn khoăn về nghịch mệnh hồn quả, nay đã có tung tích của nó, hắn bất chấp tất cả kiên quyết lấy nó về. Bóng trắng chợt lóe, Dạ Vị Ương đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Minh Chủ, lần này xin đa tạ giúp đỡ. Vị Ương vô cùng cảm kính, xin kính trước một ly biểu đạt kính ý. Dạ Vị Ương cầm mỹ tửu ngửa đầu uống kính rượu, nàng mặc đồ nam, đôi mắt lại quyến rũ đa tình, quần áo khó thể che giấu sắc đẹp. Lục Lâm Thiên đáp lễ. Dạ cốc chủ khách sáo, với quan hệ của Thánh Linh Cốc và Phi Linh Môn thì đều là người một nhà. Lục Lâm Thiên không ngờ lão tổ của Thánh Linh Cốc là sư bá của hắn, còn là sư bá ruột, với mối quan hệ này thì đúng là dây mơ dễ bá sâu. Dạ Vị Ương mỉm cười nói. Nói đến quan hệ thì Thánh Linh lão tổ là sư bá của Lục Minh Chủ, về sau ta phải gọi Lục Minh Chủ một tiếng sư thúc tổ. Tính quan hệ thì bối phận đúng là cao. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Tính quan hệ ra thì rộng thật nhưng chúng ta không cần quan tâm mấy chuyện này. Vù 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 vù. Một người đáp xuống ngoài đại điện, là đệ tử Thánh Linh Cốc. Đệ tử Thánh Linh Cốc chạy vội vào đại điện. Kính chào cốc chủ, kính chào Lục Minh Chủ. Thánh Linh lão tổ có lệnh, kêu cốc chủ và Lục Minh Chủ đi một chuyến. Dạ Vị Ương mắt lóe tia sáng phất tay ra hiệu. Biết rồi. Đệ tử kia lui ra ngoài đại điện. Dạ cốc chủ, sư bá đã có lệnh thì chúng ta đi đi. Lục Lâm Thiên luôn lo nghĩ về nghịch mệnh hồn quả, nôn nóng muốn sớm gặp sư bá, xin sư bá cho nghịch mệnh hồn quả. Vừa rồi Hắc Phú Thúc luôn đi theo bên sư bá, không biết Hắc Phú Thúc có nói tình huống của sư phụ chưa? Dạ Vị Ương nói. Mời Lục Minh Chủ. Mắt sáng hấp hái, Dạ Vị Ương mang Lục Lâm Thiên rời khỏi đại điện. Trong dãy núi sơn mạch liên miên, mấy ngọn núi liền thành một thể như cự long uốn lượn xoay quanh. Phía xa núi sừng sững, dãy núi chập trùng. Một ngọn núi trong đó hùng vĩ nhất, núi nhô lên khỏi mặt đất, bốn phía lượn lờ mây mù mông lung. Trên ngọn núi có một đình viện nhỏ mộc mạc đơn giản nhưng trang nhã, bốn phía thanh nhã, thú vui tao nhã. Lục Lâm Thiên đến đây, quan sát xung quanh, nói. Sư bá là người có nhã trí. Dọc đường đi Dạ Vị Ương cho biết chính nàng đây phải hơn 20 năm may mắn trở thành cốc chủ Thánh Linh Cốc mới được gặp Thánh Linh Lão Tổ một lần. Nghe đồn mấy ngàn năm Thánh Linh Lão Tổ chưa từng rời khỏi, trong cốc biết Thánh Linh Lão Tổ tồn tại nhưng chỉ ít ỏi vài thái thượng trưởng lão biết, những người khác không hay trong cốc còn có đế giả cường đại đến thế. Hai người mới bứa chân vào đình viện trang nhã thì giọng Thánh Linh Lão Tổ vọng ra. Vị Ương vào trước, Lâm Thiên, người tạm cờ bên ngoài một lúc. Lục Lâm Thiên nói vọng vào đình viện. Đệ tử tuân lệnh. Dạ Vị Ương có chút thấp thỏm nói. Lục Minh Chủ, vậy ta vào đây. Mấy năm qua đây là lần thứ hai Dạ Vị Ương gặp Lão Tổ. Trước kia khi Dạ Vị Ương gặp Lão Tổ chỉ đứng trong đình viện nhìn từ xa một lần, lúc đó cốc chủ đời trước truyền vị lại cho nàng mới được đến. Dạ Vị Ương chưa từng gặp Lão Tổ ở khoảng cách gần. Dạ Vị Ương ổn định tinh thần, trang trọng tiến vào đình viện. Lục Lâm Thiên chờ bên ngoài đình viện, trong đầu từ lúc đi tới đây đã suy tư làm sao xin nghịch mệnh hồn quả. Tuy biết quan hệ của sư phụ và sư bá nhưng báu vật nghịch thiên thế này không biết sư bá có cho sư phụ không. Lục Lâm Thiên không nắm chắc, dù sao đây không phải vật tầm thường. Chuyến đi Thánh Linh Cốc lần này Lục Lâm Thiên không ngờ sẽ có biến đổi, sự việc như vậy xuất hiện. Báu vật Thánh Linh Cốc xuất thế lại là nghịch mệnh hồn quả mà Lục Lâm Thiên luôn vất vả tìm kiếm. Hắn không ngờ trong Thánh Linh Cốc có đế giả trong truyền thuyết, lật tay là mây, trở tay là mưa, giơ tay nhấc cơ HN6 lực lượng hủy diệt. Khiến Lục Lâm Thiên vừa mừng vừa sợ là đế giả là sư bá ruột của hắn. Âm u lão quỷ linh vũ giới đã đến đẳng cấp chuẩn đế khiến Lục Lâm Thiên bất ngờ,
nhưng bị sư bá một chiêu đập chết, hắn chỉ biết cười khổ. Cường giả chuẩn đế, đó là cường giả thoát khỏi đẳng cấp tôn giai, xem như cường giả mạnh nhất trừ đế giả ra trên đại lục này. E rằng chính ám u lão quỷ cũng không ngờ mình có kết cuộc như vậy. Trong khi Lục Lâm Thiên đang suy tư thì Dạ Vị Ương đã ra đình viện, đứng cạnh hắn. Lục Minh Chủ, lão tổ cho mời. Không hiểu sao mặt Dạ Vị Ương ửng hồng. Lục Lâm Thiên sửa sang quần áo bước vào trong đình viện. Trong đình viện, một cái viện nhỏ, Lục Lâm Thiên thấy Hắc Phú Thúc đứng cạnh Thánh Linh lão tổ. Thánh Linh lão tổ sửa sang mấy bồn hoa, cực kỳ tỉ mỉ cắt tỉa lá khô. Lục Lâm Thiên hành lễ. Kính chào lão tổ. Chào xong, Lục Lâm Thiên cung kính đáng sang bên. Thánh Linh lão tổ không ngẩng đầu, tiếp tục sửa sang chậu kiểng. Lâm Thiên, ta nghe Hắc Phú Thúc của ngươi nói thể linh hồn của sư phụ ngươi cần nghịch mệnh hồn quả mới phục hồi lại được. Lục Lâm Thiên hành lễ. Đúng vậy, cho nên đệ tử khẩn cầu sư bá ban nghịch mệnh hồn quả cho đệ tử. Thánh Linh lão tổ chậm rãi đứng dậy, viện eo cười nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi thật dám nói, ngươi có biết nghịch mệnh hồn quả là báu vật gì không? Có nó thì dù là lão thân cũng tương đương được hai mạng sống, sao có thể nói đưa liền cho người ngay? Lục Lâm Thiên nói, xin sư bá nghĩ tình sư phụ mà bỏ thứ yêu thích. Sư bá có bất cứ yêu cầu gì thì đệ tử đều đồng ý, dù sư bá muốn thần khí thì đệ tử cũng làm được. Thánh Linh lão tổ nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng, duỗi hai tay ngước nhìn trời. Tiểu tử nhà ngươi nỡ bỏ được, vì sư phụ mà chịu bỏ cả thần khí. Nhưng ta không hứng thú với thần khí, quan hệ với sư phụ ngươi thì. Ngươi không nhắc còn đỡ, ngươi nhắc làm ta khó chịu. Ngày xưa sư phụ của ngươi và ta có nhiều ân oán còn chưa tính, muốn ta cứu hắn. Miễn đi, các ngươi trở về đi. Mắt Hắc Phú hấp hái. Đại tiểu thư, chủ nhân. Thánh Linh lão tổ ngắt lời. Hắc Phú, lần này gặp được ngươi trong lòng ta rất vui vẻ, những lời khác thì đừng nói nữa. Có một số việc ngươi rõ ràng nhất, ngày xưa ta nói rồi, ta không quan tâm chuyện của hắn nữa, ta và hắn sau này còn quan hệ gì. Ngươi hiểu rõ tính tình của ta nhất. Nói nhiều vô ích. Thánh Linh lão tổ nói xong nhìn Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, lần này ngươi giúp đỡ Thánh Linh cốc xem như ta nợ ngươi nhân tình. Lục Lâm Thiên nói. Chuyện Thánh Linh cốc là việc đệ tử nên làm, huống chi đệ tử không ra tay thì Thánh Linh cốc cũng không bị gì. Trong Thánh Linh cốc có sư bá đáng sợ như thế thì sao có vấn đề được. Thánh Linh lão tổ nói. Khỏi nói ngọt, ta thấy ngươi cũng không thiếu gì, thần khí, linh kỹ. Vũ khí đều có. Ngươi cầm thứ này đi, một vì đa tạ ngươi trợ giúp Thánh Linh cốc, hai vì xem như ta làm sư bá tặng ngươi quà gặp mặt. Thánh Linh lão tổ ném luồng sáng bay tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn thu luồng sáng vào tay, thấy là một khối ngọc giản. Trong ngọc giản có thứ gì đang nhảy, tạo cảm giác nguy hiểm. Thánh Linh lão tổ nói. Theo ta biết thì ngươi có nhiều kẻ thù, trên người của ngươi không thiếu gì. Nên ta cố ý chế tạo một khối ngọc giản hộ thân cho ngươi. Bên trong phong ấn một công kích linh hồn của ta, đánh bất ngờ có thể giết chuẩn đế bình thường, dù là chuẩn đế bất phàm cũng có thể tổn hại nặng linh hồn. Nếu đến lúc gặp khó khăn ngươi hãy tận dụng nó. Tim Lục Lâm Thiên ngừng đập, ngọc giản đủ để giết chuẩn đế, đây tuyệt đối là báu vật. Lục Lâm Thiên hành lễ lớn. Đa tạ sư bá tặng cho. Lúc trước sư thúc cùng kỳ tôn giả tặng cho Lục Lâm Thiên ba viên liệt diễm phần tôn đạn khi dùng mang lại hiệu quả to lớn, ngọc giản này ngang ngửa thứ ngũ sư thúc tặng cho nhưng không biết mạnh đến mức nào. Có thứ này thì Lục Lâm Thiên không sợ chuẩn đế, hiện tại hắn đang thiếu bùa hộ mệnh. Thánh Linh lão tổ nói. Được rồi, nếu các ngươi thích lục gia thì hãy ở lại lâu một thời gian cũng được. Lão thân hơi mệt, các ngươi lui xuống trước đi. Sư bá. Tuy được bùa hộ mệnh nhưng chưa lấy được nghịch mệnh hồn quả sao Lục Lâm Thiên có thể rời đi. Hiện tại sư phụ chỉ còn thiếu nghịch mệnh hồn quả. Hắc Phú ngăn Lục Lâm Thiên lại, ra hiệu kêu hắn đi. Thiếu chủ, chúng ta đi đi. Ban đêm, trăng treo trên cao. Màn đêm bao phủ khung trời, ánh trăng chiếu không quá tối tăm. Trong một gian phòng đình viện, Hắc Phú thúc và Lục Lâm Thiên ở trong phòng, biểu tình trầm trọng. Lục Lâm Thiên lấy lại tinh thần. Mắt hấp hái. Hắc Phú thúc ý là ngày xưa Thánh Linh sư bá và sư phụ có hôn ước, trước ngày thành thân sư phụ trốn. Mới rồi Lục Lâm Thiên nghe Hắc Phú thúc kể chuyện xong hắn trợn mắt há hốc mồm, không ngờ sư phụ và sư bá có chuyện như thế.
bỏ trốn trước ngày thành hôn, hèn gì sư bá không cho nghịch mệnh hồn quả. Lúc trước chủ nhân có nguyên nhân riêng. Hắc Phú cười khổ nói. Khi ấy tình cảm của chủ nhân và đại tiểu thư rất tốt, nhưng chủ nhân còn trẻ tuổi, một lòng chỉ nghĩ đến tu luyện và mạo hiểm. Đêm trước ngày thành thân chủ nhân đột nhiên nhận được tin là có một mật cảnh mở ra. Đại tiểu thư không chịu cho chủ nhân đi, hôm sau là tới ngày thành thân, họ hàng bằng hữu đến rất nhiều. Kết quả là, sư phụ lén đi. Lục Lâm Thiên khỏi nghĩ cũng biết với tính cách của sư phụ chắc chắn là lén trốn đi. Hắc Phú nói. Đúng vậy, chủ nhân sợ đại tiểu thư ngăn cản nên lén đi, kết quả mấy tháng trở về biết đại tiểu thư tức giận bỏ đi, tuyên bố cắt đứt quan hệ với chủ nhân. Hắc Phú hiểu rõ nhất chuyện năm xưa. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Chẳng lẽ sư phụ không đi tìm sư bá sao? Tìm, dĩ nhiên có tìm. Hắc Phú cười khổ nói. Nhưng khi ấy đại tiểu thư còn đang giận, thấy chủ nhân liền đánh. Ngày xưa với thực lực, thiên phú của đại tiểu thư không kém hơn chủ nhân. Lúc ấy trên đại lục chỉ có 3 người cùng thế hệ là có thể đối kháng với cùng thế hệ lục đại nhân hoàng tộc. Đó là Thánh Thủ Linh Tôn, Huyền Thiên Yêu Tôn, còn một người là Thánh Linh Tiên Tử, tức là danh hiệu của sư bá thiếu chủ. Trong 3 người này tính thực lực cá nhân thì sư bá của thiếu chủ mạnh hơn sư phụ thiếu chủ và Huyền Thiên Yêu Tôn một chút. Lục Lâm Thiên nghe xong giật mình kêu lên. Không ngờ ngày xưa sư bá lợi hại như vậy. Hắc Phú cười nói. Chủ nhân tìm đại tiểu thư xin lỗi nhưng mỗi lần gặp mặt đều đánh nhau, lần nào chủ nhân cũng rơi vào thế yếu. Mấy lần chủ nhân ăn đòn, đại tiểu thư bớt giận hơn, có ý định tha thứ cho chủ nhân. Lục Lâm Thiên nói. Đây là chuyện tốt. Nữ nhân thì thường hay cáu, dỗ dành vài lần là nguôi ngay. Lục Lâm Thiên thậm chí nghi ngờ sư phụ thua nhiều lần là vì cố ý nhường. Hắc Phú khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì. Đúng là tốt thật, đáng tiếc khi đại tiểu thư định tha thứ cho chủ nhân thì chủ nhân nhận được tin một chỗ mật địa mở ra, thế là... Lục Lâm Thiên nói. Thế là sư phụ lại đi, phải không? Hắc Phú cười khổ nói. Đúng rồi, lúc ấy chủ nhân đa phần chú ý vào tu luyện, mạo hiểm nên... Lục Lâm Thiên buông tiếng thở dài, khỏi nghĩ cũng biết. Nên sư bá cứng lòng thề không bao giờ gặp sư phụ nữa. Không chỉ thế. Hắc Phú ngập ngừng. Lần này đại tiểu thư giận thật, thề không bao giờ gặp chủ nhân, cũng tuyên bố bế quan không ra đại lục nữa. Lục Lâm Thiên than thở, hai lần như thế e rằng sư bá giận thật, sư phụ làm hai lần thế này cũng ác. Vẻ mặt Hắc Phú lo âu nói. Bây giờ ta thấy chỉ có chủ nhân đích thân đến mới có hy vọng nhưng mà... Lục Lâm Thiên trầm ngâm nói. Hắc Phú thúc, có gì mà lo, nếu sư phụ đến thì không thành vấn đề nữa. Hắc Phú nói. Ta rất hiểu biết tính cách của chủ nhân, làm thể linh hồn đã xấu hổ không dám gặp đại tiểu thư, còn vì nghịch mệnh hồn quả mà đến xin đại tiểu thư, đó không phải tính cách của chủ nhân sẽ không bao giờ đến. Lục Lâm Thiên hiểu biết chút ít tính tình của sư phụ. Rắc rối thật. Đến cầu sư bá vì nghịch mệnh hồn quả, e rằng sư phụ sẽ không chịu tới, dù không thể phục hồi lại cũng tuyệt đối không chịu xin xỏ sư bá. Hắc Phú nói. Vì vậy chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ, thật ra trong lòng đại tiểu thư chắc chắn không quên chủ nhân được, sẽ không bỏ mặc chủ nhân không cứu nhưng cần có bậc thang leo xuống. Nếu chủ nhân chịu đến thì tất cả không thành vấn đề. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đăm chiêu, nếu sư phụ chịu đến thì còn lo gì nữa. Vấn đề là sư phụ sẽ không đến. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy, hỏi. Hắc Phú thúc chắc biết tâm ý của sư phụ với sư bá. Hắc Phú nhìn Lục Lâm Thiên. Trong lòng chủ nhân tất nhiên chỉ có mình đại tiểu thư, nhưng khi ấy chủ nhân còn trẻ tuổi, một lòng đặt vào tu luyện. Lần này lúc đến chủ nhân cố ý dặn dò nếu gặp đại tiểu thư phải nói là hiện tại chủ nhân rất khỏe, hơi sĩ diện dởm chút nhưng cũng vì không muốn làm đại tiểu thư lo lắng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Sư phụ thuộc loại sĩ diện cho lắm vào khổ thân. Lục Lâm Thiên nhìn Hắc Phú. Ta có một cách nhưng không biết hữu dụng không? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Thiếu chủ nghĩ ra cách gì? Lục Lâm Thiên cười bí hiểm. Tới lúc đó Hắc Phú thúc sẽ biết. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Sợ ơi, vì nghịch mệnh hồn quả cho người mà đệ tử bất đắc dĩ làm vậy, thật sự vì tốt cho sư phụ, đừng trách đệ tử. Gió đêm thổi nhẹ, trăng treo trên cao, trên bầu trời lấp lánh sao sáng đầy trời, trong trời đêm u ám, ánh trăng trải dài dãy kiến trúc chiếu ra những cái bóng tòa nhà chồng lên nhau.
Trăng sáng xuyên qua áng mây ngẫu hiên trôi qua, để lại cái bóng loang lổ trong sơn mạch. Trong gian phòng chính một đình viện, thân hình áo trắng như tuyết đứng trước tấm gương đồng. Ngũ quan tinh xảo tựa điêu khắc, khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt ướt nước như hồ sâu, là Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Dạ Vị Ương đứng trước gương đồng ngắm kỹ hình dáng mình thật lâu, chợt cởi tóc buộc sau gáy. 3000 sợi tóc như thác đổ xuống, hồn nhiên biến đổi khí chất quyến rũ. Dạ Vị Ương cởi á sigma viết thường lụa, áo trắng tinh từ bả vai trượt xuống lộ bờ vai trắng tinh như ngọc. Quần áo rơi xuống lộ ra thân hình lung linh, đường cong động lòng người có thể nói là hoàn mỹ, ngực to mông vêu lắc nhẹ, bụng nhỏ phẳng trơn khiến ngọc thể vốn trắng trong xịn đẹp làm người hoa mắt tăng phần hấp dẫn. Nhưng hiện tại không ai nhìn thấy thân thể hoàn mỹ này. Dạ Vị Ương nhìn cơ thể mình trong gương đồng, hắn ngước mắt lên, 3000 sợi tóc phụ trợ đôi mắt đen lấy càng hấp dẫn động lòng người. Mắt Dạ Vị Ương lấp lóe tia sáng kỳ dị như ẩn như hiện. Dạ Vị Ương thì thào. Đây mới là chính ta. Tay Dạ Vị Ương lóe ánh sáng, váy dài màu trắng khoác lên người. Trên váy dài trắng có sợi vải mịn màu trắng cột eo lại, gấu váy thêu hoa văn tinh mỹ chỉ bạc tầng tầng lớp lớp. Mái tóc đen nhánh rũ xuống eo nhỏ, 3000 tóc tơ được gài lại bằng cây châm thủy tinh. Toàn thân Dạ Vị Ương thay đổi, toát ra thanh hương, ngũ quan tinh xảo khảm trên khuôn mặt ngọc hợp thành nhan sắc tuyệt đẹp. Bên ngoài một đình viện, nhị thiếu gia, lão nhân áo xám đến bên ngoài đình viện, dường như cả đêm mới vừa về, biểu tình sốt ruột, kèm theo khí sát phạt. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, thu thủ ấn về, ngừng tu luyện. Lục Lâm Thiên thở hắt ra khí chọc, từ từ đứng dậy. Vào đi, Lệ Quỷ nói. Nhị thiếu gia, Đông Hải Tam Sát và nhiều cường giả đã chạy không thấy tăm tích. Đẳng cấp cao trong Hải Sa Môn đã bị ba huynh đệ chúng ta giết, nhưng thu hoạch không lớn. Chắc chắn báu vật Hải Sa Môn bị ba người Đông Hải Tam Sát mang đi, chuyện còn lại tự Thánh Linh Cốc sẽ xử lý. Thánh Linh Cốc đã lo giải quyết phi sinh gia tộc. Ba người kia cũng thông minh thật. Lục Lâm Thiên suy tư, Đông Hải Tam Sát còn sống là tai họa lớn, bài trừ Cực Lạc Tam Quỷ truy sát. Không ngờ ba lão già kia đã sớm chạy trốn. Dương Quỷ nói. Nhị thiếu gia, bây giờ chúng ta làm sao đây? Sợ là trong thời gian ngắn ba lão già Đông Hải Tam Sát không dám xuất hiện, chúng ta muốn tìm ra bọn họ rất khó khăn. Thông báo cho cường giả toàn đế đạo minh nếu thấy Đông Hải Tam Sát thì giết không tha. Lục Lâm Thiên nói. Các ngươi xuống đi. Tuân lệnh. Cực Lạc Tam Quỷ gật đầu, hành lễ ra khỏi đình viện. Trăng nhạt treo cao, trăng rời sang tây, bóng đêm trước bình minh vừa qua, tia ban mai thứ nhất bắn ra từ sơn mạch. Trong sơn mạch bốc lên sương nhạt tán đi, không khí ẩm ướt mát mẻ. Trong sơn mạch, một thân hình xuất hiện đáp xuống ngọn núi, thân hình hiện ra, là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đứng ngoài đình viện khom người hành lễ, không dám tự tiện vào trong. Đệ tử bái kiến sư bá. Giọng Thánh Linh Lão Tổ vọng ra từ Thánh Linh Lão Tổ. Sao sáng sớm đã đến chỗ lão thân ta đây? Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng nhìn trong đình viện. Đệ tử định hôm nay quay về Phi Linh Môn nên đặc biệt đến cáo tử với sư bá. Trong đình viện tạm ngừng một lúc rồi có thanh âm lại vọng ra. Đi đi, dọc đường cẩn thận. Lục Lâm Thiên sửng sốt, không ngờ sư bá thật sự không giữ hắn lại. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi thay đổi nói. Lúc đệ tử đến đây sư phụ từng dặn dò đệ tử nói vài câu với sư bá. Sư phụ bảo đệ tử nhất định phải chuyển lời cho sư bá. À, thanh âm trong đình viện có vẻ kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi nói đi. Lục Lâm Thiên ngước mắt lên, hít sâu, nói. Sư phụ dặn đệ tử chuyển lời lại với sư bá rằng ngày xưa làm sai một việc, đã sai càng sai thêm. Mấy năm nay sư phụ luôn hối hận vô cùng, nếu được thì mong sư bá cho sư phụ thêm một cơ hội, sư phụ nhất định sẽ không chọn quyết định ngày xưa. Lục Lâm Thiên nói xong tinh thần quan sát đình viện, khóe môi cong lên thầm nghĩ, miễn sư bá có tình ý với sư phụ thì chắc chắn sẽ dao động. Nhưng thật lâu sau đình viện không vang lên thanh âm, khiến Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, lòng thấp thỏm. Thật lâu sau trong đình viện lại truyền ra giọng Thánh Linh Lão Tổ. Lời này thật sự là sư phụ của ngươi nói. Đúng vậy, từng chữ đều là sư phụ nói. Lục Lâm Thiên khẳng định. Nhưng đệ tử không biết sư phụ nói vậy là có ý gì, nghe nửa ngày mà không hiểu. Nếu ngươi không nghe hiểu câu này thì còn ai nghe hiểu? Giọng Thánh Linh Lão Tổ vọng ra. Ngươi đến chào từ biệt ta là giả,
nhớ nghịch mệnh hồn quả mới là thật, ngươi dám lừa gạt cả sư bá của ngươi. Có tin là ta lấy tội sư môn, dưới phạm trên, bất kính với trưởng bối để chỉ tội ngươi không? Sư bá. Lục Lâm Thiên ngây người, hắn không ngờ sư bá biết hết. Lục Lâm Thiên sợ hết hồn vội nói. Sư bá, đệ tử không phải cố ý, xin sư bá tha lỗi. Sóng không gian chợt lóe, Thánh Linh lão tổ xuất hiện kiếm Lục Lâm Thiên. Được rồi, ta biết ngươi muốn có nghịch mệnh hồn quả đúng không? Không ngờ sư phụ của ngươi thu được một đệ tử như ngươi. Thôi, lần này không trách ngươi. Lục Lâm Thiên hành lễ ngay. Đa tạ sư bá rộng lượng. Thánh Linh lão tổ nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ thở dài. Tiểu tử nhà ngươi biết cách ăn nói, chắc rất được nữ hài tử thích. Không giống sư phụ của ngươi, không biết nói một câu. Sư phụ đặt sư bá trong lòng nên không cần nói nhiều. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy nói. Chuyện của sư phụ và sư bá, ta làm vãn bối vốn không nên lắm miệng, nhưng rất muốn nói một câu. Chắc sư bá cũng biết tấm lòng của sư phụ, trong lòng sư phụ chỉ có sư bá. Được rồi, tiểu tử này đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thánh Linh lão tổ lườm Lục Lâm Thiên. Ngươi muốn có nghịch mệnh hồn quả cũng không phải không thể. Lục Lâm Thiên mừng hết lớn. Đa tạ sư bá. Khoan cảm ơn, ta chưa nói ra điều kiện. Thánh Linh lão tổ mắt lóe tia sáng nói. Ta không làm khó dễ ngươi, nghịch mệnh hồn quả đã không ở trên người ta. Lục Lâm Thiên mới mừng xong giờ thì hoang mang giật mình. A, à, Thánh Linh lão tổ nhìn Lục Lâm Thiên. Ta đã giao nghịch mệnh hồn quả cho Vị Ương. Tuy ta sáng tạo ra Thánh Linh Cốc nhưng mấy năm qua không quản lý, Vị Ương tuy trên danh nghĩa Thánh Linh Cốc nhưng không biết cách bao nhiêu đời, có một số việc không cần tính theo bối phận. Hôm qua ta nói với Vị Ương, nếu ngươi đồng ý thành hôn với Vị Ương thì nghịch mệnh hồn quả là của ngươi, còn nếu ngươi không chịu thì ta cũng hết cách. Lục Lâm Thiên kinh ngạc tiếp tục bảo. Sư bá, việc này không được, đệ tử là người có hôn ước, hơn nữa giả cốc chủ sẽ không đồng ý. Thánh Linh lão tổ mỉm cười nói. Ngươi không chỉ có một hôn ước, thêm một cái cũng không sao. Vị Ương thì ta đã hỏi rồi, nàng không có ý kiến. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Sư bá, điều này không thể nào. Nói thế nào thì Lục Lâm Thiên biết rõ Dạ Vị Ương không thích nam nhân, nói theo kiểu kiếp trước Dạ Vị Ương là lạp lạp, thích nữ nhân, sao nàng có thể chọn nam nhân được. Vị Ương đã đồng ý, cứ thế quyết định đi. Nếu ngươi thành thân với Vị Ương thì cứ mang nghịch mệnh hồn quả đi, ta đã quyết định rồi sẽ không sửa đổi chuyện này. Nếu ngươi muốn rời đi giống như sư phụ của ngươi thì cứ đi. Thánh Linh lão tổ nói xong lắc người biến mất. Lục Lâm Thiên mếu. Sư bá. Lục Lâm Thiên không ngờ sư bá bày trò này ra, hắn biết làm sao bây giờ. Lục Lâm Thiên đứng ngoài định viện không nghe Thánh Linh lão tổ nói gì thêm, hắn bất đắc dĩ chờ một lúc rồi thui thủi đi. Lục Lâm Thiên quay về đình viện đặt chân trong Thánh Linh Cốc. Nhìn bộ dạng của Lục Lâm Thiên, Dương Quá hỏi. Nhị đệ, sao vậy? Đám người Hắc Vũ, Kim Huyền, Lục Tâm Đồng, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư, Huyết Mị đều có mặt trong đình viện, khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Ai? Lục Lâm Thiên kể lại yêu cầu của Thánh Linh Lão Tổ cho mọi người nghe. Cực Lạc Tam Quỷ luôn miệng chúc mừng. Chúc mừng nhị thiếu gia. Chúc mừng nhị thiếu gia. Lục Lâm Thiên trừng Cực Lạc Tam Quỷ. Các ngươi chúc mừng cái gì? Âm quỷ cười nói. Nhị thiếu gia, tuy Âm Dương Vương Dạ Vị Ương mặc đồ nam nhưng nhìn ra được chắc chắn xinh đẹp động lòng người, cộng thêm có báu vật nghịch mệnh hồn quả, nếu phát tin ra ngoài không biết bao nhiêu người giành giật bể đầu xông lên, chỉ mình nhị thiếu gia mới có phúc khí này. Lục Lâm Thiên trừng âm quỷ, bực bội nói. Nhảm nhí, cút sang bên đi. Dương Quá mỉm cười nói. Nhị đệ, ta cảm thấy âm quỷ nói có đạo lý, nhị đệ không bị tổn thất gì. Thấy có người hát đệm, âm quỷ đắc y nói. Đại thiếu gia hiểu đạo lý nhất. Qua thời gian này ở chung, tam quỷ không sợ Lục Lâm Thiên như trước, nhưng lòng kính trọng thì càng đậm thêm. Trước kia tam quỷ bị uy hiếp mới vào Lục gia, hiện tại hoàn toàn là tự nguyên, giờ có người bắt buộc đuổi bọn họ ra Lục gia thì tam quỷ sẽ xử kẻ đó. Lục Tâm Đồng đếm ngón tay, vui sướng khi người gặp họa. Ca ca, ta cũng thấy không có gì, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương không tệ. Nhưng ca ca coi chừng Hồng Lăng tỷ, Tiểu Linh tỷ, Cảnh Vân tỷ, Vô Song tỷ. Lục Lâm Thiên chừng Lục Tâm Đồng. Tiểu nha đầu,
phải tìm một gia đình gả muội đi mới được. Lục Tâm Đồng chua moi nói. Ta không thèm gả. Hắc Vũ mắt lóe tia sáng hỏi Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ định làm sao? Ta cũng không biết. Lục Lâm Thiên nhức đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta đi gặp Dạ Cốc chủ trước, nhìn xem rồi quyết định sau. Lục Lâm Thiên thở dài, dù thế nào thì hắn phải trả giá tất cả quyết có được nghịch mệnh hồn quả. Lát sau trước một kiến trúc đình viện trang nhã, Lục Lâm Thiên đi theo đệ tử Thánh Linh Cốc dẫn đường tới đây. Đệ tử Thánh Linh Cốc lên tiếng. Lục Minh Chủ, Cốc Chủ ở bên trong, mời Lục Minh Chủ vào. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu nói. Đa tạ. Lục Lâm Thiên phất trường bào cất bước đi vào đình viện. Trong đình viện rất tinh xảo, khắp nơi vô cùng thanh tú. Lục Lâm Thiên đang quan sát thì nghe giọng Dạ Vị Ương vang lên. Lục Minh Chủ, mời vào. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến vào gian phòng tinh xảo nguồn phát ra thanh âm. Trong một cái lư hương có làn khói nhạt bốc lên, mùi hương không phải phiên ốc nhưng khiến người thoải mái thư giãn. Một bóng dáng yêu kiều đứng trong phòng, bóng lưng yểu điệu khiến người ma mang. Lục Lâm Thiên sửng sốt, trực giác có gì khác lạ. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lục Minh Chủ đến rồi sao? Bóng lưng xoay người, khuôn mặt tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên kinh ngạc trố mắt, đây là khu ôn mặt đẹp tuyệt trần, ngọc nhan nhã trí điêu khắc ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt ướt nước trong veo nhưng hơi mông lung, có thể nhìn thấu tất cả. Mũi nhỏ xinh, môi mỏng như cánh ve nhỏ tự anh đào vẽ ý cười trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Lục Lâm Thiên ngây người. Đẹp quá! Lục Lâm Thiên đã thấy rất nhiều nữ nhân xinh đẹp nhưng phải công nhận đều không bằng người trước mắt, nữ nhân đẹp tuyệt trần. Không khó nhìn ra đây là Âm Dương Vương Dạ Vị Ương mặc đồ nữ, từ lâu Lục Lâm Thiên đã nghĩ nàng mà mặc đồ nữ sẽ rất động lòng người nhưng không ngờ đẹp tới nhường này. Lục Lâm Thiên nhìn ngây ngốc, khuôn mặt tinh xảo toát ra nét quyến rũ, đôi mắt hút hồn người. Nàng mặc váy dài màu trắng nhạt tôn lên da trắng như tuyết. May mắn Lục Lâm Thiên đã thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp nên nhanh chóng tỉnh táo lại. Không ngờ Dạ Cốc chủ mặc đồ nữ vào sẽ lộng lẫy như thế. Dạ Vị Ương nhởn miệng cười nhìn Lục Lâm Thiên. Chẳng lẽ trong mắt Lục Minh Chủ thì ta mặc đồ nữ không thể gặp người sao? Chẳng hiểu sao gò má Dạ Vị Ương hơi hồng. Lục Lâm Thiên vội nói. Dĩ nhiên là không, chẳng phải khiến tại hạ bị kinh diễm một phen. Mời ngồi. Có vẻ Dạ Vị Ương sớm biết Lục Lâm Thiên sẽ đến, trong phòng chuẩn bị sẵn nhiều thứ, có cả bình trà thơm. Hai người ngồi ngay ngắn, Lục Lâm Thiên biết Dạ Vị Ương rõ ràng điều kiện của Thánh Linh Lão Tổ. Không khí giữa hai người có chút lúng túng. Dạ Vị Ương nhìn Lục Lâm Thiên, phá vỡ không khí ngượng ngùng trước hết. Lục Minh Chủ đến là vì điều kiện của Lão Tổ đúng không? Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên nhìn Dạ Vị Ương trước mắt. Không biết ý định của Dạ Cốc chủ thế nào. Dạ Vị Ương ngần ngừ, mắt đẹp hấp háy hỏi Lục Lâm Thiên. Việc này là Lão Tổ dặn bảo, Vị Ương không dám cãi lại nhưng không biết ý của Lục Minh Chủ ra sao. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy. Lục ta chỉ sợ uất ức cho Dạ Cốc chủ. Mắt Dạ Vị Ương sáng ngời nhìn Lục Lâm Thiên, nhoẻn miệng cười, nụ cười động lòng người. Nên là Lục Minh Chủ khinh thường tiểu nữ tử đi. Đương nhiên không. Dạ Cốc chủ xinh đẹp tuyệt trần đủ khiến nam nhân trong thiên hạ rung động, là Lục ta trèo cao. Lục Lâm Thiên ngần ngừ nhìn Dạ Vị Ương. Hơn nữa ta nghe nói Dạ Cốc chủ không thích. Dạ Vị Ương mỉm cười hỏi lại. Nghe nói ta thích nữ nhân, phải không? Lục Lâm Thiên gật đầu. Đúng vậy. Nhiều người trên đại lục đều biết chuyện này. Dạ Vị Ương lại cười hỏi. Xin hỏi có ai chính mắt thấy chưa? Lục Lâm Thiên sửng sốt, thế thì không. Hắn cũng chỉ nghe nói qua. Lục Lâm Thiên nhìn Dạ Vị Ương, lắc đầu. Dạ Vị Ương mỉm cười nói. Tin đồn đôi khi không đáng tin, khuôn mặt của ta gây nhiều chú ý lại là Cốc chủ Thánh Linh Cốc, có nhiều điều bất tiện nên ta dùng cách này, thế lại yên tĩnh nhiều. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Thì ra là vậy. Không hiểu sao trong lòng Lục Lâm Thiên thầm mừng. Dạ Vị Ương nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hỏi. Lục Minh Chủ nhất định muốn có được nghịch mệnh hồn quả sao? Lục Lâm Thiên đáp. Gia sư chờ nghịch mệnh hồn quả cứu giúp, nên dù thế nào thì ta phải có được nghịch mệnh hồn quả. Dạ Vị Ương hỏi. Vậy là bây giờ Lục Minh Chủ đã có quyết định muốn cưới ta? Lục Lâm Thiên nhìn Dạ Vị Ương.
Có lẽ điều này không công bằng với Dạ Cốc chủ, nhưng ta phải có được nghịch mệnh hồn quả, nên ta không còn cách nào khác. Dạ Vị Ương nhìn Lục Lâm Thiên, mắt sáng hấp háy, gật gù nhấp ngụm chè xanh. Dạ Vị Ương lại ngước nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Minh chủ muốn cưới nhưng chưa chắc ta chịu gả. Lão Tổ đã nói có gả hay không tùy ý ta, tuy hiện tại Lục Minh chủ là đối tượng toàn bộ nữ nhân trên đại lục muốn đến gần nhưng với ta thì không nhất định muốn gả cho Lục Minh chủ. Huống chi Lục Minh chủ đã có nhiều vị hôn thê, mỗi người khuynh quốc khuynh thành, gia thế hiển hách. Ta gả cho Lục Minh chủ thì có ích lợi gì? Lục Lâm Thiên cứng họng. Cái này, đây là vấn đề Lục Lâm Thiên chưa từng nghĩ đến, hắn có thể cưới nhưng không có nghĩa là người ta nhất định sẽ gả. Lục Lâm Thiên ngây người, mắt hấp háy. Dạ Cốc chủ, nghịch mệnh hồn quả cực kỳ quan trọng với ta. Dạ Cốc chủ hãy nêu điều kiện đi, Lục ta dù phải vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Dạ Vị Ương mỉm cười hỏi. Nếu ta muốn Lục Minh chủ bỏ hết hôn ước chỉ cưới một mình ta thì sao? Vậy thì Lục Minh chủ mới có được nghịch mệnh hồn quả, cứu sư phụ của mình. Hai bên chỉ có thể chọn một, Lục Minh chủ sẽ chọn cái nào? Lục Lâm Thiên cười khổ. Cái này. Lục Lâm Thiên trầm ngâm một lúc, nói. Nếu Dạ Cốc chủ nói ta phải lựa chọn thì ta sẽ không chọn cái nào. Dạ Vị Ương hỏi. Vậy ra Lục Minh chủ không định cứu sư phụ của mình. Lục Lâm Thiên đáp. Tất nhiên phải cứu sư phụ, không có sư phụ thì không có Lục Lâm Thiên ta. Dù trên phụ trời, dưới phụ đất thì ta sẽ không phụ sư diệt tổ. Lục Lâm Thiên tạm ngừng một lúc. Mắt nhìn Dạ Vị Ương, trầm giọng nói. Nhưng ta sẽ không bỏ nữ nhân nào của mình. Ta đã hứa với các nàng, bọn họ chịu giao mình cho Lục Lâm Thiên ta, khi ta chẳng có cái gì mà các nàng không hề rời xa. Đến hôm nay ta nợ các nàng quá nhiều, sao có thể bỏ họ được? Trừ phi ta chết nếu không sẽ không người nào rời khỏi ta, không một người. Ta đã hứa hẹn thì trừ phi các nàng không muốn, nếu không ta tuyệt đối không lấy lại. Nhìn biểu tình kiên nghị của Lục Lâm Thiên. Dạ Vị Ương ngẩn ngơ một lúc rồi khẽ nói. Làm nữ nhân, ta thật rất hâm mộ bọn họ, có lẽ ta nên gặp ngươi sớm hơn. Lục Lâm Thiên nói. Dạ Cốc chủ, trừ hai điều kiện này hãy nêu điều khác đi. Dạ Vị Ương nhìn Lục Lâm Thiên, giao một hộp ngọc cho hắn. Lục Minh chủ, cầm đi. Lục Lâm Thiên nhận lấy hộp ngọc mở ra, năng lượng linh hồn bàng bạc đến cực độ bừng lên, khiến linh hồn run rẩy, bên trong chính là nghịch mệnh hồn quả. Đây là, nghịch mệnh hồn quả. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Dạ Cốc chủ, sao? Lục Lâm Thiên không ngờ Dạ Vị Ương sẽ giao nghịch mệnh hồn quả cho hắn. Cầm đi. Dạ Vị Ương nói. Ngươi muốn cưới nhưng chưa chắc ta muốn gả. Thứ này là vật cứu sư phụ của ngươi, dù thế nào thì ngươi sẽ muốn lấy nó. Ta không muốn ép ngươi thành thân với ta, ngươi như vậy ở bên cạnh ta có ích gì? Dạ Vị Ương ta không cần làm như vậy. Lục Lâm Thiên nhìn Dạ Vị Ương, mắt lóe tia cảm kích và xin lỗi. Nhưng Dạ Cốc chủ, bên sư bá. Dạ Vị Ương nói. Bên lão tổ thì ta sẽ tự đi nói, cùng lắm bị lão tổ trách phạt một phen, còn hơn là ép ngươi thành thân với ta. Dưa hái xanh không ngọt, ta hiểu điều này. Lục Lâm Thiên nói. Hay là để ta cùng Dạ Cốc chủ đi xin tội với sư bá. Không cần. Mắt đẹp nhìn Lục Lâm Thiên, Dạ Vị Ương hỏi. Lục Minh chủ, có một vấn đề Lục Minh chủ trả lời được không? Lục Lâm Thiên gật đầu nghiêm mặt nói. Xin Dạ Cốc chủ cứ hỏi. Dạ Vị Ương cắn nhẹ bờ môi hỏi. Nếu không có mấy vị hôn thê kia thì ngươi có cam lòng thành thân với ta? Lục Lâm Thiên nhìn Dạ Vị Ương, trả lời. Ta cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khuôn mặt của ta không đẹp bằng mấy vị hôn thê của ngươi? Môi son cong lên, mắt hấp háy. Rèm mi dài đường cong động lòng người khiến đôi mắt sáng càng lung linh. Đương nhiên không phải. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Cái này không liên quan gì mặt đẹp. Ta có mấy vị hôn thê, vì chúng ta yêu nhau nên mới cùng nhau. Ta thích hết mọi thứ của họ, thích vài điểm đặc biệt trên người họ. Ví dụ Tiểu Linh ngây thơ xinh đẹp, Hồng Lăng đáng yêu đơn giản, Cảnh Văn nhạy bén trí tuệ, Vô Song lương thiện thanh nhã. Dạ Vị Ương hỏi. Trên người bọn họ không có khuyết điểm sao? Con người không hoàn mỹ, ai không có khuyết điểm? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nhưng khuyết điểm của các nàng ở trong mắt ta thành đặc điểm. Nếu Dạ Cốc chủ xem khuyết điểm của mọi người thành đặc điểm thì miễn đối tượng không phải kẻ siêu độc ác, Dạ Cốc chủ sẽ phát hiện tất cả trở nên khác biệt.
Dạ Vị Ương nhìn Lục Lâm Thiên, trầm ngâm nói. Nghe lời Lục Minh Chủ nói xong giúp Vị Ương được lợi nhiều. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Dạ Cốc Chủ khách sáo. Dạ Vị Ương hỏi. Lục Minh Chủ có biết tại sao ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho Lục Minh Chủ không? Lục Lâm Thiên cảm kích nói. Đa tạ Dạ Cốc Chủ thành toàn, về sau chuyện của Thánh Linh Cốc là việc của Phi Linh Môn ta, chuyện của Dạ Cốc Chủ là việc của Lục ta. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng khó phát hiện. Ta không nói những điều này. Dạ Vị Ương ngước mắt đẹp lên. Lục Minh Chủ mau đi đi, ta sợ Lão Tổ sẽ đổi ý hoặc phát hiện ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho Lục Minh Chủ. Nên Lục Minh Chủ đi sớm là hơn, nếu có cơ hội ta sẽ đi Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đa tạ, Lục ta xin cáo từ. Nghịch mệnh hồn quả đã vào tay, Lục Lâm Thiên hơi sợ sư bá sẽ đổi ý thì tiêu. Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện nhưng bị Dạ Vị Ương kêu lại. Lục Minh Chủ dừng bước. Lục Lâm Thiên ngoái đầu hỏi. Dạ Cốc Chủ có gì dặn bảo? Dạ Vị Ương hỏi. Không biết hiện tại Lục Minh Chủ có phát hiện đặc điểm gì trên người của ta không? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Có, đương nhiên là có. À, Dạ Vị Ương mắt lóe tia sáng hỏi. Không biết Lục Minh Chủ phát hiện đặc điểm gì? Lục Lâm Thiên cười cười. Không thể nói, không thể nói. Lục Lâm Thiên lắc người ra khỏi đình viện. Dạ Vị Ương nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, mắt sáng lóe tia buồn bã. L. Người không nhìn thấu, khiến nữ nhân không thể dễ dàng đến gần rồi lại muốn gần gũi. Dạ Vị Ương lẩm bẩm. Ta đưa nghịch mệnh hồn quả cho ngươi vì không muốn ép ngươi, chẳng bằng khiến ngươi mãi mãi nhớ kỹ ta. Ngay lúc này, trong đình viện, Thánh Linh Lão Tổ đột nhiên xuất hiện trước mặt Dạ Vị Ương. Vị Ương, người thật to gan, dám làm trái mệnh lệnh của ta. Dạ Vị Ương sửng sốt, hoảng hốt sau đó lấy lại tinh thần. Lão Tổ. Dạ Vị Ương bình tĩnh lại, hành lễ. Đệ tử kính chào Lão Tổ, xin Lão Tổ thứ tội. Thánh Linh Lão Tổ buông tiếng thở dài. Được rồi, đứng lên đi. Thánh Linh Lão Tổ nhìn hướng Lục Lâm Thiên đã mất hút. Tiểu tử này giống y sư phụ của hắn, sư phụ thế nào thì đệ tử thế ấy. Nhưng hắn không háo sắc, khuôn mặt như ngươi mà vẫn bị từ chối được, xem như không khiến ta thất vọng. Thấy Lão Tổ không nổi giận, Dạ Vị Ương thở phào nhẹ nhõm. Lão Tổ! Thánh Linh Lão Tổ kéo Dạ Vị Ương dậy. Đứng lên đi! Thánh Linh Lão Tổ nhìn Dạ Vị Ương trước mặt, đôi mắt sâu thẳm minh mông lóe tia sáng, vô hình chung làm nàng không dám nhìn thẳng. Như thể Dạ Vị Ương trần trụi trước đôi mắt kia, bị người nhìn thấu. Thánh Linh Lão Tổ nhìn Dạ Vị Ương, nói. Thật ra lần này ta cũng thử thách ngươi. Lão Tổ nhìn ra được trong lòng của ngươi e rằng sớm có tiểu tử kia. Dạ Vị Ương xấu hổ đỏ mặt càng thêm xinh đẹp. Lão Tổ! Vẻ đẹp này hiện không có nam nhân nào được ngắm. Thánh Linh Lão Tổ khẽ thở dài. Ngươi đừng chối, Lão Tổ có ánh mắt, nếu không đã chẳng giao nghịch mệnh hồn quả cho ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lén giao nghịch mệnh hồn quả cho tiểu tử kia. Dạ Vị Ương nói. Đệ tử xin nguyện nhận bất cứ trách phạt nào. Thánh Linh Lão Tổ nói. Phạt ngươi làm gì, ngươi làm tốt hơn Lão Tổ nghĩ, đây là cách làm thông minh, tốt hơn ép buộc hắn. Lão Tổ cũng biết đạo lý dưa hái xanh không ngọt. Tiểu tử này nợ ngươi một phần nhân tình, về sau nếu dám không trả thì lão thân sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Trong sơn mạch bao la, núi non chập trùng, xê úc thương thương, sơn tư biến hóa đa đoan, có sông uốn lượn khúc khuỷu. Grao! Thiên sĩ tuyết sư đập cánh bay cao, đám người Lục Lâm Thiên ngồi trên lưng nó nhanh chóng rời khỏi Thánh Linh Cốc, không dám chào từ biệt Thánh Linh Lão Tổ. Lục Lâm Thiên không muốn có được nghịch mệnh hồn quả lại mất đi. Nếu người khác muốn cướp nghịch mệnh hồn quả của hắn thì Lục Lâm Thiên không cho rằng có bao nhiêu người thành công, dù thực lực mạnh hơn hắn thì cũng khó thể mạnh mẽ cướp đồ trong tay hắn. Nhưng đối diện cường giả như Thánh Linh Lão Tổ thì Lục Lâm Thiên không nghĩ vậy, chạy về Phi Linh Môn trước là hơn. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên lưng Lục Lâm Thiên, trong đầu suy tư nhiều chuyện, khó thể bình tĩnh nỗi lòng. Hiện tại đã có được nghịch mệnh hồn quả. Tuy Lục Lâm Thiên vội vàng trở về nhưng trong ba điều kiện ưu tiên để phục hồi mà sư phụ nói thì đã có nghịch mệnh hồn quả, thân thể rồi chỉ kém mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Điều này hơi rắc rối chút, không biết Vô Song đã trở về giải linh tôn giả chưa? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nhưng ít ra lấy được nghịch mệnh hồn quả khó có nhất.
Dù nói sao thì lần này đã được đến nghịch mệnh hồn quả khó kiếm nhất, sư phụ có hy vọng phục hồi. Thiên sĩ tuyết sư khổng lồ xuyên qua tầng mây, thân hình tuyết sư to lớn đập đôi cánh, không gian bốn phía vặn vẹo các tia sóng gợn. Khí lưu rít gào xẹt qua kéo theo tiếng xé gió trầm thấp, lúc này tốc độ của thiên sĩ tuyết sư sắp đến mức độ khiến người kinh khủng, xé gió bay đi. Tuy tốc độ của thiên sĩ tuyết sư khá nhanh nhưng cần chút thời gian. Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân trên lưng thiên sĩ tuyết sư, khí lưu rít gào hai bên cùng với cuồng phong quét qua. Áo xanh bay phất phới, vầng sáng vô hình dựng quanh thân Lục Lâm Thiên, hắn âm thầm lĩnh ngộ. Lát sau Lục Lâm Thiên nhắm chặt mắt lại, toàn bộ tinh thần chìm vào lĩnh ngộ, quanh thân tràn ngập năng lượng thiên địa nhàn nhạt. Nhìn Lục Lâm Thiên giây lát đã tiến vào trạng thái lĩnh ngộ làm Kim Huyền trợn mắt há hốc mồm. Không ai biết Lục Lâm Thiên được đến các loại ích lợi, đặc biệt từ khi có được ba quyển vô tự thiên thư kỳ dị thì tốc độ lĩnh ngộ càng siêu nhanh. Người khác lĩnh ngộ muôn vàn khó khăn còn Lục Lâm Thiên thì đường bằng pha ửng, hầu như chưa từng gặp trở ngại nào lớn. Thời gian chậm rãi trôi, trong không gian có luồng năng lượng thiên địa quay quanh bên Lục Lâm Thiên. Hắn lĩnh ngộ là thì không lao ngục, tương đương với cùng lúc lĩnh ngộ mọi thứ khác. Trong lĩnh ngộ này Lục Lâm Thiên hoàn toàn tiến vào trạng thái huyền diệu. Trên đường đi cổ vực sẽ phải quá không gian trung động Ma Vân Thành trước. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên đắm chìm trong lĩnh ngộ, không hay biết gì. Thời gian tổi rất nhanh trong lĩnh ngộ minh mông. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, mọi người nhắm mắt tĩnh thần, tiềm tâm tĩnh tu. Phi Linh Môn không thay đổi gì trong mấy ngày nay. Lục Lâm Thiên trở về Phi Linh Môn liền cùng Hắc Vũ, Kim Huyền chạy vào đình viện sau núi. Trong đình viện sau núi có đám cường giả đang ngồi. Thánh thủ Linh Tôn định hỏi chuyến đi Thánh Linh Cốc thế nào thì Lục Lâm Thiên đã đặt nghịch mệnh hồn quả vào tay lão. Hộp ngọc mở ra, khi nghịch mệnh hồn quả hiện ra thì năng lượng linh hồn bàng bạc tràn ngập đủ khiến tất cả cường giả có mặt tim đập nhanh. Thân hình ảo của Thánh thủ Linh Tôn run nhẹ. Đây là cái. Mắt Thánh thủ Linh Tôn rung động nhìn Lục Lâm Thiên. Nghịch mệnh hồn quả, đây chính là nghịch mệnh hồn quả. Sư phụ, đã tìm được nghịch mệnh hồn quả, sư phụ có thể phục hồi. Lục Lâm Thiên nhìn ánh mắt kích động của sư phụ, khóe môi hắn cong lê, rốt cuộc có thể làm chút gì cho sư phụ. Nghịch mệnh hồn quả, đây chính là nghịch mệnh hồn quả. Thánh thủ Linh Tôn kích động vô cùng, rốt cuộc tìm được báu vật này. Nam thúc hết sức giật mình. Đây là nghịch mệnh hồn quả sao? Báu vật này vô cùng hiếm thấy, chỉ tồn tại trong tin đồn. Thánh thủ Linh Tôn kích động qua đi hỏi Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên! Ngươi lấy nghịch mệnh hồn quả ở đâu ra? Lục Lâm Thiên, Hắc Vũ nhìn nhau, lần lượt kể tình huống đại khái. Khi nói đến Lục Lâm Thiên bắt giữ vi sinh gia tộc ngũ tổ thì Thánh thủ Linh Tôn, Nam Thúc rất rung động. Cuối cùng ám u lão quỷ đi ra, làm Nam Thúc, Thánh thủ Linh Tôn hết hồn. Thánh thủ Linh Tôn mắt lóe tia sáng nói. Không ngờ ám u lão quỷ còn sống, lúc trước cùng thế hệ với ta. Nam Thúc nói. Ta có nghe nói về người này. Là một lão quỷ nổi tiếng ác, dường như đã lâu chưa lộ mặt. Hắc Vũ nói. Người đi ra đã là đẳng cấp chuẩn đế. Thánh thủ Linh Tôn hỏi. Đẳng cấp chuẩn đế, Kim Huyền đối phó hắn sao? Thánh thủ Linh Tôn biết thực lực của Kim Huyền, chỉ mình Kim Huyền mới đối phó được. Kim Huyền nói. Ta chỉ có thể ức chế ám u lão quỷ, muốn giết chết dù có dốc hết sức cũng khó làm được. Về sau xuất hiện một siêu cường giả mới tiêu diệt được ám u lão quỷ. Thực lực của Kim Huyền chỉ có thể ức chế ám u lão quỷ, làm bị thương thì dễ chứ chặn giết rất khó khăn. Nam Thúc nghi hoặc hỏi. Còn ai có thể giết một chuẩn đế? Còn người Thánh thủ Linh Tôn có rút nghĩ đến điều gì, nhìn Hắc Vũ hỏi. Hắc Vũ, chẳng lẽ? Hắc Vũ nói. Chủ nhân, là đại tiểu thư đi ra. Đại tiểu thư đã đột phá đế giai, một chiêu giết ám u lão quỷ dưới trường. Thánh thủ Linh Tôn khẽ thở dài. Không ngờ nàng thật sự đột phá đế giai. Không ngờ Thánh Linh Cốc còn có cường giả như vậy. Nam Thúc kinh thán nhìn hướng Thánh thủ Linh Tôn. Đoan Mộc huynh, hèn gì huynh nói Thánh Linh Cốc sẽ không có gì đáng lo, hóa ra biết trước trong Thánh Linh Cốc có cường giả như vậy. Âm u lão quỷ đó xui thật, chắc mới đột phá chuẩn đế chưa lâu thế mà chết vào tay đế giả thật sự, bi kịch. Âm u lão quỷ mà biết trong Thánh Linh Cốc có đế giả thì tuyệt đối không dám đến gần Thánh Linh Cốc. Thánh thủ Linh Tôn nói, ta chỉ suy đoán, không ngờ nàng đã đột phá đế giả. Lục Lâm Thiên kể tiếp sự việc đại khái, mọi người nghe hiểu sơ.
Báu vật xuất hiện là nghịch mệnh hồn quả vật nghịch thiên, Nam Thúc rất vui sướng. Thánh thủ Linh Tôn nhìn Lục Lâm Thiên, cười khổ nói. Lâm Thiên, ta và sư bá của ngươi có vài việc chưa giải quyết xong, không ngờ kéo cả ngươi vào. Sư phụ, đệ tử cho rằng sư bá cố ý nói như vậy. Lục Lâm Thiên nhìn sư phụ Thánh thủ Linh Tôn. Sư phụ, đệ tử thấy Phi Linh Môn cũng không có gì, đệ tử định ngay hôm nay lên đường đi Bắc Cung gia tộc một chuyến, lấy một mộc hoàng chi khí là sư phụ sẽ phục hồi được. Thánh thủ Linh Tôn ngần ngừ. Cũng tốt, có quan hệ của nha đầu Vô Song và ngươi không chừng ngươi đi Bắc Cung gia tộc sẽ không có nhiều chuyện xảy ra. Dọc đường đi nhớ cẩn thận chút. Đã có nghịch mệnh hồn quả thì tất nhiên Thánh thủ Linh Tôn hy vọng mình sớm phục hồi. Lục Lâm Thiên nói. Đệ tử sẽ chú ý. Sư bá còn tặng quà cho đệ tử, dù gặp phải chuẩn đế cũng đủ dùng. Trong tay Lục Lâm Thiên có ngọc giản sư bá tặng, cường giả chuẩn đế bình thường cũng sẽ chết hoặc ít ra tổn hại nặng, tương đương hắn có thêm át chủ bài lợi hại. Vậy thì tốt, thế thì dọc đường đi sẽ không có chuyện gì lớn. Mắt Nam Thúc hấp hái nói. Nhưng theo ta biết thì khoảng cách Bắc Cung gia tộc khá xa, tuy Bắc Cung gia tộc cũng có đường hầm không gian của mình nhưng không sử dụng với bên ngoài. Nghĩa phụ, Bắc Cung gia tộc này nằm ở đâu? Có Thiên Sĩ Tuyết Sư ở sẽ không mất nhiều thời gian. Nam Thúc nói. Trong Vạn Mộc Lâm, chỗ cụ thể thì ta cũng không rõ ràng. Nhưng có một nơi chắc chắn biết chỗ Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên lên tiếng. Nghĩa phụ đang nói tới thiên địa các phải không? Nam Thúc nói. Đúng rồi, người hãy đi hỏi xem. Tuy thiên địa các sẽ không nói cho người bình thường biết địa điểm lục đại nhân hoàng tộc nhưng nếu người đi thì không tới mức hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao cũng thiện đường, người hãy đi hỏi thử. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tốt, vậy ta sẽ ghé thiên địa các hỏi trước. Đi hỏi trước cũng tốt, tránh cho tìm lung tung khắp nơi. Thánh thủ Linh Tôn nói. Lâm Thiên, quên nói với ngươi một chuyện. Lục Lâm Thiên ngước đầu hỏi Thánh thủ Linh Tôn. Xin sư phụ cứ nói. Thánh thủ Linh Tôn bảo, ta cần mộc hoàng chi khí không phải loại bình thường là được, nghe đồn trong Bắc Cung gia tộc có một viên thiên mộc thần thụ. Cần một mộc hoàng chi khí thiên mộc thần thụ mới được. Lục Lâm Thiên đáp, đệ tử ghi nhớ, mặc kệ sư phụ cần thứ gì thì Lục Lâm Thiên chắc chắn sẽ tìm cách lấy vào tay, huống chi hiện tại chỉ thiếu mộc hoàng chi khí là sư phụ có cơ hội phục hồi. Bàn bạc một phen qua đi, Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện. Chợt nhớ phải chào từ biệt phụ thân, mẫu thân. Đi Bắc Cung gia tộc sẽ tốn nhiều thời gian, trong Phi Linh Môn hiện có Nam Thúc tọa chấn, tạm thời Lục Lâm Thiên không quá lo. Lục Lâm Thiên hơi lo thiên địa minh, cũng vì lo lắng thiên địa minh nên hắn muốn sớm khiến sư phụ Thánh thủ Linh Tôn phục hồi. Chỉ khi sư phụ Thánh thủ Linh Tôn phục hồi tu vi thời kỳ đỉnh cao sẽ tăng thêm một siêu cường giả cho Phi Linh Môn. Nếu sư phụ có thể thừa cơ đột phá bình cảnh ngày xưa thì càng tuyệt. Trong lòng Lục Lâm Thiên luôn mong mỏi sư phụ Thánh thủ Linh Tôn sẽ phục hồi thậm chí đột phá. Sau khi Lục Lâm Thiên rời đi, hắn đến thăm mẫu thân. Lục Lâm Thiên mới tới ngoài đình viện chưa vào trong thì một bóng dáng thướt tha đáp xuống, mắt hắn tập trung nhìn vào người đến. Thanh âm nũng nịu vang lên. Trở lại cũng không đi gặp ta. Thân hình thướt tha đứng cạnh Lục Lâm Thiên, là một nữ nhân xinh đẹp có mái tóc đen như thác đơn giản cột sau đầu, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn. Quần áo bao cặp mông vêu săn chắc, đôi chân dài đầy đặn, hai bên hông treo đoản kiếm dài nửa thước đồ án tinh mỹ. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trước mắt, tia sáng chợt lóe trong mắt, mỉm cười nói. Tiểu Linh sao đến đây? Người đến là Lữ Tiểu Linh, nàng nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lộ tia vui mừng sau đó chu môi. Lữ Tiểu Linh cáu kỉnh chừng Lục Lâm Thiên. Người trở lại mà không gặp ta nên ta đành tự tìm tới. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Xin lỗi, thật tình là vì ta rất bận rộn, đang định làm xong vài chuyện thật nhanh để đi thăm nàng, ai ngờ nàng tới trước. Lục Lâm Thiên tiến lên nắm bàn tay ngọc. Đẹp hơn trước kia nhiều. Mắt sáng trợn to nhưng trong đôi mắt khó có tia giận dữ. Bớt nói nhảm đi, ta còn chưa nguôi giận. Lục Lâm Thiên nhìn Lữ Tiểu Linh, hỏi. Vậy phải làm sao Tiểu Linh mới nguôi giận? Tiểu Linh nói đi, ta tuyệt đối sẽ làm được. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm như sợ hắn đổi ý. Nếu ta nói thì ngươi thật sự đồng ý sao? Ngón trỏ Lục Lâm Thiên gãi mũi, cô nương này có âm mưu từ sớm rồi sao? Đương nhiên rồi, lão bà nói thì dĩ nhiên ta phải đồng ý. Ta thật sự có việc,
Lần này đến phụ thân ta có dặn trong môn có cường giả đột phá đến phút then chốt, ngươi lấy được nhiều báu vật trong tử vong thâm uyên vừa lúc cần dùng, nên kêu ta tới chỗ ngươi lấy, nói là. Nói đến đây gò má Lữ Tiểu Linh hơi hồng. Trong mắt Lục Lâm Thiên xoe tròn. Nói cái gì? Trong lòng Lục Lâm Thiên biết nhạc phụ muốn lấy cái gì từ hắn. Lữ Tiểu Linh ngước mắt đẹp lên nói. Phụ thân bảo xem như xính lễ sau này chúng ta thành thân, không thì ngươi đừng hòng cười. Lữ Tiểu Linh nói xong tiếp tục bảo. Nhưng đây là phụ thân của ta nói, ta không biết phụ thân muốn ngươi đưa cái gì, đây không phải ý của ta. Lục Lâm Thiên gật đầu cười nói. Ta biết nhạc phụ muốn gì, không sao, chờ lúc về nàng hãy mang cho nhạc phụ. Lữ Chính Cường nhạc phụ còn muốn gì khác, đương nhiên là đế linh tấn thần đan, Lục Lâm Thiên biết hết. Tuy đế linh tấn thần đan là báu vật 100% nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm chừa một viên cho Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. Phi linh môn của Lục Lâm Thiên có thể đi tới hôm nay là nhờ Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn giúp đỡ. Cộng thêm mối quan hệ với hai phái, hắn không định ăn mảnh. Chẳng qua lần trước các sơn môn đều có mặt nên Lục Lâm Thiên không tiện đưa ra. Lữ Tiểu Linh kinh ngạc kêu lên. Thật sự, ngươi đồng ý sao? Phụ thân nói với ta là rất khó có được. Lữ Tiểu Linh không ngờ Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng đồng ý như vậy. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đương nhiên là thật. Vậy tự ngươi đưa cho phụ thân đi, lần này phụ thân cũng đến. Lữ Tiểu Linh nói. Phụ thân ta đang uống rượu với phụ thân ngươi, hình như bàn việc hôn sự của chúng ta. Cái gì? Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên, rõ ràng Lữ Chính Cường nhạc phụ đến có chuẩn bị trước. Lục Lâm Thiên chửi thầm cáo già. Trong đình viện, Lữ Chính Cường đang vui sướng uống rượu với Lục Trung, mang linh lão tổ, bên cạnh có Cực Lạc Tam Quỷ ngồi cùng, đang uống rất hăng say. Lục huynh, ba đệ muội Lục gia bây giờ đã danh cấn đại lục, ly này ta kính huynh. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ không ngờ có người cùng trưởng môn Linh Thiên Môn uống rượu. Lục Trung nói, thân gia quá khen, ba huynh muội còn trẻ tuổi, cần tiền bối Linh Thiên Môn sau đó quan tâm nhiều hơn. Mặt Lục Trung đỏ hồng dường như uống rượu khá nhiều. Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nói, ba huynh đệ này cần ngươi chăm sóc mới lạ. Hiện tại nhắc tới ba huynh muội Lục gia thì trên đại lục còn mấy người dám trêu vào. Lục Lâm Thiên đến tiểu thính đình viện hành lễ. Kính chào nhạc phụ, mang linh lão tổ. Lục Lâm Thiên chửi thầm lần này nhạc phụ Lữ Chính Cường xuống tay nhanh hơn nhạc phụ Vân Tiếu Thiên, chắc luôn nhắm nghe đế linh tấn thần đan trong tay hắn. Lữ Chính Cường mỉm cười nói. Lâm Thiên, mau lại đây uống vài ly với ta và phụ thân ngươi. Lục Lâm Thiên đang định ngồi xuống. Nhạc phụ và mang linh lão tổ đều đến, lẽ tất nhiên Lục Lâm Thiên phải uống cùng mới được. Ngoài đình viện giọng Hoàng Bác Nhiên vội vàng truyền đến. Bẩm báo trưởng môn. Lục Lâm Thiên xoay người hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Nếu việc bình thường thì không cần Hoàng Bác Nhiên đích thân đến bẩm báo. Thánh thủ Linh Tôn nói. Trưởng môn, là Vân Dương Tông Tông Chủ, yêu thú nhạc phụ Vân Tông Chủ, trưởng môn sư phụ Vũ Ngọc Tiền trưởng lão cùng đến. Bạch Cung Phụng, Hoa Đường Chủ đều đích thân nghênh tiếp. Nghe ba chữ Vân Tiếu Thiên thì mắt Lữ Chính Cường lóe tia sáng. Lão Hồ Ly cũng đến. Không biết hai người này có mâu thuẫn gì, trên đại lục không nghe tin đồn vì lý do gì mà hai người xích mích, mỗi lần gặp mặt riêng bắt đầu luôn là đánh nhau. Lục Lâm Thiên nói với Lữ Chính Cường. Nhạc phụ, ta đi nghênh tiếp trước, sẽ quay lại ngay. Trong lòng Lục Lâm Thiên suy tư có nên để hai nhạc phụ gặp mặt không? Lỡ nở upsilon.ng mặt rồi đánh nhau thì khó xem. Trong mắt Lữ Chính Cường xoay tròn. Cùng nhau đi. Ta muốn xem lão hồ ly này có chuyện gì. Trong lòng Lữ Chính Cường có tật giật mình thì đương nhiên nghĩ người khác cũng như vậy. Bên ngoài phi linh môn cực kỳ náo nhiệt, Vân Dương Tông Tông Chủ và trưởng môn sư phụ đến, đệ tử phi linh môn không dám chậm trễ. Quỷ tiên tử Bạch Doanh đích thân nghênh tiếp, huynh muội Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc cũng có mặt. Trong đám đông, Vũ Ngọc Tiền mang theo vài đệ tử thân truyền đang dạy bảo, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mấy đệ tử không dám cãi lại, cúi đầu liếc trộm xung quanh. Các đệ tử biết phi linh môn là của Lục Lâm Thiên sư huynh. Bây giờ nhắc đến vị sư huynh này là toàn đại lục đều biết. Trên đỉnh địa Long Vân Dương Tông gần đây tạc tượng Lục Lâm Thiên sư huynh. Đó là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất Vân Dương Tông từ xưa đến nay, khiến tất cả đệ tử Vân Dương Tông trông thấy phong tượng,
nhớ đến Vân Dương Tông từng ra một đệ tử cường đại như vậy đủ cảnh cáo những thiên tài Vân Dương Tông đừng tự mãn. So với Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên thì thiên phú của bọn họ không đáng là gì. Lục Lâm Thiên tiến lên nghênh tiếp, từ xa thấy Nguyên Tiểu Thính gồm có sư phụ Vũ Ngọc Tiền, sư nương Tạ Trưởng Lão, một số cường giả Vân Dương Tông. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam đều có mặt. Kính chào nhạc phụ, đệ tử xin chào sư phụ, sư nương. Xem trận thế này khiến Lục Lâm Thiên cười khổ, thầm mắng nhạc phụ Vân Tiếu Thiên quả nhiên không tốt lành gì, 100% đến cũng vì đế linh tấn thần đan. Sư phụ Vũ Ngọc Tiền cũng bị Vân Tiếu Thiên kéo đến, chỉ vì để Lục Lâm Thiên không thể từ chối. Cộng thêm ba người Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam nhắc nhở Lục Lâm Thiên đừng quên Vân Dương Tông. Thấy Lục Lâm Thiên, Vũ Ngọc Tiền rất vui vẻ, lười răn dậy mây đệ tử sau lưng. Đừng đa lệ, mau để sư phụ nhìn xem. Nhiều năm sư phụ không gặp ngươi, tiểu tử này không thèm đi thăm sư phụ. Lục Lâm Thiên nói. Sư phụ tha lỗi, nếu đệ tử có rảnh chắc chắn sẽ trở lại thăm sư phụ. Tuy vị sư phụ này thực lực không giỏi nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên xem Vũ Ngọc Tiền như tất cả sư phụ khác, tràn ngập kính trọng. Lúc trên Vân Dương Tông thì vị sư phụ này bao che nhất, quan tâm Lục Lâm Thiên nhất, làm sao hắn quên được. Mấy đệ tử sau lưng Vũ Ngọc Tiền lần đầu tiên trông thấy Lục Lâm Thiên. Đây là Lục Lâm Thiên sư huynh sao? Nhìn người áo xanh trước mắt, hơi khác với trên đỉnh Địa Long. Pho tượng trên đỉnh Địa Long là pho tượng điêu khắc mặc áo giáp vàng, tay cầm đao to màu máu, rất uy nghiêm bá đạo. Nhưng từ đường nét khuôn mặt Lục Lâm Thiên thì giống bức tượng. Các đệ tử vui hị hành lễ. Kính chào Lục sư huynh. Vũ Ngọc Tiền nói. Lâm Thiên, đây là mấy đệ tử sư phụ mới nhận gần đây, thiên phú tạm được. Nếu ngươi có rảnh nhớ chỉ điểm bọn họ một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đứng lên đi, đừng đa lễ. Sư phụ thu mấy đệ tử này tạm được, nhưng Lục Lâm Thiên hơi lo có khi nào bị làm hỏng trong tay sư phụ không. Tuy nhiên có sư nương ở thì đỡ hơn. Có lẽ vì sư nương nên Vân Dương Tông mới để sư phụ nhận mấy đệ tử trẻ thiên phú khá này. Lục Trung đến trước mặt Vũ Ngọc Tiền, cung kính hành lễ. Kính chào sư phụ. Điều này không sửa đổi được, phụ tử chung một sư phụ là việc lón trên Vân Dương Tông bây giờ. Vân Tiếu Thiên, ngươi đến làm gì? Lữ Chính Cường, ngươi có thể đến thì tại sao ta không đến được? Ta không quan tâm ngươi đến hay không, nhưng ngươi cố tình đến ngay lúc ta ở là có ý gì? Sao ta biết ngươi đến được, nếu biết có ngươi thì ta lười đến. Vân Tiếu Thiên, ngươi có ý gì? Muốn đánh nhau phải không? Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Lúc này trong đám người Vân Tiếu Thiên và Lữ Chính Cường vừa thấy mặt liền cãi nhau, xem bộ dáng muốn đánh lộn. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Hai vị nhạc phụ. Lục Lâm Thiên tiến lên ngăn chính giữa, không thể để hai vị nhạc phụ đánh một trận trong Phi Linh Môn được. Lục Lâm Thiên khó khăn lắm mới ngăn hai người lại được. Lữ Tiểu Linh kéo Lữ Chính Cường, Lục Trung kéo Vân Tiếu Thiên ra đình viện sau núi. Hai người thấy La Lan thì trở nên khách sáo. Hai người không đánh nhau được đành bỏ, thừa dịp Lục Lâm Thiên cũng có mặt liền bàn việc chính. Sơn Môn đều nhận được một số tin tức liên quan Thiên Địa Minh, trừ biết Thiên Địa Minh tụ hội một lần ở Thiên Kiếm Môn ra không có tin tức gì khác, tất cả rất là bình tĩnh. Loại bình tĩnh này làm lòng Vân Tiếu Thiên. Lữ Chính Cường hơi bất an nhưng không thể nhìn ra Thiên Địa Minh muốn làm cái quỷ gì, âm thầm sắp xếp điều gì. Nên bây giờ trong Đế Đạo Minh đành hết sức cẩn thận đề phòng. Việc chính qua đi, Lữ Chính Cường và Vân Tiếu Thiên lại cãi nhau, hai người đánh không được thì so kẻ uống rượu, không ai chịu thua. Cộng thêm Băng Mộc Tôn Giả, Sát Phá Quân vốn rất quen thuộc nhau, Sát Phá Quân là cao thủ trong rượu, uống mãi không dứt, càng uống càng nhiều. Cuối cùng Đông Vô Mệnh, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quy, Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng bị kéo tới. Trong đình viện càng náo nhiệt, may mắn Phi Linh Môn tồn kho rượu ngon khá nhiều nên đủ cho mọi người uống, Lục Lâm Thiên chỉ biết ngồi một bên. Lục Lâm Thiên cùng Lữ Tiểu Linh trốn trong góc tránh khỏi góp vui, lại không tiện rời đi. Không biết uống bao nhiêu rượu, Lữ Chính Cường cạn một ly xong nhìn ly rượu trong tay, nói với Vân Tiếu Thiên. Vân Tiếu Thiên, ta thật muốn dạy cho ngươi một bài học. Nếu không tại ngươi thì Vân Thường sẽ không chết. Lúc trước ta không nên rút lui. Vân Tiếu Thiên trừng Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường, vớ vẩn. Lúc trước Vân Thường vốn chọn ta rồi, không liên quan gì ngươi. Lữ Chính Cường khẽ thở dài.
nhưng Vân Thường vẫn xa ta. Lữ Chính Cường đứng dậy đập mạnh bàn, giận chừng Vân Tiếu Thiên. Ngươi đúng là đồ khốn, lúc đó ngươi đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Vân Thường cả đời. Trong cơn giận chứa nhiều bất đắc dĩ. Hốc mắt Vân Tiếu Thiên đỏ ngầu ướt nước, đôi mắt chất chứa nhiều bất đắc dĩ nói. Đúng là ta không chăm sóc tốt cho Vân Thường, ta đã định cùng Vân Thường để nàng không cô đơn trên đường Hoàng Tuyền. Nhưng Hồng Lăng mới sinh ra, Vân Thường dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho Hồng Lăng, ta phải sống. Lữ Chính Cường nói. Lúc biết tin Vân Thường lìa đời ta hận không thể lên Vân Dương Tông giết ngươi. Vân Tiếu Thiên liếc Lữ Chính Cường. Tự ta cũng muốn chết rồi, không cần ngươi giết, nếu có thể chết thì ta đã sớm chết. Nhưng bây giờ ta có thể chết, Hồng Lăng đã trưởng thành, tìm được chỗ nương tựa, không làm ta lo lắng cái gì. Nếu ngươi muốn ra tay thì làm ngay bây giờ đi, miễn cho ta hối hận thì ngươi không có bản lĩnh giết ta. Rượu vào miệng, hốc mắt Vân Tiếu Thiên ngấn lệ. Lữ Chính Cường giơ tay lên. Ngươi tưởng ta không dám sao? Lữ Chính Cường giơ tay lên, linh lực mỏng manh nổi lên trong lòng bàn tay. Lục Trung biến sắc mặt nói. Thân gia. Lục Trung định đứng dậy nhưng bị Lục Lâm Thiên kéo lại ngay, ra hiệu phụ thân đừng vội. Lữ Tiểu Linh tính kéo lại phụ thân nhưng cũng bị Lục Lâm Thiên kiềm giữ. Lục Lâm Thiên nhìn hai nhạc phụ, hắn lờ mờ hiểu tại sao mỗi lần hai người gặp mặt sẽ đánh nhau. Có lẽ liên quan tới mẫu thân của Hồng Lăng. Mẫu thân của Hồng Lăng tên là Độc Cô Vân Thường. Vân Tiếu Thiên không để ý đến Lữ Chính Cường, tiếp tục tự uống rượu. Ra tay đi, tiễn ta một đoạn đường, để ta sớm gặp lại Vân Thường trốn Hoàng Tuyền cũng tốt, để ta từng nhớ nhung mỗi ngày. Dù sao hiện tại ta không còn gì vướng bận, đang muốn gặp nàng thật sớm. Lữ Chính Cường nhìn Vân Tiếu Thiên. Ngươi! Bàn tay nhấn nhá giơ cao rồi bất đắc dĩ buông xuống. Vân Tiếu Thiên nhìn Lữ Chính Cường. Sao không giết ta, tiễn ta đi gặp Vân Thường không tốt sao? Lữ Chính Cường trừng Vân Tiếu Thiên. Ta không cho ngươi như ý, ta muốn ngươi mỗi ngày nhớ nhung, ai cho ngươi lúc trước dành với ta? Vân Tiếu Thiên mỉm cười nói. Lúc trước ta không hề dành với ngươi, Vân Thường vốn không nhìn chúng ngươi, trong lòng của nàng luôn chỉ có ta. Bóng hình thướt tha xinh đẹp hiện ra trong đầu Vân Tiếu Thiên. Lữ Chính Cường nói. Nhảm nhí, rõ ràng là Vân Thường thầm thích ta nhưng bị ngươi vô sỉ mạnh mẽ cướp Vân Thường của ta. Chỉ có Vân Thường ngây thơ mới tin tưởng cáo giả nhà ngươi. Sát Phá Quân nhìn hai người, nâng ly nói. Được rồi, hai người còn tranh cái gì? Ngươi đã chết, nếu Vân Thường biết hiện tại các ngươi như vậy sẽ không vui. Nào, uống rượu đi. Được, uống rượu. Lữ Chính Cường hét lớn. Vân Thiếu Thiên. Nếu hôm nay ngươi uống thắng ta thì ta bỏ qua chuyện Vân Thường. Vân Tiếu Thiên nói. Vớ vẩn, Vân Thường liên quan gì ngươi? Nhưng uống rượu chắc chắn ngươi không uống lại ta. Lúc trước nếu ngươi không nhờ say thì ta và Vân Thường đã không đi cùng nhau. Bây giờ Lữ Chính Cường mới biết vụ việc, kinh ngạc chất vấn, trợn to mắt bốc lửa giận. Nhìn xem, đồ vô sỉ nhà ngươi. Ta biết ngay ngươi vô sỉ, thừa dịp ta uống say đã cường Vân Thường của ta. Sốt cuộc ngươi cũng thừa nhận. Vân Tiếu Thiên nói chất chứa sự đắc ý. Ta và Vân Thường là yêu nhau, ngươi tự mình đa tình. Nếu không phải bị ngươi quấy rầy thì ta và Vân Thường sớm bên nhau. Lữ Chính Cường hung trợn trừng Vân Tiếu Thiên. Lão hồ ly, vô sỉ, hôm nay phải cho ngươi say gục ngã. Vân Tiếu Thiên nói. Uống thì uống, sợ ngươi chắc, ai thua là con rùa. Thời gian bất giác trời đã vào đêm. Màn đêm bao phủ khung trời. Dưới vòm trời treo sương trắng mênh mang, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Sâu trong Phi Linh Sơn mạch ngẫu nhiên có mấy tiếng yêu thú hú. Ngoài đình viện, Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng kéo Lữ Tiểu Linh ra ngoài. Lâm Thiên, phụ thân ta và phụ thân của Hồng Lăng tỷ sẽ không sao đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Yên tâm, không sao. Lục Lâm Thiên lờ mờ đoán ra mâu thuẫn giữa hai nhạc phụ. Phỏng chừng không có chuyện gì lớn. Mắt sáng lấp lánh, Lữ Tiểu Linh đoán được điều gì? Vậy thì tốt, ta nghe có vẻ phụ thân ta và mẫu thân của Hồng Lăng tỷ quen nhau. Lữ Tiểu Linh chưa từng nghe phụ thân nhắc đến việc này. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu Linh nhớ đừng cho nhạc mẫu biết, không thể nói một chữ. Lục Lâm Thiên không biết quá khứ thế nào, không biết nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Vi có biết hay không nhưng tốt nhất là đừng đề cập tới. Lỡ như nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Vi không biết gì thì nhạc phụ xui rồi,
dù Nhạc Mẫu biết chuyện nhưng tốt nhất là đừng nói ra. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Lâm Thiên. Không ngờ ngươi biết suy nghĩ cho phụ thân ta như vậy. Yên tâm, ta biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lục Lâm Thiên cười tà. Ha ha ha, biết thì tốt, ta hoàn toàn suy nghĩ cho phụ thân của nàng. Những chuyện này đương nhiên Lục Lâm Thiên phải giúp đỡ cho Nhạc phụ, dù là người không quen, làm nam giới đều phải vươn tay ra giúp. Nam nhân ai không có chút điểm khó xử như vậy, giúp người chưa biết chừng ngày sau có người giúp mình chuyện khác. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên, mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Người cười gian như vậy, nói thật với ta đi, có phải gần đây ở bên ngoài trêu hái hao ngắt cỏ không? Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng, cắn chặt răng chối. Cái đó, không có, thật sự. Lục Lâm Thiên thầm than không biết Lam Linh có tính không, trước kia vụ Lăng Thanh Tuyền nữa. Không thể nói mấy chuyện này cho Lữ Tiểu Linh nghe, nếu nói ra thì tàn đời, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lữ Tiểu Linh dẫu môi. Vậy mới được. Lữ Tiểu Linh hôn lên mặt Lục Lâm Thiên, hai tay choàng cổ hắn. Nói đi, có nhớ ta không? Lục Lâm Thiên ngước mắt nhìn mé bên. Ai, ra đi. Một thân hình hơi mập đi ra. Kính chào nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi. Thấy âm quỷ, mặt Lữ Tiểu Linh đỏ hồng vội thả Lục Lâm Thiên ra, ngại ngùng núp sau lưng hắn. Lục Lâm Thiên trừng âm quỷ. Âm quỷ, ngươi chạy ra làm cái gì? Ba tên này mới rồi còn ở bên trong uống rượu. Âm quỷ cố ý đến tìm, nhìn Lữ Tiểu Linh sau lưng Lục Lâm Thiên, mắt xoay tròn bí hiểm nói. Nhị thiếu gia qua đây, ta có đồ tốt cho thiếu gia. Lục Lâm Thiên ngần ngừ một chút cuối cùng đến gần âm quỷ, bực tức chừng lão. Có chuyện gì, nói đi. Âm quỷ lặng lẽ đưa cho Lục Lâm Thiên một bình ngọc. Nhị thiếu gia cầm thứ này đi, là đồ tốt. Đây là cái gì? Lục Lâm Thiên mở bình ngọc ra, bên trong có nhiều viên thuốc màu lam nhỏ, tỏa mùi thơm ngát. Âm quỷ nói. Nhị thiếu gia, cái này gọi là âm dương vân vũ đan, thứ tốt trợ hứng cho nhị thiếu gia và nhị thiếu nãi nãi. Ta tìm người luyện chế ra tinh phẩm, giá trị liên thành, không có bất cứ tác dụng phụ. Lục Lâm Thiên ngẩn ra. Xuân, dược. Lục Lâm Thiên nhìn âm quỷ chằm chằm, tức giận nói. Ngươi cho rằng nhị thiếu gia ta đây còn trẻ tuổi mà đa không được sao? Âm quỷ vội giải thích rằng. Nhị thiếu gia hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải xuân dược. Lục Lâm Thiên hỏi. Vậy là cái gì? Chuẩn đế nói. Âm dương vân vũ đan là rượu phẩm mây mưa, sau khi dùng sẽ khiến hai người dục tiên dục tử. Đặc biệt cho nữ nhân dùng sẽ kích phát ra mặt quyến rũ dụ dỗ nhất của nữ giới, người bình thường ngại ngùng làm dùng âm dương vân vũ đan xong không còn e thẹn gì nữa. Tóm lại dùng nó rồi nhị thiếu gia sẽ biết diệu dụng của nó ngay. Lục Lâm Thiên xoe tròn mắt, lườm âm quỷ. Ồ, tinh thần quan sát bốn phía, Lục Lâm Thiên đảo tròng mắt hỏi. Ngươi khẳng định thứ này không có tác dụng phụ. Âm quỷ bảo đảm. Tuyệt đối không có, ta từng thử vô số lần. Nhưng về sau ba huynh đệ chúng ta định cẩn thận chăm chỉ tu luyện nên không cần dùng nó, tặng cho nhị thiếu gia vừa lúc dùng. Lục Lâm Thiên làm bộ tức giận chừng âm quỷ. Hừ, hay cho âm quỷ nhà ngươi, trên người mang theo tà vật này, ta không tha cho ngươi được. Ta sẽ tịch thu thứ này, hôm khác sẽ tính sổ với ngươi sau, lui xuống đi. Âm quỷ là ai? Là cáo già, biết điều lùi xuống ngay. Đa tạ nhị thiếu gia, ta đi đây. Thấy âm quỷ rời đi, Lữ Tiểu Linh đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nghi hoặc hỏi. Lâm Thiên, âm quỷ mới cho ngươi cái gì vậy? Lục Lâm Thiên xoay tròn mắt cất âm dương vân vũ đan vào chữ vật giới chỉ. Không có gì, chúng ta đi về trước đi. Gò má Lữ Tiểu Linh ửng đó, hiểu ý Lục Lâm Thiên nói trở lại làm gì. Còn nhóm phụ thân ta thì sao? Lục Lâm Thiên nói, yên tâm, ta đã sắp xếp đệ tử tổng trừng bọn họ, không sao đâu. Vậy được rồi. Lữ Tiểu Linh kéo tay Lục Lâm Thiên, cười thân thiết nói. Lâm Thiên, ta nói một chuyện cho ngươi hay. Lục Lâm Thiên hỏi, có chuyện gì? Lục Lâm Thiên chậm rãi đi hướng đỉnh viện sau núi. Lữ Tiểu Linh đỏ mặt ngập ngừng nói. Hôm qua mẫu thân nói với ta khi nào chúng ta thành thân, mẫu thân muốn. Lục Lâm Thiên hiểu ý, mỉm cười hỏi. Mẫu thân muốn cái gì? Lữ Tiểu Linh liếc xéo Lục Lâm Thiên. Người biết rõ còn giả vờ không biết, dĩ nhiên là mẫu thân muốn ôm tôn tử.
Lục Lâm Thiên nghiêm nghị dừng bước nhìn thẳng Lữ Tiểu Linh. Chuyện ôm tôn tử không gấp được, chủ yếu vào xem quá trình chế tạo. Lữ Tiểu Linh kinh ngạc hỏi. Quá trình chế tạo gì? Lữ Tiểu Linh thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên xấu xa liền hiểu ra, mặt đỏ au nũng nịu nói. Đồ háo sắc, người nói gì vậy? Lữ Tiểu Linh nói xong đuổi theo Lục Lâm Thiên. Ha ha ha! Lục Lâm Thiên cười gian, đã biến mất tại chỗ. Lát sau, trong đình viện sau núi, Lục Lâm Thiên ôm chặt nữ nhân trong ngực, nhìn chăm chú mái tóc đen dài, mùi thơm nức mũi. Lục Lâm Thiên thầm áy náy, thì thào. Tiểu Linh, đợi khi nào ta hết bận chuyện thiên địa minh thì chúng ta thành thân đi, nàng chịu không? Mắt đẹp hấp háy, Lữ Tiểu Linh nhẹ gật đầu tựa vào ngực Lục Lâm Thiên. Muốn thành thân thì ngươi phải hỏi Vô Song, Hồng Lăng tỷ trước, ta thì không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên kiềm lòng không đậu khẽ hôn vành tai trắng mềm, hai tay vuốt ve thân hình linh lung nhấp nhô. Người Lữ Tiểu Linh run rẩy ngước lên chừng Lục Lâm Thiên, mắt mông lung. Không cho sờ lung tung. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú khuôn mặt tinh xảo, tim đập nhanh, lửa từ dưới thân chạy tới tận tim. Nàng nói không cho đỡ upsilon.ng liền không đỡ upsilon.ng thì rất mất mặt. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần, dưới cái mũi nhỏ xinh thẳng là môi hô ồng đầy đặn hấp dẫn Lục Lâm Thiên, bờ môi đè lên môi đỏ dụ dỗ. Háo sắc, Lữ Tiểu Linh chưa nói hết câu, cũng không nói nên lời, nàng chẳng chút giãy giụa ngược lại hòa cùng. Thân thể hai người run nhẹ, hai cái lưới dính vào nhau. Lữ Tiểu Linh không nói nên lời, mặc cho Lục Lâm Thiên xâm lược, đôi tay vịn tay đối phương, nghênh hợp bờ môi. Cảm giác điện giật tê dại từ đôi môi lan đi. Lục Lâm Thiên không kiêng nể gì xâm lược, đầu lưỡi như con rắn chui vào đôi môi mềm, liếm răng trắng lạnh lẽo, cái lưỡi trơn mềm ấm cùng múa. Hỏa hào ký bí ẩn mà mênh mông châm lên, chiếu ra khát vọng trong lòng nhau. Máu trong người Lục Lâm Thiên sớm lao nhanh, dưới thân nóng cháy, năm ngón tay chuyển động dọc theo thân thể mềm mại nhấp nhô, lưỡi hai người còn đang quấn quýt nhau. Lữ Tiểu Linh bị dụ dỗ gần như tê dại ngã trong ngực Lục Lâm Thiên, mặc cho hắn sờ soạng, không sức cưỡng lại. Lát sau quần áo hai người trút xuống, áo xanh trên người Lữ Tiểu Linh trượt xuống, á sigma viết thường lót màu hồng rơi xuống, vải trắng trải ra. Hai nam nữ hòa thành một, mây mưa cùng nhau, trong phòng xuân sắc vô biên. Đêm từ từ lướt qua, trăng sáng trên trời rời hướng tây, phương đông dần trắng. Trong phi linh sơn mạch, dãy núi đổ bóng ló ra chân trời màu xanh đồng, vạn vật dưới đất tỉnh lại trong sớm mai. Dải mây tía dâng lên. Ánh nắng từ dãy núi xuyên qua từng đốm sáng vàng nhiều màu. Trên ngọn núi chiếu từng lũ sáng màu tím trong suốt, màu vàng nhạt. Sáng sớm, trời chưa sáng Lục Lâm Thiên đã vào đình viện nơi sư phụ Vũ Ngọc Tiền nghỉ chân, giao một chữ vật giới chỉ ra. Sư phụ, trong này có chút đan dược sư phụ hãy uống đi, sẽ trợ giúp nhiều cho tu vi của sư phụ. Vũ Ngọc Tiền nói, Lâm Thiên, ngươi cho sư phụ đan dược đã đủ, thiên phú của sư phụ có hạn, không ích gì. Vũ Ngọc Tiền nhìn đệ tử trước mắt, lòng tràn đầy vui mừng và thỏa mãn. Mấy năm nay bị đệ tử này cưỡng ép rót đan dược khiến lão đột phá lên đẳng cấp vũ xuất. Lục Lâm Thiên nói, sư phụ, đệ tử không thiếu mấy đan dược này, đây là tấm lòng của đệ tử. Ngoài ra sư đệ, sư muội tới, trong này có chút quà gặp mặt làm phiền sư phụ phát cho bọn họ, để bọn họ chăm chỉ tu luyện tranh thủ một góc đứng cho mạch chúng ta trong Vân Dương Tông. Bên trong có vũ linh khí hoàng giai. Nếu ai thiên phú khá thì cho người đó. Vũ Ngọc Tiền mỉm cười cất chữ vật giới chỉ, nói. Vậy được rồi, sư phụ không khách sáo với ngươi. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Lâm Thiên. Sư phụ ta không có bản lĩnh gì, ngươi có chuyện gì thì sư phụ cũng không giúp được, chỉ có thể nói nhiều vài câu với ngươi. Dù làm gì cũng nên hết sức cẩn thận, đừng mạo hiểm một mình, biết không? Dù sau này gặp chuyện gì, chỉ cần việc nào sư phụ giúp được một chút thì cái mạng già này chắc chắn sẽ che trước mặt ngươi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đệ tử biết thưa sư phụ, đệ tử sẽ chăm sóc tốt cho mình. Lát sau, trong một tòa đình viện gần đó, khi Lục Lâm Thiên vào đình viện thì Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đang ngồi, hai người còn bốc mùi rượu, dường như hôm qua uống khá nhiều. Lục Lâm Thiên nói thẳng. Hai vị nhạc phụ, thứ này là tiểu tế xin hiếu kính. Hai vị nhạc phụ đừng khách sáo, nhận đi. Lục Lâm Thiên trực tiếp đặt hai hộp ngọc tới trước mặt Lữ Chính Cường, Vân Tiếu Thiên. Lữ Chính Cường, Vân Tiếu Thiên mở hộp ngọc ra,
ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Đế linh tấn thần đan. Hai người ở trong tử vong thâm uyên sinh có thấy đế linh tấn thần đan, giờ nhìn nó thì vội cất vào chữ vật giới chỉ của mình như sợ Lục Lâm Thiên sẽ đổi ý. Vân Tiếu Thiên cười xòa nói. Hi hi, Lâm Thiên, vậy ta sẽ không khách sáo với ngươi. Không cần mở miệng đã có đế linh tấn thần đan, trong bụng Vân Tiếu Thiên cười như hoa nở. Lữ Chính Cường cười nói. Lâm Thiên, vậy ta sẽ không khách sáo với ngươi. Linh Thiên môn ta có cường giả đang cần thứ này đột phá, có đế linh tấn thần đan thì cơ hội sẽ lớn lên nhiều. Lục Lâm Thiên nói với hai người. Hai vị nhạc phụ, tiểu tử phải đi Bắc Cung ra một chuyến ngay, ước chừng cần đoạn thời gian nhưng sẽ không lâu, chỉ không biết có bị thứ gì làm chậm trễ hơn. Vì vậy trong thời gian ngắn này đế đạo minh cần dựa vào hai vị bỏ sức nhiều, đặc biệt cảnh giác thiên địa minh sẽ âm thầm làm chuyện gì đó. Lữ Chính Cường mặt nghiêm túc nói. Yên tâm đi, đế đạo minh không phải ăn chay. Huống chi gần nhất thiên địa minh liên tiếp gặp tổn hại nặng, sợ là không dám hành động lỗ mãng nữa. Nghe nói Lục Lâm Thiên định đi Bắc Cung gia tộc, Vân Tiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Người đi Bắc Cung gia tộc có chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên không tiện nói thật cho hai người biết, không phải không tin tưởng mà chỉ vì không tiện. Lục Lâm Thiên nói, đi làm chút chuyện, chắc sẽ không có vấn đề lớn. Vân Tiếu Thiên trầm ngâm nói, Bắc Cung gia tộc có Vô Song ở, nhưng hiện tại chắc Vô Song còn trong thần điện, không biết đã trở lại Bắc Cung gia chưa? Dù thế nào thì Lục gia ngươi có ơn với Bắc Cung gia tộc, quan hệ giữa ngươi và Vô Song nữa, dù Bắc Cung gia tộc không thừa nhận cũng không được. Sẽ không nguy hiểm gì lớn. Vân Tiếu Thiên tạm dừng một lúc, nhìn Lục Lâm Thiên. Nhưng ngươi cần cẩn thận chút, lần trước ngươi đánh bại Bắc Cung Ngọc làm Bắc Cung gia mất hết mặt mũi. Ngươi lại đi Bắc Cung gia e rằng nguy hiểm lớn thì không, nhưng vì mặt mũi chưa biết chừng có người Bắc Cung gia tộc muốn làm khó dễ ngươi một phen. Ngươi hãy cẩn thận. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Tiểu tế biết, nếu có người Bắc Cung gia tộc cố ý muốn khó xử thì Lục Lâm Thiên đành chịu. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Ba người tán gẫu không lâu sau Lục Lâm Thiên xin phép rời đi, hắn muốn nhanh chóng xuất phát đi Bắc Cung gia tộc, không muốn chậm trễ quá lâu. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến vì đế linh tấn thần đan, khi có được rồi thì không ở lại lâu, định đi trong hôm nay. Một canh giờ sau, Lục Lâm Thiên từ biệt mọi người. Biết sư phụ lại định đi lục kinh vân tiểu tà ma khó chịu, nhưng hết cách, một mình giận dỗi trong góc. Lần này Lục Lâm Thiên đi Bắc Cung gia tộc, trên người gồm 9 hung quý, ngọc giản cứu mạng sư bá tặng, hắn định đi một mình. Vì đề phòng thiên địa minh nên Lục Lâm Thiên không muốn mang theo các cường giả Cực Lạc Tam Quỷ, Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Trùng hợp Lục Tâm Đồng cần bế quan tu luyện trong lúc này. Nhưng Lục Tâm Đồng không yên tâm, yêu cầu cho 3 người Cực Lạc Tam Quỷ đi theo hầu. Cực Lạc Tam Quỷ nghe nói được cùng nhị thiếu gia đi lục đại nhân hoàng tộc Bắc Cung gia tộc thì rất ngạc nhiên, vô cùng hưng phấn. Nam Thúc cũng đồng ý việc để Cực Lạc Tam Quỷ đi cùng, dù sao lần trước giữa đường bọn họ bị đảo Khôn Dương cướp giết. Để Cực Lạc Tam Quỷ đi theo có người chiếu ứng, yên tâm hơn. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ đành mang theo Cực Lạc Tam Quỷ, nếu đến Bắc Cung gia tộc thuận lợi thì sẽ không mất bao lâu thời gian. Chuyện khác thì Lục Lâm Thiên khá yên tâm. Chắc chắn thiên địa minh sẽ lén dở trò, nhưng tính sao thì cũng không hành động quá nhanh được. Phi Linh Môn có Nam Thúc, Kim Huyền, đám cường giả ở. Đế đạo minh có 2 vị nhạc phụ quản lý, Đông Hải có Lạc Kiến Hồng nên Lục Lâm Thiên không quá lo lắng. Grow! Thiên sĩ tuyết sư đập cánh bay lên cắt vỡ không gian, thân hình khổng lồ biến mất trong tầng mây. Nhiều cặp mắt đám giới đất chỉ có thể nhìn đưa tiễn. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Ba người lệ quỷ chất chứa mong chờ hỏi. Nhị thiếu gia, chúng ta đi Bắc Cung gia tộc ngay bây giờ sao? Tuy là cường giả đáng sợ thực lực vũ tôn cửu trọng nhưng bọn họ mang lòng kính sợ, cảm giác bí ẩn về lục đại nhân hoàng tộc. Lần này có thể đi Bắc Cung gia tộc, Cực Lạc Tam Quỷ rất hưng phấn. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Chúng ta đi thiên địa các trước rồi mới đến Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên biết địa khái vị trí Bắc Cung gia tộc nhưng muốn có địa chỉ cụ thể thì phải đi thiên địa các hỏi. Lần trước tin tức Lục Vô Song là thiên địa các và Bắc Cung gia tộc liên lạc, Lục Lâm Thiên cho rằng chắc chắn thiên địa các có địa chỉ nhưng đồng ý nói với hắn hay không thì hên xui. Mắt lệ quỷ xoay tròn, ngập ngừng rồi cuối cùng mở miệng hỏi. Nhị thiếu gia, ta nghe nói người và Bắc Cung Vô Song đại tiểu thư Bắc Cung gia tộc có hôn ước, có chuyện này không?
Lục Lâm Thiên mỉm cười mặc nhận. Tin tức của các ngươi rất nhanh nhạy. Thời gian ngắn ở chung với Cực Lạc Tam Quỷ khiến Lục Lâm Thiên hiểu biết chút ít ta về Tam Quỷ. Tam Quỷ không phải loại tội ác tày trời xấu xa hết thuốc chữa, ba người vốn là tán tu, mặt ngoài làm việc hơi độc ác tàn nhẫn, thủ đoạn ác ôn chút nhưng so với người trong đại môn đại phái, mặt ngoài thế này lén thì còn hơn Tam Quỷ. Cực Lạc Tam Quỷ tốt hơn bọn họ nhiều. Âm Quỷ tò mò hỏi. Nghe nói nhị thiếu gia và đại tiểu thư Độc Cô Cảnh Văn của nhị thiếu gia cũng có quan hệ sâu xa, có không? Lục Lâm Thiên lại gật đầu. Lệ Quỷ, Dương Quỷ, Âm Quỷ liếc nhau. Trời, nhị thiếu gia đúng là không phải người bình thường. Nhị thiếu gia có hôn ước với đại tiểu thư Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Bắc Cung gia, Độc Cô gia, ba người toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Người bình thường có thể kết thân với Sơn Môn như Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đã là việc lớn ghê gớm, nhị thiếu gia cùng lúc kết bốn thân, đặc biệt bao gồm Độc Cô gia, Bắc Cung gia, hỏi sao Tam Quỷ không giật mình. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ rung động, lúc trước không nghe ngóng kỹ. Nếu sớm biết nhị thiếu gia và Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc có quan hệ thế này thì ba người làm sao dám dục dịch. Cũng sẽ không bị Lan Lăng Sơn Trang lợi dụng. Danh hiệu của riêng Bắc Cung gia tộc hay Độc Cô gia tộc đủ làm ba người đông cứng. Lục Lâm Thiên nói với Cực Lạc Tam Quỷ. Đừng nghe tin đồn bậy bạ, ta sẽ đi vào thiên trụ giới tu luyện, ba người hộ pháp thay ta. Ba người nghiêm túc nói. Tuân lệnh. Về việc chính đáng thì Cực Lạc Tam Quỷ không dám sơ sẩy. Lòng Lục Lâm Thiên máy động, thiên trụ giới hiện ra, sóng không gian chợt lóe. Lục Lâm Thiên vào thiên trụ. Thiên trụ giới biến thành hạt cát nhỏ ẩn trong vảy trắng của thiên sĩ tuyết sư. Cực Lạc Tam Quỷ biết thiên trụ giới là trọng bảo ghê gớm, ba người khoanh chân cho gần chừng thiên trụ giới. Thiên trụ giới tầng thứ ba, so sánh thời gian gấp 30 lần. Lục Lâm Thiên ước chừng đến một phân đà thiên địa các tại Cự Giang Thành với tốc độ của thiên sĩ tuyết sư tuy thời gian chưa đến một ngày nhưng ở trong thiên trụ giới mua hơn 20 ngày. Thời gian hơn 20 ngày này đủ cho Lục Lâm Thiên làm được nhiều thứ. Lục Lâm Thiên xuất hiện trong tầng thứ ba thiên trụ giới, dao động sóng không gian tại đây tăng nhiều hơn tầng thứ nhất, thứ hai. Dù là tu vi giả tôn giai nhìn kỹ thật lâu cũng sẽ bị hoa mắt. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú bốn phía phán định, e rằng tu vi giả tôn giai bình thường khó thể vào được tầng thứ ba, trừ phi có sự lĩnh ngộ thời gian nhất định không thì đến tầng thứ ba này có hại không lợi. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Xem ra không phải ai đều có thể lên tầng cao, cần có lĩnh ngộ. Sóng không gian tầng thứ ba đủ ảnh hưởng cường giả tôn giai, chỉ người lĩnh ngộ thời gian thì những sóng không gian dao động mới từ hại chuyển thành lợi. Đánh giá một lát sau Lục Lâm Thiên trầm ngâm, triệu ra Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong không gian, ánh sáng màu tím chợt lóe, Lục Lâm Thiên tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong không gian lôi điện trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, năm người vi sinh ngũ tổ bị từng đợt tử kim huyền lôi hành hạ tại đây. Ai nấy mình đầy vết thương. Đau đớn không muốn sống rồi lại không thể chạy ra. Tu vi thực lực của năm người vi sinh ngũ tổ rất mạnh, đều là trung kỳ vũ tôn cửu trọng. Cường giả như thế nhìn khắp đại lục đều là hùng bá một phương, nhưng vận khí xui hơn người một chút, đỡ upsilon.ng phải Lục Lâm Thiên chỉ đành than xui. Năm người hợp sức lại thực lực đủ khiến Lục Lâm Thiên e ngại, nhưng khi tách ra thì từng người là trung kỳ vũ tôn cửu trọng cường đại lại không cách nào tạo thành uy hiếp cho hắn. Lục Lâm Thiên tuy mới có tu vi vũ tôn bát trọng nhưng nhờ khí hải đan điền khủng bố của bản thể, thực lực bản thân không kém hơn tê giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng bình thường. Cộng thêm bất diệt huyền thể, các loại thủ đoạn thì tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng sao làm gì được Lục Lâm Thiên. Có thêm vài người cũng không sao, trừ phi tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng đông như kiến vây công Lục Lâm Thiên mới hữu dụng. Trong khi vi sinh ngũ tổ đang bị từng đợt tử kim huyền lôi hành hạ thì Lục Lâm Thiên xuất hiện. Năm người vi sinh ngũ tổ bị thương nặng đầy mình, có thể tưởng tượng kết cuộc của họ thế nào. Lúc ở bên ngoài thời kỳ đỉnh cao đã không làm gì Lục Lâm Thiên nổi, trong Tử Lôi Huyền Đỉnh càng khó khăn. Vi sinh ngũ tổ bị Lục Lâm Thiên bắt trong tay, chuyển năm người vào tầng thứ ba thiên trụ giới. Thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, vi sinh thổ mặc áo vàng quát to. Lục Lâm Thiên, người hãy mau thả chúng ta ra. Mắt năm người lộ vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Bọn họ cực kỳ e ngại thanh âm áo xanh trước mắt. Lúc trước đánh nhau trong địa bàn Thánh Linh Cốc bọn họ không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên cường đại đến mức này, nếu sớm biết thì năm người làm sao giá MCK. Đã sớm chạy thật xa.
năm người luôn cho rằng sau lưng Lục Lâm Thiên chắc chắn có người chống nên mới nổi lên như diều gặp gió, ai ngờ Lục Lâm Thiên danh bất hư truyền, thậm chí mạnh hơn tin đồn rất nhiều. Lục Lâm Thiên hờ hững nhìn năm người chằm chằm. Thả các ngươi không thấy đã muộn sao? Mục đích Lục Lâm Thiên giữ lại năm người này rất đơn giản, đó là nuốt chân khí của vi sinh ngũ tổ rồi đột phá. Bây giờ muốn tìm người thích hợp để cắn nuốt không dễ dàng, nhưng vi sinh ngũ tổ là nhân tuyển vô cùng thích hợp. Bị Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chằm, không biết sao năm người vi sinh ngũ tổ thầm run. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu muốn giết chúng ta thì ngươi đã sớm làm, sẽ không chờ tới bây giờ. Chẳng lẽ muốn chúng ta tham gia vào phi linh môn của ngươi? Thế thì hãy khách sáo với năm chúng ta một chút, không thì chúng ta thả chết cũng không vào phi linh môn của ngươi. Năm người luôn cảm thấy mình có lá bài tẩy, Lục Lâm Thiên giữ lại bọn họ đến bây giờ chắc chắn sẽ không giết chết. Với tu vi của năm huynh đệ thì sơn môn nào không mong bọn họ tham gia. Cực Lạc Tam Quỷ đã vào phi linh môn, chắc Lục Lâm Thiên muốn năm huynh đệ cũng tham gia, chốt lại vi sinh ngũ tổ còn lá bài cuối cùng. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn vi sinh ngũ tổ đăm đăm. Tham gia vào phi linh môn, ngươi cho rằng phi linh môn là ai đều được vào sao? Lục Lâm Thiên lộ ánh mắt khinh thường nói. Nếu ban đầu các ngươi cầu xin ta thì ta có lẽ sẽ để lại cái mạng già cho các ngươi, cho một cơ hội, nhưng hiện tại đã muộn. Nhìn Lục Lâm Thiên, năm người vẻ mặt kinh sợ, lòng thầm run. Lục Lâm Thiên, vậy ngươi muốn làm gì? Năm người rung động, vốn cho rằng còn có chút dựa vào, ai biết Lục Lâm Thiên không như bọn họ nghĩ muốn vi sinh ngũ tổ tham gia vào phi linh môn. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Muốn làm gì thì các ngươi sẽ biết ngay. Chỉ vài giây vi sinh ngũ tổ ngày càng run sợ hãi hùng. Tay Lục Lâm Thiên thủ ấn, một dòng khí lưu xoay tròn hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Vi sinh thổ lão đại vi sinh ngũ tổ hét lên. Tiểu tử, người có bản lĩnh gì thì cứ nhằm vào ta đi. Nhưng tiếng hét không thể che giấu nỗi kinh hoàng trong lòng vi sinh thổ, mắt hấp háy tia sợ hãi. Năm ngón tay Lục Lâm Thiên co thành vuốt, khi vi sinh thổ quát xong, đôi mắt gã kinh sợ nhìn tay chụp vào đỉnh đầu mình. Lục Lâm Thiên thì thào. Vậy bắt đầu từ ngươi đi. Vi sinh thổ kinh kêu. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn. Vi sinh thổ vừa thốt lời, trong người tuôn ra lực cắn nuốt hùng dũng. Mặt vi sinh thổ dữ tợn vặn vẹo, đầu óc đau nhói, chân khí thuộc tính thổ hùng hồn bị giam cầm trong người nhanh chóng bị ăn mất. A! À, vi sinh thổ chưa quát xong đã đổi thành tiếng hét thảm, cảm giác cơ thể thay đổi. Chân khí bàng bạc trong khí hải đan điền nhanh chóng bị cắn nuốt, vi sinh thổ đã đoán được kết cuộc của mình. Lục Lâm Thiên muốn nuốt chân khí trong người vi sinh thổ. Tất cả khiến vi sinh thổ rung động đã đoán ra tại sao tuổi Lục Lâm Thiên còn nhỏ mà tu vi tăng nhanh như vậy, tiếc rằng khi biết đã muộn. Chân khí thuộc tính thổ bàng bạc trong người vi sinh thổ liên tục chui vào bàn tay Lục Lâm Thiên chạy vào người. Bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại nhìn phản ứng của vi sinh thổ thì biến sắc mặt quát to. Đại ca, làm sao vậy? Lục Lâm Thiên, dừng tay, mau dừng tay cho ta. Nhưng hết thảy cũng không làm nên chuyện gì, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý đến bốn người kia. Bốn người bị giam cầm, trơ mắt nhìn tất cả, bọn họ bất lực. Thời gian trôi dần trong khi cắn nuốt, hiện tại Lục Lâm Thiên nuốt một vũ tôn cửu trọng khó thể ăn sạch trong thời gian ngắn. Nhưng đang trong thiên trụ giới, còn ở tầng thứ ba nên có dư giả thời gian. Vì vậy Lục Lâm Thiên mới vào thiên trụ giới, tuy với tốc độ của thiên sĩ tuyết sư thì đến Cự Giang Thành không tới một ngày, nhưng đủ để trong thiên trụ giới tăng thời gian gấp 30 lần. Cắn nuốt vi sinh thổ, một cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, trong thiên trụ giới qua mười mấy canh giờ mới nuốt xong hết. Bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại trơ mắt nhìn vi sinh thổ bị nuốt dần thành cái xác khô. Chân khí thuộc tính thổ bàng bạc trong khí hải đan điền của vi sinh thổ bị nuốt gần hết, hồn anh trong não cũng bị hút ra chui vào người Lục Lâm Thiên, lao vào óc hắn. Vèo! Hồn anh bị nuốt vào, đại hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên hành động trước. Luồng sát khí đột nhiên lan tràn, thân hình ao vào hồn anh vi sinh thổ mới bị nuốt vào đầu. Vù 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 vù. Một giây ngắn ngủi, đại hồn anh xuất hiện trước hồn anh vi sinh thổ đang rung động, sát khí tuôn ra. Trong tay đại hồn anh ngưng tụ một lỗ vòng xoáy sâu tàn hồn sát khí giống như bản thể Lục Lâm Thiên thi chi nẻ âm dương linh vũ quyết, hồn anh vi sinh thổ bị nuốt vào người đại hồn anh. Đại hồn anh nuốt hồn anh vi sinh thổ tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng,
Lục Lâm Thiên cảm giác được đại hồn anh đột ngột biến mạnh thêm nhiều. Khi hoàn toàn luyện hóa hồn anh này thì chắc chắn đại hồn anh sẽ được ích lợi lớn. Vèo. Làm xong tất cả, vi sinh thổ hoàn toàn tành cái xác khô. Trước cặp mắt kinh sợ của bốn người vi sinh ngũ tổ còn lại, linh hỏa tuôn ra từ tay Lục Lâm Thiên, thây khô biến thành chóc tàn. Lục Lâm Thiên cảm nhận chân khí thuộc tính thổ bàng bạc bị nuốt vào người, kinh thán nói thầm. Chân khí thật dồi dào. Đẳng cấp tu vi thực lực trung kỳ vũ tôn cửu trọng của vi sinh thổ có mức độ chân khí dồi dào đáng sợ. Nhưng Lục Lâm Thiên chưa được lấp đầy sau khi cắn nuốt, tu vi vũ tôn bát trọng khiến khí hải đan điền của hắn khổng lồ đến đáng sợ. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên cười vừa lòng, khóe môi cong lên nụ cười tà, mắt lại nhìn bốn người vi sinh thủy vi sinh ngũ tổ còn lại. Trong các cặp mắt kinh hoàng, Lục Lâm Thiên lại cắn nuốt. A! À, từng tiếng hét thảm vang lên nhưng trong thiên trụ giới không ai nghe thấy. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay với tốc độ nhanh nhất, ba người cực lạc tam quỷ hộ pháp trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, không dám lơi lỏng chút nào. Bên ngoài qua mấy canh giờ, trong thiên trụ giới là vài ngày. Khi vi sinh phong vi sinh ngũ tổ cuối cùng thành thây khô trong tay Lục Lâm Thiên, hóa thành cho tàn thì sắc mặt hắn cũng chướng đỏ lên. Vi sinh ngũ tổ, năm cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, Lục Lâm Thiên đã cắn nuốt chân khí dồi dào trong khí hải đan điền của năm người, như đang ăn no đến chướng bụng, cơ thể tràn ngập chân khí hùng dũng sắp che ăn ra khỏi thân thể. Nếu trong tình huống bình thường thì tu vi vũ tôn bát trọng của Lục Lâm Thiên tối đa chỉ nuốt tu vi giả cùng đẳng cấp, nuốt cường giả vũ tôn cửu trọng là tự sát, càng không nói đến một lần nuốt hết năm người. Đến đẳng cấp tôn giai thì mỗi cách một tầng là lạch trời to lớn. Nhưng Lục Lâm Thiên là ngoại lệ. Hắn xung quanh khí hải đan điền biến thái kia giúp hắn vượt qua tu vi giả cùng đẳng cấp rất nhiều. Tuy khí hải đan điền của Lục Lâm Thiên rất biến thái nhưng lần này dù gì là năm cường giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, nuốt năm người một lần làm Lục Lâm Thiên không chịu nổi. Lục Lâm Thiên thì thào. Bắt đầu luyện hóa. Lục Lâm Thiên cần luyện hóa năm chân khí khổng lồ trong người, chân khí khủng bố thế này nếu không luyện hóa xong thì hắn không hoàn toàn yên tâm được. Xoẹt. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng kết ra thủ ấn tu luyện, vận chuyển âm dương linh vũ quyết trong người. Năng lượng chân khí bị cắn nuốt vào người Lục Lâm Thiên hơi luyện lại liền biến thành chân khí tinh thuần rót vào khí hải đan điền. Luyện hóa năm năng lượng chân khí dồi dào khiến toàn thân Lục Lâm Thiên lát sau bao phủ một vầng sáng chân khí. Trong khí hải đan điền, vũ đan màu lục xoay tít, chân khí tinh thuần liên tục rót vào. Chân khí biến thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn trong khí hải đan điền. Luyện hóa thế này có năng lượng thuộc tính hùng hồn lao nhanh trong kinh mạch của Lục Lâm Thiên, cùng với luyện hóa, mọi thứ trong thân thể hắn đều nâng cao. Cảm xúc vui mừng hiện lên trong cảm giác của Lục Lâm Thiên. Thời gian qua Lục Lâm Thiên chờ đợi mình sẽ lại đột phá trong đẳng cấp chân khí. Cắn nuốt chân khí dồi dào của năm người vi sinh ngũ tổ, chính Lục Lâm Thiên mong chờ mình sẽ lần nữa đột phá. Không biết năm người vi sinh ngũ tổ. Năm tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng có đủ chống đỡ cửa ải lớn từ vũ tôn bát trọng bá đạo đến cửu trọng không? Về vấn đề khác lúc đột phá như lĩnh ngộ, căn cơ thì Lục Lâm Thiên tạm thời không lo âu chút nào, cái này đơn thuần là sức chờ đợi. Lục Lâm Thiên không nắm chắc có thể dựa vào chân khí của năm người vi sinh ngũ tổ chống đỡ cho mình đột phá. Dù sao Lục Lâm Thiên có khí hải đan điền biến thái, từ đẳng cấp vũ tôn bát trọng đột phá đến cửu trọng hắn ước chừng cần năng lượng. Thật là cái hang không đáy, rất khó lấp đầy nó. Nhưng với tốc độ luyện hóa kiểu này cộng với hiện tại Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ không thành vấn đề gì, nếu luôn được chống đỡ liên miên không dứt thì hắn trực giác mình sắp lại đột phá. Chân khí vi sinh ngũ tổ bị nuốt vào người hơi luyện hóa một chút, nhanh chóng biến thành chân khí tinh thuần cho Lục Lâm Thiên dùng, nhưng vấn đề là phải xem hắn có chống đỡ được không. Chân trời phía xa có một thú ảnh màu trắng xuyên qua tầng mây kéo theo văn bạc giữa không trung. Độ cao này yêu thú bình thường không bay lên nổi, chỉ có thể từ không trung tầm thấp nhìn lên, thậm chí khó thể thấy rõ dấu vết. Thiên Sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, trên thân thể to lớn đôi cánh vỗ đập, không gian xung quanh vặn vẹo tía sóng gợn. Khí lưu xẹt nhanh qua kéo theo một chuỗi tiếng xé gió trầm đỡ Upsilon, C. Xoẹt. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, thiên trụ giới có biến đổi. Sóng không gian chợt lóe, Lục Lâm Thiên xuất hiện ở bên ngoài. Cực lạc tam quỷ hành lễ. Kính chào nhị thiếu gia. Cực lạc tam quỷ nhìn nhị thiếu gia trước mắt, mới mấy canh giờ không gặp mà khí thế trên người nhị thiếu gia đã hơi yêu thay đổi, mắt ba người lóe tia kinh ngạc.
Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm bên dưới. Chắc sắp đến rồi. Lục Lâm Thiên tính thời gian mới đi ra thiên trụ giới, chân khí dồi dào trong người chưa được luyện hóa, vẫn còn tràn đầy. Nhưng trả qua nửa tháng luyện hóa trong thiên trụ giới khiến Lục Lâm Thiên có nắm chắc ức chế chân khí trong người, ít ra sẽ không tạo thành nguy hiểm gì quá lớn cho hắn. Lệ Quỷ khó hiểu hỏi. Nhị thiếu gia, gần ngay phía trước là Cự Yên Thành, chẳng phải chúng ta sẽ đi Bắc Cung ra sao? Vì sao đến Cự Giang Thành? Lục Lâm Thiên đáp. Chúng ta đi thiên địa các một chuyến tìm hiểu tin tức. Lục Lâm Thiên mới nói xong trong không trung vang lên thanh âm già nua chậm rãi nói. Rốt cuộc xuất hiện. Hơi thở quái dị xuất hiện giữa không trung, trong phạm vi không gian run rẩy rung động. Vù 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 vù. Tất cả đến trong chớp mắt, cả không gian tối tăm. Không gian to lớn u ám như có bàn tay vô hình che đậy thiên địa. Lệ Quỷ biến sắc mặt nói với Lục Lâm Thiên. Nhị thiếu gia, chúng ta bị mai phục. Lệ Quỷ nhìn chằm chằm tình hình xung quanh, rõ ràng là đã bị siêu cường giả mai phục, tiến vào cái tròng đã đặt sẵn. Cả nhóm không hề cảm giác được gì chứng minh tu vi một tê lùa đối phương trên cơ bọn họ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm trọng, tinh thần quan sát tứ phía. Cẩn thận chút. Không gian như bị đông lại, tinh thần không thể quan sát quá xa. Không gian xung quanh bị đóng băng, cần thực lực như thế nào mới làm được điều này? Tuyệt đối không phải người bình thường. Lệ Quỷ nhận ra người đến đáng sợ. Bầy tam tinh trận. Có thể phong tỏa không gian rộng lớn, dù Lệ Quỷ dốc hết sức ra cũng không làm được. Thế là không chút do dự, ba người bày ra tam tinh trận. Vù 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 vù. Lệ Quỷ dứt lời, ba tiếng xé gió vang lên. Ba người cực lạc tam quỷ bay lên cao một chút, vị trí ba người đứng có vẻ huyền ảo. Thủ ấn biến đổi, từng cột sáng chân khí bắn ra từ thân thể cực lạc tam quỷ, gắn liền với nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên không trung, không gian mấy ngàn thước, cực lạc tam quỷ đã vận chuyển một tuyết khổng lồ xuất hiện trên cao. Ba người liên tục thay đổi thủ ấn kéo theo năng lượng thiên địa vào đại trận. Thoáng chốc ánh sáng bí văn lấp lánh trên đại trận khổng lồ, cả không gian run rẩy ầm ầm. Ầm 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 ầm. Trong không trung, không gian phạm vi mấy ngàn thước vặn vẹo tràn ngập uy năng khủng bố, uy năng của ba người cực lạc tam quỷ đang tăng lên. Trong khoảnh khắc cột sáng luân phiên, cột sáng thất luyện của ba người kết nối với nhau, cả không gian gió nổi mây phun. Âm quỷ, dương quỷ kéo chuỗi tàn ảnh với đường cong huyền ảo mang theo năng lượng uy năng hùng hồn chui vào cột sáng quanh thân Lệ Quỷ. Ầm 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 ầm. Cùng lúc đó, không gian đột nhiên rung động, Lệ Quỷ xảy ra biến đổi kỳ dị đến đáng sợ. Quanh người Lệ Quỷ hiện hình người khổng lồ ảo cao to ngàn thước, uy nhiếp mạnh mẽ lan tràn khí thế đè ép thiên địa, hơi thở hùng hồn khủng bố. Lục Lâm Thiên ở phía sau con ngươi co rút. Mạnh quá! Ba người cực lạc tam quỷ tu luyện và tiến bộ sau khi đột phá lại con đường tam tinh trận này thật là khủng khiếp, mạnh hơn lúc ở bình nguyên hoang dã nhiều. Cảm nhận uy năng của tam tinh trận, Lục Lâm Thiên đoán lúc trước ba người cực lạc tam quỷ vận chuyển tam tinh trận có thể đối kháng tu vi giả trung kỳ vũ tôn cửu trọng, thực lực hiện tại của họ thì đợt tu vi giả đỉnh hậu kỳ vũ tôn cửu trọng cũng khó làm gì được họ. Thực lực hiện nay của ba người có tam tinh trận phụ trợ trực tiếp đối kháng đỉnh hậu kỳ vũ tôn cửu trọng cũng không thành vấn đề. Thanh âm già nua chậm rãi nói. Chắc các ngươi là cực lạc tam quỷ. Là giọng nữ già, nói xong một bóng người xuất hiện. Trong không gian mờ tối, thân hình già cả lặng lẽ hiện ra. Người này biện hình bỗng chốc thiên địa như có thanh âm dao động năng lượng mỏng manh vang lên. Tiếng dao động năng lượng nhỏ bé nhưng Lục Lâm Thiên, cực lạc tam quỷ vẫn cảm giác được, linh hồn run lẩy bẩy. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn chằm chằm người trên trời, thân hình già cả là một lão phụ nhân, tuổi chừng thập cổ lai hy, mặc váy dài màu trắng, mặt nhăn nheo. Ảo ảnh to lớn cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra hét to một tiếng. Chúng ta chính là ba huynh đệ cực lạc tam quỷ, các ngươi là ai? Cực lạc tam quỷ nhìn người già trước mắt, bọn họ không quen người này. Lục Lâm Thiên luôn nhìn chăm chú vào lão phụ nhân lặng lẽ đến. Rõ ràng lão phụ nhân nhỏ bé như con kiến trước thân hình to lớn cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra nhưng lại có khí thế đặc biệt. Trước ảo ảnh khổng lồ lão phụ nhân chẳng hề nhỏ bé ngược lại khiến người không kiềm được ánh mắt đầu tiên nhìn lão phụ nhân chăm chú. Tự động bỏ qua thân hình to lớn cực lạc tam quỷ ngưng tụ ra. Như thể trong thiên địa này chỉ có một mình lão phụ nhân tồn tại, bất giác chỉ cảm nhận được hơi thở của lão phụ nhân. Khí thế này khiến Lục Lâm Thiên trực giác không may, có vài phần quen thuộc đến đáng sợ.
Lão phụ nhân hờ hững liếc thân hình to lớn Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra. Cực Lạc Tam Quỷ, ba tên vô sỉ các ngươi dám phản bội Lan Lăng Sơn Trang ta, cùng Phi Linh Môn ám toán đánh chết cường giả của Lan Lăng Sơn Trang ta. Hôm nay lão thân sẽ nghiền xương ba ngươi thành tro. Dứt lời, người lão phụ nhân phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng từ không gian mở tối đổ xuống rồi từ từ rơi vào không gian tối tăm, khí thế kinh khủng bùng nổ. Con ngươi Lục Lâm Thiên co rút. Là người Lan Lăng Sơn Trang. Chắc là người Lan Lăng Sơn Trang rồi, khỏi nói cũng biết cường giả này luôn mai phục định nửa đường cướp giết Lục Lâm Thiên, mục tiêu chính chắc chắn là hắn. Nghe nói đối phương là người của Lan Lăng Sơn Trang thì Cực Lạc Tam Quỷ ngầm hiểu. Người Lan Lăng Sơn Trang sẽ không tha cho ba huynh đệ Cực Lạc Tam Quỷ, mắt thân hình khổng lồ lóe tia độc ác. Thân hình ảo khổng lồ giống to. Hừ, thì ra là người của Lan Lăng Sơn Trang. Muốn đối phó ba huynh đệ ta phải xem ngươi có tư cách đó không đã. Năng lượng chân khí phô thiên cái địa tuôn ra, thân hình khổng lồ vung cánh tay. Một cột sáng năng lượng to lớn mạnh mẽ oanh kích vào lão phụ nhân. Lão phụ nhân mắt lóe tia sáng. Không biết tự lượng sức mình. Trong giây phút này, sóng không gian trước mặt lão phụ nhân chậm rãi mấp máy. Cùng với sóng không gian mấp máy, khí thế kinh khủng lặng lẽ lan tràn. Trong khí thế đó, cơ thể Lục Lâm Thiên vận chuyển chân khí bỗng chốc tắc nghẽn không tiến tới được, hắn bị ức chế. Xoẹt 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 xoẹt. Chỉ chớp mắt, một cột sáng năng lượng của Cực Lạc Tam Quỷ đánh vào không gian trước mặt lão phụ nhân, nhưng bị sóng không gian lăn tăn ngăn chặn không cách nào xâm nhập thêm. Lão phụ nhân hơi biến sắc mặt. Hừ. Lão phụ nhân liếc cột sáng năng lượng trước mặt đủ phá hủy không gian, phất ống tay áo váy dài. Không gian run rẩy. Cột sáng năng lượng to lớn bị chấn vỡ trong không gian. Sóng kình phong khủng bố phô thiên cái địa tuôn ồ ạt, không gian đất đai xung quanh bị dư âm năng lượng khủng khiếp chấn vỡ tan nát. Cột sáng năng lượng của Cực Lạc Tam Quỷ bị dễ dàng đánh tan không còn dấu vết. Lục Lâm Thiên kinh thán. Chuẩn đế, đây là lực lượng chuẩn đế. Lão phụ nhân này là cường giả chuẩn đế. Khí thế trên người lão phụ nhân giống y như ám u lão quỷ, hơi giống hơi thở trên người nghĩa phụ Nam Thúc. Chắc chắn đã đến đẳng cấp chuẩn đế đáng sợ. Lại là một vị cường giả chuẩn đế khủng bố. Phát ra khí thế cường đại này, Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem. Lục Lâm Thiên không ngờ Lan Lăng Sơn Trang xuất động cường giả kinh khủng như thế đến đối phó hắn. Lão phụ nhân nhìn ảo ảnh khổng lồ trước mặt. Cực Lạc Tam Quỷ không biết tự lượng sức mình, ỷ vào tam tinh trận nho nhỏ còn chưa đủ thực lực càn rỡ trước mặt lão thân. Khí thế kinh khủng từ từ dâng lên từ người lão phụ nhân, váy dài phất mạnh, mắt lóe tia sáng. Lão phụ nhân giơ tay lên, một cột sáng màu trắng hùng hồn cùng với năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa đỡ upsilon.ng vào ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra. Răng rắc, cột sáng trắng phá hủy không gian, cùng lúc đó dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập trên chân trời mờ tối, đỡ upsilon.ng vào ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra. Mơ hồ kèm theo linh hồn lực dồi dào. Lão phụ nhân là một cường giả chuẩn đế linh đạo. Thân hình ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra, con ngươi co rút, cánh tay to vung ra. Không gian dọc đường đi rách toạc, nắm đấm va chạm vào cột sáng trắng. Bùm! Hai lực lượng đỡ upsilon.ng mạnh vào nhau, không trung vang tiếng nổ như sấm. Cột sáng trắng phá hủy nắm đấm của ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra. Nắm tay vỡ vụn kèm theo mảnh nhỏ không gian nổ tung lộ ra khe nứt không gian đen ngòm. Cột sáng trắng tiếp tục trùng kích vào ảo ảnh khổng lồ, không gian nổ nát. Cộp cộp cộp. Lực lượng mạnh mẽ làm ảo ảnh khổng lồ Cực Lạc Tam Quỷ ngưng tụ ra lảo đảo bị đẩy lùi, thân hình to lớn lùi một bước liền nứt dạn vỡ ra, ba thân hình văng ra ngoài. Ba người hộc máu. Phụt. Cực Lạc Tam Quỷ một đường thẳng thụt lùi đỡ upsilon.ng nát không gian. Mười mấy bước sau mới ổn định thân hình. Ba người mặt trắng bệch, khóe môi dính vết máu. Mạnh quá. Lục Lâm Thiên, Tuyết Sư nhìn chăm chú cảnh tượng đó, cực kỳ rung động. Thực lực Cực Lạc Tam Quỷ hiện tại phối hợp tam tinh trận vậy mà không đỡ nổi một chiêu, lão phụ nhân quá mạnh. Lão phụ nhân không quan tâm ba người Cực Lạc Tam Quỷ bị thương trong một chiêu, mắt chuyển sang nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm. Không biết tự lượng sức mình, lát nữa giải quyết các ngươi sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên khuôn mặt già nua mắt lão phụ nhân lóe sát ý. Lục Lâm Thiên, hôm nay là ngày hết của ngươi.
Lan Lăng Sơn Trang ta không nhân lúc còn sớm đánh chết ngươi, để ngươi trưởng thành đến hiện nay là sai lầm lớn nhất. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn lão phụ nhân, mỉm cười nói. Người Lan Lăng Sơn Trang cũng nên báo danh hiệu ra đi, không ngờ Lan Lăng Sơn Trang muốn ta chết như vậy. Lão thất phu Lộc Linh chết còn chưa đủ, lại một người đến. Tiểu tử, trước khi ngươi chết hãy nhớ kỹ danh hiệu của lão thân. Lão thân Lan Lăng Sơn Trang Lan Linh Tôn Giả, có thể chết trong tay lão thân đã là cất nhắc ngươi, kiếp sau đầu thai tuyệt đối đừng lại đến trêu vào Lan Lăng Sơn Trang ta. Cái chết của Lộc Linh Tôn Giả, mấy chục vạn đệ tử Lan Lăng Sơn Trang ta bây giờ đã tới lúc ngươi phải trả lại. Lão phụ nhân nói xong thủ ấn bắt đầu thay đổi. Ba bóng người chợt lóe, Cực Lạc Tam Quỷ bị thương nặng đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Nhị thiếu gia, mau trốn đi, người này đã là chuẩn đế, ba huynh đệ chúng ta ngăn cản thêm một lúc, nhị thiếu gia hãy bảo trọng. Ba người che trước mặt Lục Lâm Thiên, linh lực chân khí còn sót lại phô thiên cái địa tuôn ra. Lục Lâm Thiên cười cười, vào lúc này Cực Lạc Tam Quỷ liều mạng chắn trước mặt hắn, xem ra ba người đã thật lòng thần phục, không khiến hắn thất vọng. Không gian to lớn đã bị phong tỏa, giờ có muốn trốn cũng không thoát. Lão phụ nhân trên trời quát to. Cực Lạc Tam Quỷ, chỉ bằng vào các ngươi có thể đối kháng được sao? Thế thì cùng chết đi. Khí thế kinh khủng tuôn ra cuối cùng tỏa định bốn người Lục Lâm Thiên, Cực Lạc Tam Quỷ. Trên khuôn mặt già nua đôi mắt lóe sát ý, lão phụ nhân phất tay. Lua àng linh lực hùng hồn kéo theo năng lượng thiên địa, mang lên năng lượng đáng sợ hủy thiên diệt địa bắn hướng Lục Lâm Thiên, Cực Lạc Tam Quỷ. Dưới năng lượng này không gian run rẩy, năng lượng khủng bố khiến lòng Cực Lạc Tam Quỷ trùng xuống. Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi lùi xuống đi. Khi Cực Lạc Tam Quỷ định liều mạng đánh lại thì bóng người áo xanh che trước mặt họ, là Lục Lâm Thiên. Vầng sáng trắng bao bọc người Lục Lâm Thiên, hắn phát ra thanh âm hờ hững lại bộc phát uy nhiếp khủng bố hơn lão phụ nhân. Lan Lăng Sơn Trang muốn giết bản công tử dám bỏ ra một chuẩn đế. Nhưng chỉ là chuẩn đế, có vẻ không đủ. Năng lượng khủng bố phía trước phô thiên cái địa ập đến, cách Lục Lâm Thiên áo xanh trăm thước chợt nhạt nhào. Chớp mắt năng lượng hủy diệt này đỡ upsilon.ng vào vầng sáng trắng trước mặt Lục Lâm Thiên, năng lượng hủy diệt từ từ biến mất. Đôi mắt Cực Lạc Tam Quỷ kinh sợ nhìn bóng dáng Lục Lâm Thiên trước mắt. Tay Lục Lâm Thiên cầm một khối ngọc giản màu trắng, trên ngọc giản trắng hiện ra vầng sáng trắng bao bọc không gian phạm vi trăm thước. Trong vầng sáng trắng kia Cực Lạc Tam Quỷ cảm nhận uy nhiếp khủng bố không thể tả, so với uy nhiếp này thì lão phụ nhân Lan Lăng Sơn Trang mang đến uy áp kém hơn rất nhiều. Hơi thở này dường như đến từ hải tượng trưởng lão của Thánh Linh Cốc. Cực Lạc Tam Quỷ kinh ngạc nói. Đây là uy nhiếp của đế giả Thánh Linh Lão Tổ. Bọn họ rất quen thuộc hơi thở này vì mới gần đây tiếp xúc được. Hơi thở này là của Thánh Linh Lão Tổ, uy nhiếp đế giả thật sự. Trước mặt Lục Lâm Thiên hiện ra vầng sáng trắng khiến mặt lão phụ nhân Lan Linh Tôn giả lộ vẻ kinh sợ. Với ánh mắt của lão phụ nhân đương nhiên biết đây là uy nhiếp đế giả thật sự. Còn lão phụ nhân mới là chuẩn đế. Mắt lão phụ nhân nhanh chóng hấp háy, sát ý càng dâng lên trong mắt. Đừng hoảng, chỉ là một hơi thở đế giả, không phải đế giả thật sự. Hôm nay dù thế nào thì lão phụ nhân quyết tâm giết Lục Lâm Thiên. Lão phụ nhân có nắm tay lại. Lục Lâm Thiên, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì thì ngươi chết chắc. Năng lượng ánh sáng trắng rực rỡ tuôn ra từ thân thể lão phụ nhân, thủ ấn biến đổi. Lão phụ nhân phất tay, cả không gian run rẩy. Ru. Một tiếng hót trong trẻo vang vọng không gian, con chim ưng khổng lồ năng lượng màu trắng nhanh chóng hình thành trên chân trời. Đôi cánh khổng lồ vỗ, bầu trời rung rinh theo, gió mây vần vũ. Khe nứt không gian nhanh chóng hiện ra, trận thế này làm Cực Lạc Tam Quỷ ở phía xa hết sức kinh sợ. Chim ưng màu trắng khổng lồ thành hình, đôi cánh vỗ che dập trời lao nhanh hướng Lục Lâm Thiên. Chim ưng màu trắng khổng lồ to cỡ ngàn thước, thân hình đổ bóng ma, Cực Lạc Tam Quỷ ngước nhìn cảm nhận áp lực không thể chống cự. Năng lượng này quá cường đại, làm ba người muốn quỳ xuống. Lục Lâm Thiên đối mặt trận thế khủng bố, vầng sáng trắng bao quanh người, ánh mắt âm trầm. Lục Lâm Thiên từ từ bước ra hai bước, giơ cao tay bóp nát ngọc giản. Âm 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 âm. Khoảnh khắc ngọc giản bị bóp nát, năng lượng ngập trời phát ra. Cả không gian run lên. Năng lượng ngập trời chấn vỡ không gian lộ ra hư không to lớn. Hư không từ từ khép lại, thân hình ảo xuất hiện trong không trung, là Thánh Linh Lão Tổ.
thân hình thánh linh lão tổ ảo nhìn con ưng màu trắng khổng lồ đập cánh hủy diệt không gian lao đến, mở miệng nói. Chuẩn đế nho nhỏ mà dám đỡ upsilon.ng vào sư điệt của lão thân, người muốn chết. Thánh linh lão tổ phất tay, cách không có năm ngón tay hướng chim ưng màu trắng khổng lồ. Cùng với thánh linh lão tổ co bàn tay lại, đám người lục lâm thiên, cực lạc tam quỷ cảm giác thiên địa tối sầm. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi mảng lớn không gian phía trước trở nên hư vô. Lục lâm thiên, cực lạc tam quỷ ánh mắt rung động nhìn nhau. Giây sau không gian hư vô bỗng chốc sụp đổ, lộ ra lỗ đen thui trống rỗng to ngàn thước trên chân trời. Lỗ đen sâu đen như có thể cắn nuốt cả linh hồn, khiến người không dám nhìn thẳng. Chim ưng màu trắng khổng lồ gào thét thảm thiết. Gru. Chim ưng màu trắng khổng lồ bị lỗ đen to lớn nuốt mất, lỗ đen hư không to lớn như Thái Sơn đè đầu bao tùm lên con chim. Chim ưng màu trắng khổng lồ cố gắng vùng vẫy, ánh sáng trắng rực rỡ như mặt trời không ngừng bắn ra. Khuôn mặt già nua tái nhợt, lão phụ nhân phun búng máu, thủ ấn thay đổi. Lực lượng ngập trời rót vào chim ưng màu trắng khổng lồ nhưng không cách nào thoát khỏi lỗ đen xâm thực, cắn nuốt. Răng rắc. Chỉ một giây ngắn ngủi, lỗ trống hư vô nuốt mất chim ưng màu trắng khổng lồ. Giây sau lỗ đen sâu thẳm biến mất, Lan Linh Tôn giả Lan Lăng Sơn Trang lại hộc máu. Xoẹt. Cùng lúc đó thánh linh lão tổ ảo tỏa sáng chói lòa, không gian run rẩy, thánh linh lão tổ biến thành cột sáng năng lượng màu trắng mang theo lực lượng đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa phá hủy không gian dọc đường đi. Năng lượng khủng bố làm khe nứt không gian đen ngòm lan tràn như tia chớp trong không gian hư vô thẳng hướng Lan Linh Tôn giả. Tốc độ và uy thế đó khiến Lan Linh Tôn giả không cách nào tránh thoát, khuôn mặt già nua tái nhợt hoàn toàn biến sắc. Linh lực trong người lão phụ nhân hoàn toàn bùng nổ, dốc hết sức vỗ mạnh một trường ấn. Âm 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 âm. Chớp mắt trường Lan Linh Tôn giả vỗ ra đỡ upsilon.ng mạnh vào thánh linh lão tổ ảo biến thành khe nứt không gian lao nhanh ập đến, tựa như thiên thạch va chạm. Va chạm mạnh khiến cổ họng Lan Linh Tôn giả ngứa, lại ói ra bãi máu. Phụt. Trường ấn bị đánh tan hóa thành mảnh nhỏ không gian biến mất. Khuôn mặt già nua biến sắc mặt. Nguy rồi. Lan Linh Tôn giả xoay người xé rách một khe nứt không gian, nhanh chóng cui vào trong, bộ dạng cực kỳ chật vật. Dáng vẻ chó cụp đuôi chạy trốn của Lan Linh Tôn giả khiến Lục Lâm Thiên, cực lạc tam quỷ kinh ngạc giật mình. Không ngờ cường giả chuẩn đế Lan Linh Tôn giả thế nhưng không đỡ nổi một năng lượng của thánh linh lão tổ. Lan Linh Tôn giả chạy nhanh đến mấy vẫn chậm. Một thoáng xoay người chạy trốn thì trong khe nứt không gian đen ngòm chấn vỡ trường ấn của lão phụ nhân có một cột sáng năng lượng màu trắng với thế sét đánh không kịp bưng tai đánh mạnh vào người lão phụ nhân. Cùng lúc đó trên người Lan Linh Tôn giả phủ áo giáp hồn màu trắng bao lão phụ nhân lại, xem khí thế thì áo giáp hồn này đến đẳng cấp dịa dai. Bùm! Trong khoảnh khắc này cả không gian nổ tung lộ ra cái lỗ không gian sâu đen hun hút. Không gian nốt tung, kinh khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán. Răng rắc, kinh khí khủng khiếp làm không gian bốn phía nứt rạn rồi nổ tung tóe. Năng lượng kinh người phô thiên cái địa càn quét, bốn người Lục Lâm Thiên, cực lạc tam quỷ trong dư âm kinh khí khủng bố bị lảo đảo chấn lùi. Phập, kinh khí đáng sợ thổi quét, trong lỗ không gian sâu đen, áo giáp hồn trên người Lan Linh Tôn giả vỡ ra, thân hình tan nát bị nuốt vào trong. Âm 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 âm, không gian chấn động, run rẩy. Trong không gian tối đen chợt trở về ánh sáng rực rỡ, không gian mới bị Lan Linh Tôn giả phong tỏa đã vỡ nát. Vèo. Chỉ giây lát kinh khí trước mặt tan biến, khe nứt không gian sâu đen liền lại. Một luồng sáng trắng bay nhanh trốn đi, biến mất giữa không trung. Mặt lệ quỷ trắng bệch đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Nhị thiếu gia, hồn anh của Lan Linh Tôn giả đã trốn. Ánh sáng trắng loanh anh trốn đi chính là hồn anh Lan Linh Tôn giả. Mắt Lục Lâm Thiên hấp hái. Thôi, cũng không đuổi kịp được. Lan Linh Tôn giả có áo giáp đẳng cấp địa giai nên hồn anh mới trốn được. Nếu không có áo giáp hồn địa giai thì hồn anh Lan Linh Tôn giả đã không thể trốn thoát. Dương Quỷ lau máu bên khóe môi, mắt lộ ý cười. Lan Lăng Sơn Trang này trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Một chuẩn đế chỉ có thể thoát được mỗi hồn anh tương đương chết một nửa, dù tìm được người đoạt xá. Thực lực phục hồi đến linh tôn cửu trọng đã là hay. Tổn thất một cường giả chuẩn đế, e rằng lần này Lan Lăng Sơn Trang sẽ khóc không ra nước mắt. Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta cẩn thận chút, phía trước là Cự Giang Thành, tới đó trước đi.
Lần này số Lục Lâm Thiên may mắn vừa lúc trên người có thủ đoạn giữ mạng sư bá cho, thiên địa minh sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Lục Lâm Thiên không sợ cường giả tôn giai cửu trọng, dầu gì cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng đối diện cường giả chuẩn đế thì khác. Mới rồi trước Lan Linh tôn giả chuẩn đế Lục Lâm Thiên cảm giác bó tay bó chân, thực lực của hắn còn kém rất xa. Lần này Lan Lăng Sơn Trang phái ra cường giả chuẩn đế đến cướp giết Lục Lâm Thiên, lần sau không biết sơn môn nào phái cường giả càng mạnh hơn, vì vậy hắn phải tranh thủ nâng cao tu vi thực lực thêm nữa. Thiên Sí Tuyết Sư thu về bản thể, bốn người sửa sang lại nhảy người lao đi Cự Giang Thành. Vết thương của Cực Lạc Tam Quỷ khá nặng nhưng bây giờ không có thời gian chữa trị, uống mấy viên đan dược trị thương rồi cố gượng chống đỡ một đoạn thời gian. Kim Lan Tôn Giả, nơi cực kỳ lạ lùng trong toàn cổ vực. Cự Giang Thành không thuộc về bất cứ thế lực nào, nhưng nơi này phồn hoa và náo nhiệt khiến các thực lực rất là đỏ mắt. Tất cả thế lực bên ngoài không dám nhúng chàm vào Cự Giang Thành, vì trong đó có thiên địa các tồn tại. Bất cứ sơn môn nào đến Cự Giang Thành đều phải nể mặt thiên địa các, chưa từng có ai dám không nể thiên địa các. Về điều này khiến Lục Lâm Thiên rất khó hiểu. Tuy thiên địa các không thật sự nhúng tay vào cuộc phân tranh nào trên đại lục, không trêu vào thế lực nào, nắm giữ mạng lưới tin tức khổng lồ nhất đại lục, nên các sơn môn không muốn trêu chọc vào thế lực cường đại như thế. Tuy nhiên Lục Lâm Thiên không tin chỉ dựa vào những điều này khiến thiên địa các bình yên vô sự tồn tại, sợ là sau lưng còn có nguyên nhân gì khác. Trong Cự Giang Thành có thị trường giao dịch, thị trường đấu giá số 1 toàn đại lục. Nhiều người không tiện lộ mặt vào Cự Giang Thành thì đành hóa trang. Tóm lại Cự Giang Thành rất kỳ lạ. Trong Cự Giang Thành dù vào lúc nào thì trên đường đông đúc dòng người. Trong dòng người nhốn nháo có nhiều người mặc đồ kỳ lạ. Lục Lâm Thiên và Tuyết Sư, lão nhân áo xám lúc này đi trên đường cái rộn ràng hướng tới một chỗ, không ngừng lại lâu trên đường. Một quảng trường diện tích khá lớn, phía trước có một đình viện hùng vĩ mà không rêu rao. Khi năm người Lục Lâm Thiên đến đây thì có hai thủ vệ trông cửa, khá trẻ tuổi, tu vi đẳng cấp vũ phách. Lục Lâm Thiên móc lệnh bài thiên địa các ra, hai người giữ cửa cung kính đưa bọn họ vào một đình viện yên tĩnh. Năm người vào gian phòng nhỏ, có một nữ nhân vóc dáng linh lung đường cong đã ở trong sảnh. Lục Lâm Thiên nhìn kỹ, nữ nhân mặt ngọc trang nhã hơi thoa phấn, khuôn mặt thanh tú có nét quyến rũ. Nàng mặc sa y màu tím, bên trong khoác trường bào cung trang màu lục ẩn hiện, mắt sáng ngời. Tuổi nàng khoảng 30 nhưng trông rất trẻ trung. Hơi thở tu vi ẩn giấu của nàng khó thoát khỏi Lục Lâm Thiên quan sát, đến Linh Vương tam trọng, khá mạnh. Lục Lâm Thiên quen nàng này, lúc trước hắn cùng Bạch Linh tới đây tham gia vào thiên địa các đã gặp qua, nhưng lúc ấy nàng chỉ là đẳng cấp linh xuất. Nữ nhân xinh đẹp trông thấy Lục Lâm Thiên thì nhoẻn miệng cười, như sớm biết hắn. Thì ra là minh chủ đế đạo minh, lục trưởng môn phi linh môn đại giá quang lâm thiên địa các, tiểu nữ tử là Trần Hiểu Thiến, chức trưởng lão thiên địa các Cự Giang Thành. Xin chào Lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên hơi chắp tay. Trần trưởng lão hữu lễ. Nữ nhân hỏi thẳng. Không biết Lục trưởng môn tự mình đến có chuyện gì quan trọng. Lục Lâm Thiên đích thân tới dĩ nhiên có chuyện không tầm thường, nàng giữ chức vị quan trọng trong phân đà Cự Giang Thành cũng không phải dựa vào nhan sắc là được. Lục Lâm Thiên thẳng thắn đáp. Ta muốn biết địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc, ta nghĩ chắc thiên địa các biết. Hiện tại Lục Lâm Thiên không có nhiều thời gian để lãng phí. Trần Hiểu Thiến hơi biến sắc mặt nói. Địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên hỏi. Chẳng lẽ Trần trưởng lão có gì khó xử? Ta biết quy tắc của thiên địa các, có điều kiện gì thì Trần trưởng lão cứ nói đi. Cũng không phải. Mắt đẹp hấp háy, Trần Hiểu Thiến nhìn Lục Lâm Thiên. Không dám giấu giếm, thiên địa các ta có địa chỉ lục đại nhân hoàng tộc, tứ địa thú hoàng tộc. Nhưng thiên địa các có quy định, đây là nguyên nhân thiên địa các có thể tồn tại trên đại lục này. Lục trưởng môn muốn biết địa chỉ cụ thể của Bắc Cung gia tộc thì thiên địa các ta không cho biết được. Xin lục trưởng môn thứ lỗi, tin tưởng lục trưởng môn cũng không muốn biết một số bí ẩn của phi linh môn bị lộ ra ngoài đúng không? Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, hắn hiểu cách làm của thiên địa các. Thiên địa các tồn tại cũng có quy tắc của mình. Lệ quỷ không nhịn được nạt Trần Hiểu Thiến. Hay cho thiên địa các. Nhị thiếu gia nhà ta đích thân đến, rốt cuộc có nói không? Trần Hiểu Thiến mỉm cười nói. Lệ quỷ, cực lạc tam quỷ nhà ngươi bớt la lối trong thiên địa các đi. Hiện tại các ngươi đã đầu vào lục chung, thiên địa các ta nể mặt lục gia, có thể xem như không thấy tội vô lỗ trong phân đà.
nếu còn có lần sau thì ta sẽ không khách sáo. Tuy Trần Hiểu Thiến chỉ có tu vi linh vương nhưng không bị lệ quỷ hù sợ, khí thế chẳng chút bị ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng quát. Lệ quỷ, không được vô lễ, thiên địa các không phải nơi cho ngươi cản rỡ, lui xuống. Lệ quỷ hậm hực cung kính lui xuống. Lục Lâm Thiên nói. Trần trưởng lão, lệ quỷ không cố ý xúc phạm, xin Trần trưởng lão thứ lỗi cho. Trần Hiểu Thiến gật đầu nói. Lục trưởng môn đa lễ. Lục Lâm Thiên hỏi. Không biết còn có cách gì để biết địa chỉ của Bắc Cung gia tộc không? Trần Hiểu Thiến nhìn Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn đích thân đến e rằng có chuyện cực kỳ quan trọng, thánh nữ đã dặn trước lục trưởng môn là khách quý của thiên địa các ta. Nhưng việc này đúng là không phải quyền hạn của ta có thể quyết định, cách duy nhất là lục trưởng môn đi Thánh Sơn tìm thánh nữ, có lẽ thánh nữ sẽ có cách giúp lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên nghe vậy mừng rỡ, còn hơn không có cách nào. Không biết làm sao để đến được Thánh Sơn. Trần Hiểu Thiến trả lời. Thánh Sơn là một mật địa của thiên địa các ta, vô cùng quan trọng với thiên địa các, vốn không cho người ngoài đi vào. Nhưng thánh nữ đã dặn dò nên lục trưởng môn có thể đi, tuy nhiên xin lục trưởng môn tuyệt đối đừng nói về Thánh Sơn cho người ngoài biết. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đó là tất nhiên. Có lẽ tìm Tử Yên hỗ trợ sẽ đến âm quỷ được, với địa vị của Tử Yên trong thiên địa các nếu chịu giúp thì không thành vấn đề gì. Trần Hiểu Thiến liếc Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư, nói với Lục Lâm Thiên. Mời lục trưởng môn theo ta. Trần Hiểu Thiến dẫn đường, đám người Lục Lâm Thiên, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư đi ra tiểu thính, qua mấy hành lang, đi vào mật thất có vài cơ quan. Mật thất mở ra, lại có một gian phòng đá ẩn khuất. Trong phòng đá có một lỗ hổng đường kính hai thước đang từ từ xoay tròn, từng đợt lực lượng không gian kinh người tràn ra từ đó. Lục Lâm Thiên nhìn lỗ hổng xoay tròn, kinh ngạc kêu lên. Trùng động, nơi này có trùng động. Lục Lâm Thiên không ngờ trong phân đà thiên địa các có trùng động tồn tại. Chỉ đế giả mới mở được trùng động không gian, chẳng lẽ thiên địa các cũng có đế giả? Ba người Cực Lạc Tam Quỷ biểu tình kinh ngạc nói. Nơi này có trùng động. Trần Hiểu Thiến nói, đây là trùng động đi thông Thánh Sơn. Trần Hiểu Thiến ngoái đầu nhìn Lục Lâm Thiên. Mời lục trưởng môn vào, trùng động này sẽ trực tiếp đến Thánh Sơn. Sau khi tới Thánh Sơn sẽ có người đưa lục trưởng môn đi gặp thánh nữ. Lục Lâm Thiên gật đầu. Đa tạ Trần trưởng lão. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư. Chúng ta vào đi. Dứt lời Lục Lâm Thiên nhảy vào trùng động. Tuyết Sư. Cực Lạc Tam Quỷ cũng nhảy xuống theo, năm người vào trong trùng động không gian. Khoảnh khắc Lục Lâm Thiên bước vào trùng động thì dòng khí không gian đậm đặc như nước phất qua mặt, tầm mắt chợt tối sầm. Cơ thể như mất thăng bằng, nhưng rất nhanh cảm giác này biến mất. Trước mắt Lục Lâm Thiên là một đường hầm trùng động, bốn phía cuồn cuộn dòng khí không gian. Đường hầm này không thấy cuối. Xoẹt! Lục Lâm Thiên hơi gồng sức một chút như làn gió xẹt qua không gian. Trần Hiểu Thiến nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên biến mất trong trùng động, mắt lộ nghi hoặc. Mới nhận được tin Lan Lăng Sơn Trang xuất động chuẩn đế muốn cướp giết Lục Lâm Thiên, xem ra Lan Lăng Sơn Trang lại thất bại. Trần Hiểu Thiến rời khỏi phòng đá, biến mất. Không lâu sau trùng động không gian run lên, phía trước lóe ánh sáng. Lục Lâm Thiên ra khỏi trùng động không gian, đập vào mắt hắn là một sơn cốc bao la, cây to chọc trời rậm rạp liên miên. Rừng cây vô cùng tĩnh lặng. Trên bầu trời có mấy chim hót vang vọng trong sơn cốc. Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư ra khỏi trùng động. Bên dưới, sơn mạch trải lớp cỏ xanh mượt, phương xa nở đầy loài hao không tên. Vài tia nắng xuyên qua kẽ cây cối bắn vào hình thành những cột sáng vàng, sáng tối đan xen nhau. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn bốn phía, ngoài sơn cốc ra có một dãy sơn mạch to lớn, núi non chập trùng, dãy núi liền nhau, không gian bao la liên miên. Trong núi non chập trùng quay quanh một ngọn núi to lớn nhất. Núi như vách đá treo leo nhô cao đâm thẳng tầng mây, khiến người kinh thán ngạc nhiên, mắt không nhìn thấy đỉnh. Bên trên mây mù lượn lờ, núi cực kỳ khổng lồ, hơi thở hùng vĩ lan tràn khiến lòng người run rẩy. Ngọn núi to lớn, Lục Lâm Thiên ước chừng diện tích ít nhất cỡ vài dặm, uy vũ khí thôn sơn hà, vách pha ửng như bị đao tước búa chém, quỷ phủ thần công. Rất khó tưởng tượng ngọn núi này hình thành như thế nào. Cực Lạc Tam Quỷ cảm nhận hơi thở trong không gian, biểu tình nghi ngờ ngạc nhiên nói. Nhị thiếu gia, không gian này bất phàm. Trong khi Lục Lâm Thiên đánh giá thì mấy bóng người lướt gió bay tới,
chớp mắt đến trước mặt đám người Lục Lâm Thiên. Không ngờ Lục Minh Chủ đích thân đến, kính chào Lục Minh Chủ. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Kình Linh Vương. Người đến trước nhất là Kình Linh Vương ngày xưa Lục Lâm Thiên từng gặp mặt trong Cự Giang Thành, nhưng lúc này khí thế trên người Kình Linh Vương đã là tôn giai. Kình Linh Vương nói. Lục Minh Chủ, Thánh Nữ đã biết Lục Minh Chủ tiến đến. Mời Lục Minh Chủ rời bước đi, Thánh Nữ đang chờ Lục Minh Chủ trên Thánh Sơn. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Làm phiền. Lục Lâm Thiên thầm ngạc nhiên thiên địa các tuyển tin tức rất kỳ dị, hắn vừa tới nơi mà người ta đã biết. Ngọn núi khổng lồ này là Thánh Sơn của thiên địa các. Đám người Kình Linh Vương dẫn đường, 5 người Lục Lâm Thiên, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư leo lên Thánh Sơn. Trên ngọn núi hơi thở mênh mông, năng lượng thiên địa trong không gian đậm đặc hơn bên ngoài nhiều. Không gian này tuyệt đối không phải nơi tầm thường, vốn liếng thế này so với những địa môn đại phái tam tông tứ môn chỉ có hơn chứ không kém. Một lát sau mọi người đã đến đỉnh núi, lúc này trời gần hoàng hôn. Từ đỉnh núi nhìn ra ngoài dãy núi nhấp nhô chân trời sắc xanh đồng, dáng chiều từ khe hở dãy núi bắn ra từng dải sáng vàng rực rỡ. Trên ngọn núi có từng lũ ánh sáng tím trong suốt, màu vàng nhạt. Phương xa núi non chập trùng màu vàng sẫm khiến người nhìn trong đầu nổi lên nhiều suy nghĩ. Bên ngoài một đình viện tinh xảo, Kình Linh Vương dừng bước chân. Lục Minh Chủ, Thánh Nữ đang chờ ở bên trong. Những người khác hãy đợi tại đây, chúng ta xin cáo lui. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Đa tạ. Lục Lâm Thiên ra hiệu Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ chờ ngoài đình viện, một mình hắn vào trong. Bên trong đình viện u tĩnh, trong tiểu thính tinh trí, một nữ nhân mặc áo gấm tím nhạt ưu nhã đứng. Tuy nàng đưa lưng ra ngoài không thấy rõ mặt nhưng thân hình thướt tha đủ khiến bất cứ ai mơ màng. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng, cửa hòng đình viện không đóng như đang chờ hắn. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng đi vào tiểu thính, nhìn bóng dáng khoanh tay đứng, mắt hấp hái. Lục Lâm Thiên lên tiếng. Tử Yên cô nương, trong Tử Vong Thâm Uyên từ biệt không kịp chào nhau thiên địa các vị đã đi. Thời gian này Tử Yên cô nương có khỏe không? Thanh âm dịu dàng thản nhiên vang lên. Có thể khiến đường đường linh vũ chiến tôn Lục Lâm Thiên Lục Minh Chủ nhớ thương, Tử Yên không dám nói là không khỏe. Xin chào Lục trưởng môn. Thân hình yểu điệu xoay lại. Không phải Tử Yên thánh nữ thiên địa các thì còn ai nữa. Mắt như bảo thạch đen, sóng mắt như nước, khuôn mặt thanh tú tựa lưu ly, ngũ quan tịnh xảo như ngọc toát ra nét quyến rũ. Tử Yên nhoẻn miệng cười nhìn Lục Lâm Thiên, nụ cười khuynh thành. Tử Yên nói, Lục trưởng môn, ta mới nhận được tin Lan Lăng Sơn Trang xuất động một chuẩn đế định giữa đường cướp giết, Lục trưởng môn có bị thương không? Lục Lâm Thiên thầm thở dài, tin tức của thiên địa các đúng là đáng sợ thật. Lan Lăng Sơn Trang định xuất động chuẩn đế cướp giết hắn chắc chắn đã phong tỏa tin tức, không ngờ thiên địa các biết hết. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đúng là có gặp nhưng không bị gì, chỉ tiếc hồn anh của bà ta trốn mất. Lục Lâm Thiên không che giấu, sớm muộn gì thiên địa các sẽ biết tin Lan Linh Tôn giả chạy trốn. A, à, mắt Tử Yên hơi thay đổi, ngạc nhiên nhìn kỹ Lục Lâm Thiên nhưng không hỏi nhiều. Tử Yên nói. Lần này Lan Lăng Sơn Trang bị tổn thất nặng nề đây. Lục Lâm Thiên nói. Không dám giấu gì Tử Yên cô nương, ta đến đây vì có chuyện cần nhờ Tử Yên cô nương hỗ trợ. Tử Yên mỉm cười nói. Mời Lục trưởng môn ngồi, chẳng qua là đi Bắc Cung gia tộc, không khó khăn gì. Tử Yên ra hiệu Lục Lâm Thiên ngồi xuống, trong tiểu thính đã chuẩn bị sẵn trà cụ. Tử Yên nói xong bắt đầu pha trà, mùi trà lan tỏa, từng hành động hút hồn người. Thần thái đó tự tiên tuyệt trần. 12 y nhìn Tử Yên, có vẻ nàng đã biết mục đích hắn đến đây. Lục Lâm Thiên yên lòng ngồi xuống, ngắm Tử Yên. Nàng giơ tay nhấc chân phong tư tuyệt vời, nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị hấp hồn. Người Tử Yên tỏa mùi thơm nhạt như lan khiến Lục Lâm Thiên nhớ đến lúc trong huyền thiên mật cảnh cùng Tử Yên dán sát người tiến vào, hương vị đó cũng thơm nức dụ dỗ. Trong khi Lục Lâm Thiên đánh giá thì Lục trưởng môn bưng tách chè xanh đến trước mặt hắn. Cười mỉm chi. Lục trưởng môn nếm thử trà ta mới pha xem thế nào. Áo gấm màu tím, trường sa màu lam mềm cột quanh eo, 3000 tóc tơ rũ một nửa vai, tựa như thác nước đổ xuống khe núi trong đêm trăng. Lục Lâm Thiên nhìn thẫn thờ, nhan sắc này chỉ có 3 nữ nhân vô song, Cảnh Văn, Bạch Linh là so sánh bằng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Trà ngon, Tử Yên cô nương tự tay pha dù là nước trong cũng hồi vị lâu dài.
Từ khi nào Lục trưởng môn cũng biết khéo nói. Tử Yên mỉm cười nói. Lúc này Lục trưởng môn không tọa trấn Phi Linh môn lại đi Bắc cung gia tộc làm gì? Chẳng lẽ Lục trưởng môn muốn mời Bắc cung gia tộc ra tay giúp đỡ sao? Theo ta được biết thì nhóm Bắc cung gia tộc như Lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc sẽ không nhúng tay vào phân tranh nào trên đại lục. Lục Lâm Thiên đáp. Ta đi Bắc cung gia tộc vì có chuyện quan trọng cần làm, không liên quan thiên địa minh, đế đạo minh. Vậy sao? Lục trưởng môn liếc Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn muốn đi Bắc cung gia tộc e rằng có chút rắc rối. Tuy có quan hệ với Bắc cung vô song đại tiểu thư Bắc cung gia tộc nhưng lần trước trong độc cô gia tộc, Lục trưởng môn làm Bắc cung gia tộc mất mặt nhiều. Giờ Lục trưởng môn đi Bắc cung gia tộc phải chuẩn bị tâm lý kỹ. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên, nhẹ nhàng nói. Đã phải đối mặt thì cần trực diện với nó, không sao. Đây chỉ là rắc rối nhỏ, trong lòng Lục Lâm Thiên lo nhất là không thể có được Mộc Hoàng chi khí. Tử Yên nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh hơi tà khí rồi lại có chút kiêu ngạo, kiệt ngạo. Vậy xin chúc Lục trưởng môn thuận buồm xuôi gió. Tử Yên nhớ trong Huyền Thiên bí cảnh, nàng và hắn ôm chặt nhau, dù cách vải áo nhưng đó là lần đầu tiên có nam nhân gần gũi như vậy, dán sát người. Vật thể của hắn cọ vào đùi nàng, nghĩ cảnh đó làm gò má Tử Yên hây hồng. Lục Lâm Thiên nghe vậy mắt lộ tia mừng rỡ. Nói vậy là Tử Yên cô nương định nói địa chỉ cụ thể của Bắc cung gia tộc cho ta biết. Nghe ý Tử Yên nói thì sẽ cho Lục Lâm Thiên biết địa chỉ tỉ mỉ của Bắc cung gia tộc. Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn đích thân đến đây, ta không cách nào từ chối việc này được. Từ chỗ ta đến bên ngoài Bắc cung gia tộc có trùng động không gian. Chỉ mất nửa canh giờ. Hôm nay trời đã tối, hay là Lục trưởng môn nghỉ một đêm ở chỗ ta, sáng sớm ngày mai lại đi. Lục Lâm Thiên nói. Chỉ sợ quấy rầy Tử Yên cô nương. Có trùng động không gian thì ở lại một đêm cũng không sao. Tử Yên cười nói. Tử Yên chịu ở lại là cho Thánh Sơn rạng rỡ hẳn ra, sao nói là quấy rầy được. Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Lâm Thiên cười nói. Không biết Lam Thập Tam có trong Thánh Sơn không? Lần trước ở Tử Vong Thâm Uyên không nói nhiều vài câu được. Tử Yên nở nụ cười rung động hồn người. Lam Thập Tam vừa mới bế quan, hôm nay Lục trưởng môn ở lại đây thì ta sẽ hết sức làm tròn tình địa chủ mang Lục trưởng môn đi thăm phong cảnh Thánh Sơn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Có mỹ nữ như Tử Yên cô nương đi cùng thì sao từ chối được? Tử Yên nói. Lục trưởng môn có các hồng nhan vô song tiểu thư. Cảnh Văn tiểu thư, Hồng Lăng tiểu thư làm bạn, nhan sắc của Tử Yên làm sao sánh bằng. Xin Lục trưởng môn đừng cười Tử Yên. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Ta chỉ nói thật lòng, Tử Yên cô nương rất đẹp. Nếu ta không có hồn ước thì chắc chắn cũng sẽ say mê, dù Tử Yên cô nương không thích thì ta cũng sẽ mặt dày mày dạn quấn quýt. Lục trưởng môn ngày càng biết nói đùa. Ngoài miệng Tử Yên cười trong lòng thì sướng lớn. Đi thôi Lục trưởng môn. Ta mang Lục trưởng môn đi xem phong cảnh Thánh Sơn. Người vào Thánh Sơn của thiên địa các ta tính cả Lục trưởng môn, Cực Lạc Tam Quỷ thì chưa tới 20 người. Lục Lâm Thiên nói. Đúng là phải đi xem thử. Mặt trời ngã về Tây, ánh trăng dần bao phủ khung trời. Trên Thánh Sơn mông lung mây khói tựa như tiên cảnh. Âm quỷ nhìn nhị thiếu gia vui cười với Tử Yên thánh nữ thiên địa các đằng trước, cúi đầu nghi hoặc hỏi Tuyết Sư. Tuyết Sư. Nhị thiếu gia và thánh nữ thiên địa các dường như có quan hệ không đơn giản, có phải là? Tuyết sư nói. Quan hệ không tệ nhưng có kèm cái gì không thì ta không rõ. Dương quỷ trắc mẩm nói. Chắc chắn có gì rồi, người nhìn họ thân mật như thế, không có gì mới lạ. Lệ quỷ khẽ mắng hai người. Hai người bớt nói lung tung đi. Lệ quỷ nhỏ giọng nói. Nhưng ta cảm thấy thánh nữ thiên địa các đúng là rất đẹp. Đời ta qua bao nhiêu nữ nhân nhưng chỉ có một người là nhan sắc ngang ngửa. Dương quỷ hỏi. Đại ca đang nói tới Đông Cung Huyên Diễm Quan Quần Phương. Lệ quỷ nói. Đúng rồi, chỉ có Đông Cung Huyên Diễm Quan Quần Phương ngày xưa mới đẹp bằng. Các người chưa thấy qua người đẹp. Tuyết sư liếc Cực Lạc Tam Quỷ. Vô Song tiểu thư, Cảnh Văn tiểu thư, còn có Bạch Linh Yêu Vương đều không thua gì thánh nữ thiên địa các, chỉ hơn chứ không kém. Hôm nào các ngươi gặp rồi sẽ biết. Âm quỷ hâm mộ nói. Vậy sao, nhị thiếu gia có diễm phúc thật. Dương quỷ nhìn phía trước, nói. Theo ta thấy Tử Yên thánh nữ chắc chắn có ý với nhị thiếu gia, nhưng dường như nhị thiếu gia không biết.
Ai, tiếc thật. Sáng sớm hôm sau, trong sơn mạch Thánh Sơn bao phủ sương mù nhạt. Vù 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 vù. Trong một gian phòng tinh xảo, Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, thở hắt ra khí tọc, khóe môi cong lên nụ cười vừa lòng. Lục Lâm Thiên luyện hóa chân khí cắn nuốt tử vi sinh ngũ tổ, tốc độ tu luyện kiểu này siêu nhanh. Một lát sau, năm người Lục Lâm Thiên, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư đi theo Tử Yên, Kình Linh Vương, đám đông cường giả thiên địa các dẫn dắt vào một mật thất Thánh Sơn. Trong mật thất có một trùng động không gian. Tử Yên nói. Tử Yên, trùng động không gian này trực tiếp vào Vạn Mộc Lâm, phía trước là Bắc Cung gia tộc. Cứ làm theo cách hôm qua ta nói thì Lục trưởng môn không có đi vào Bắc Cung gia tộc. Đa tạ Tử Yên cô nương. Lục Lâm Thiên nói xong đi vào trùng động không gian trước, hơi mất thăng bằng một chút rồi tất cả trở về như cũ. Sâu trong trùng động không gian, xuyên qua dòng khí không gian xung quanh trong tầm mắt là hắc ám bao la vô ngần, đen khiến tim người đập nhanh, sâu thăm thẳm. Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ cũng vào trùng động. Sâu trong trùng động không gian, Lục Lâm Thiên cảm giác được dao động năng lượng cuồng bạo bên ngoài nhưng bị trùng động ngăn cách. Có thể mở ra một con đường trong không gian, đẳng cấp thực lực này quá khủng khiếp. Với thực lực tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên không khó cảm giác ra thực lực của hắn không bao giờ làm được, muốn ngăn cách lực lượng không gian cuồng bạo này là điều không thể. Lục Lâm Thiên quay đầu nói với đám thiên địa các. Các vị, cái từ. Ánh sáng bạc lóe dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn nhanh chóng tiến lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lục Lâm Thiên nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, mau hơn lúc ở bên ngoài gấp mấy chục lần. Một lão nhân hỏi. Thánh nữ, Lục Lâm Thiên đi Bắc Cung gia tộc chẳng lẽ muốn cầu viện Bắc Cung gia tộc đối phó thiên địa minh? Tử Yên nói. Chắc không phải, Bắc Cung gia tộc cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Dù là Lục Đại Nhân Hoàng tộc hay Tứ Đại Thú Hoàng tộc đều bị lệnh cấm hạn chế, chính bọn họ không dám làm trái. Lão nhân nghi hoặc hỏi. Vậy lúc này Lục Lâm Thiên đi Bắc Cung gia tộc làm gì? Mắt Tử Yên hấp háy, dường như biết điều gì. Ta cũng không rõ nhưng hắn đích thân đến, còn đi Bắc Cung gia tộc. Mấy hôm trước trong Thánh Linh Cốc xuất hiện nghịch mệnh hồn quả, Thánh Linh Lão Tổ tự mình ra mặt giết ám u lão quỷ chuẩn đế của Linh Vũ Giới, giờ xem ra có lẽ nghịch mệnh hồn quả cũng rơi vào tay Lục Lâm Thiên. Kình Linh Vương nghi hoặc hỏi. Là sao? Tử Yên liếc Kình Linh Vương. Kình Linh Tôn giả, Thánh Linh Lão Tổ chính là sư tỷ của Thánh Thủ Linh Tôn, tin tức thiên địa các ta biết chuyện này. Thánh Thủ Linh Tôn luôn là thể linh hồn, nghịch mệnh hồn quả xuất hiện làm ta nghĩ đến một điều. Một lão nhân áo vàng hỏi. Thánh nữ nghĩ tới chuyện gì? Tử Yên nói. Đồn rằng nghịch mệnh hồn quả có thể khiến người khởi tử hồi sinh, Hoàng Bác Nhiên hiện là thể linh hồn, Lục Lâm Thiên đi Bắc Cung gia tộc, ta nghĩ không phải cầu viện Bắc Cung gia tộc mà muốn mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc. Chẳng lẽ, Lục Lâm Thiên định phục hồi cho Thánh Thủ Linh Tôn? Lão nhân áo vàng kinh ngạc nói. Thánh Thủ Linh Tôn đã trở thành thể linh hồn, dù có nghịch mệnh hồn quả thì rất khó hoàn toàn phục hồi. Tử Yên nói. Thánh Thủ Linh Tôn muốn phục hồi đúng là không dễ, nhưng cộng thêm mộc hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, đặc biệt là mộc hoàng chi khí trên người Thiên Mộc Thần Thụ thì chưa chắc. Kình Linh Vương rung động nói. Thiên Mộc Thần Thụ, đồn rằng ngày xưa Bắc Cung gia tộc lão tổ dưới Thiên Mộc Thần Thụ đại thành thuộc tính mộc, một hơi xưng đế. Nhờ vào đại thành thuộc tính mộc đẩy Bắc Cung gia tộc chen chân vào Lục Đại Nhân Hoàng tộc. Thiên Mộc Thần Thụ không phải vật bình thường. Kình Linh Vương có biết chút ít về truyền thuyết Bắc Cung gia tộc. Tử Yên nói. Lục Lâm Thiên đích thân đi Bắc Cung gia tộc e rằng vì chuyện này, nếu có được mộc hoàng chi khí thì Thánh Thủ Linh Tôn có khả năng phục hồi, lúc đó Phi Linh Môn sẽ thêm một siêu cường giả. Lão nhân áo xanh nói. Thánh Thủ Linh Tôn không dễ chọc. Ngày xưa ba đại cường giả thế hệ đó thì lực phòng ngự của Huyền Thiên Yêu Tôn là thiên hạ vô song, dựa vào bản thể cường đại và Tử Lôi Huyền Đỉnh bóp nát tu vi giả cùng đẳng cấp dễ như trở bàn tay. Thánh Linh Lão Tổ có linh hồn lực cực kỳ biến thái, cũng có thể dễ dàng giết tu vi giả cùng đẳng cấp. Thánh Thủ Linh Tôn khiến người e ngại nhất, có đủ trận pháp, khống thú, các thủ đoạn kỳ dị, không ai dám chọc. Tử Yên nói, Huyền Thiên Yêu Tôn chết, Thánh Linh Lão Tổ thành đế. Nếu Thánh Thủ Linh Tôn thật sự phục hồi thì báu vật trong tay Lục Lâm Thiên cộng với thiên phú bản thân Thánh Thủ Linh Tôn có lẽ sẽ đột phá thành đế cũng chưa biết chừng. Nếu Thánh Thủ Linh Tôn thành đế thì thực lực của Phi Linh Môn sẽ lại tăng thêm nhiều, cùng với thiên phú khủng bố của Thánh Thủ Linh Tôn, thiên địa minh sẽ thêm một siêu cường địch. Lão nhân áo vàng nói.
phi linh môn nhanh chóng mạnh, thiên địa minh sẽ bị ép điên. Mắt đẹp hấp háy, Tử Yên mỉm cười nói. Lan Lăng Sơn Trang đã sắp điên rồi. Phái Lan Linh Tôn giả cướp giết Lục Lâm Thiên nhưng chỉ hồn anh chạy trốn, tổn thất một cường giả chuẩn đế, hiện tại có lẽ Lan Lăng Sơn Trang đang khóc. Mọi người ngạc nhiên, cho đến nay thiên địa các chưa nhận được tin tức gì. Thánh nữ, tin này có chính xác không? Lan Linh Tôn giả là chuẩn đế. Tử Yên nói. Lục Lâm Thiên vừa mới đi, các ngươi nói xem tin này có chính xác không? Tuy Lan Linh Tôn giả là chuẩn đế nhưng có chuyện gì trong đế đạo minh cũng có đế giả. Chắc trên người Lục Lâm Thiên có thủ đoạn phòng thân, Lan Linh Tôn giả chịu thiệt là bình thường. Đáng tiếc có người Lan Lăng Sơn Trang bị lệnh câm, chỉ đành ngậm bồ hòn. Trong Lan Lăng Sơn Trang, trời vào hạ, sơn mạch xanh biếc, sơn mạch long đi xà vũ. Bốn phía là núi non chập trùng bao la, cây cối rậm rạp. Nhìn bốn phía khắp nơi là màu xanh dày đặc phủ lên dãy núi uốn lượn chập trùng. Sáng sớm, trong sơn mạch Lan Lăng Sơn Trang vang tiếng quát như sấm sét trên bầu trời. Mặc kệ trả giá gì thì Lục Lâm Thiên phải chết, tuyệt đối phải chết. Dã thú chim bay giật mình chạy tứ tán. Xoẹt 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 xoẹt. Sóng sóng không gian dao động, năm bóng người lao ra hiện hình trên đỉnh núi sơn mạch liên miên không dứt. Năm người đứng trong không khí, là năm người Lục Lâm Thiên, Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ mới ra khỏi trùng động không gian. Tuyết Sư nhìn bốn phía. Chủ nhân, là nơi này sao? Đập vào tầm mắt là biển rừng, trong sơn mạch loáng thoáng có tiếng yêu thú. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Chắc là chỗ này. Trong không gian bao la này toàn là rừng cây, gió sớm thổi, biển rừng rào rào, cảnh tượng bừng bừng sức sống chỉ có Vạn Mộc Lâm mà nghĩa phụ Nam Thúc nói. Lệ Quỷ hỏi. Nhị thiếu gia, vậy chúng ta làm sao đi vào Bắc Cung gia tộc? Lục Lâm Thiên nói. Cái này thì đơn giản. Không gian Lục Lâm Thiên nghiêm nghị, hắn phải đến Bắc Cung gia tộc một chuyến bằng được. Thủ ấn thay đổi, một luồng sáng bắn lên cao, sóng không gian chợt lóe, luồng sáng biến mất. Khi sóng không gian dao động trên bầu trời, Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên phi linh môn đến bái phỏng Bắc Cung gia tộc. Thanh âm thản nhiên truyền vào sóng không gian. Thanh âm truyền ra, tiếp theo hết thảy trở về như cũ. Bầu trời yên tĩnh lại, không có phản ứng chút nào. Âm quỷ nhìn bầu trời tĩnh lặng, không kiềm được hỏi. Nhị thiếu gia, tại sao không có động tĩnh? Có phải Bắc Cung gia tộc tự cao là hoàng tai hộc nên coi thường chúng ta? Lục Lâm Thiên nói. Chờ một lát xem. Lục Lâm Thiên không cho rằng Bắc Cung gia tộc sẽ coi thường hắn, ít nhất nên đi ra gặp mặt. Xoẹt. Lục Lâm Thiên mới nói xong sóng không gian trên bầu trời khuếch tán lộ ra đường hầm không gian. Một thanh âm ung dung vang lên. Thì ra là minh chủ đế đạo minh, trưởng môn phi linh môn Lục Lâm Thiên đến Bắc Cung gia tộc ta không biết có chuyện gì. Hơn 10 người bay ra khỏi đường hầm không gian, từng đợt mộc hoàng chi khí mạnh mẽ khuếch tán, cả không gian run rẩy. Lục Lâm Thiên nhìn người đến, trong mười mấy người có vài người là cường giả tôn giai, 10 người khác là tu vi giả vương giai. Ai nấy mặc chiến giáp màu lục, khí vũ hiên ngang. Mộc hoàng chi khí lan tràn khiến người không dám coi thường. Lục Lâm Thiên chắp tay hành lễ. Xin chào đại hộ pháp, tiểu tử đến vì muốn gặp Bắc Cung tộc trưởng. Lục Lâm Thiên quen người đi đầu, là đại hộ pháp Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Nhất nhiều lần gặp gỡ. Bắc Cung Nhất mắt hơi lóe tia sáng. Lục trưởng môn đa lễ, lục trưởng môn muốn gặp tộc trưởng thì phải hỏi tộc trưởng trước mới được. Lục trưởng môn hãy vào trong tộc chờ, ta sẽ đi thông báo tộc trưởng. Bắc Cung Nhất liếc mắt bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư, nói với Lục Lâm Thiên. Mời Lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đa tạ đại hộ pháp. Lục Lâm Thiên phớt lờ các cặp mắt kỳ lạ nhìn mình, hắn đi theo Bắc Cung Nhất vào đường hầm không gian, đi vào Bắc Cung gia tộc. Giây lát ngắn ngủi, sóng không gian chợt lóe, năm người xuất hiện tại cánh cửa không gian yên tĩnh. Trong không gian đem lại cảm giác bình yên chất chứa tang thương. Trong không gian có tường trắng, ngói xanh, cửa gỗ, đường lát đá, gỗ điêu. Tất cả như thơ như họa, những kiến trúc cổ tựa như tuyên cổ trường tồn sừng sững trong không gian này. Lục Lâm Thiên thì thào. Đây là một trong lục đại nhân hoàng tộc, Bắc Cung gia sao? Lục Lâm Thiên hiện ra, quan sát thấy nhìn hơi thở mịt mờ như ẩn như hiện rơi vào người mình, hắn không để bụng. Uy nhiếp mạnh quá. Ngược lại Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư.
với tu vi của bốn người vô hình chung bị ức chế trong không gian này. Hơi thở không chỗ không ở, từng giây từng phút ảnh hưởng chân khí, yêu nguyên trong cơ thể bọn họ. Trong không gian, Bắc Cung Nhất nói. Mời Lục trưởng môn theo ta. Lục Lâm Thiên gật đầu đi theo sau lưng Bắc Cung Nhất. Cực Lạc Tam Quỷ đi sau, trong Bắc Cung gia tộc không dám cản rỡ. Bắc Cung gia tộc không tầm thường. Lục Lâm Thiên dọc đường đi qua nhiều đường lát đá, không có nhiều người ngoài ra vào Bắc Cung gia tộc. Thấy người ngoài vào, nhiều người bị hấp dẫn đến. Chắc đó là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên. Vị hôn phu bên ngoài của Vô Song tiểu thư, trưởng môn Phi Linh môn Lục Lâm Thiên gia là người này. Đừng coi thường hắn, nghe nói trong Độc Cô gia tộc, Bắc Cung Ngọc, Độc Cô Trường Phàm của Độc Cô gia tộc hợp sức cũng không đánh lại hắn. Hai người hợp tác nhưng thua trong tay Lục Lâm Thiên. Không thể nào, người bên ngoài làm sao đánh bại được thống soái Bắc Cung Ngọc. Đồn bậy phải không? Không tin thì thôi, là trưởng lão trở về từ Độc Cô gia tộc bảo vậy. Lục Lâm Thiên không chỉ rất oách đánh bại Bắc Cung Ngọc còn luyện chế ra đan dược chuẩn đế phẩm. Quan trọng nhất là lĩnh ngộ ra thuộc tính mới. Lĩnh ngộ ra thuộc tính mới, thế chẳng phải giống như Bắc Cung gia tộc lão tổ ta sao? Nếu đại thành thuộc tính mới thì có thể đặt chân vào hoàng tộc mới. Nhìn bóng dáng Lục Lâm Thiên, đám người từ xa Bắc Cung gia tộc tụ tập lại xì sầm khe khẽ, những cặp mắt chỉ nhìn hắn đăm đăm. Lát sau Bắc Cung Nhất đưa 5 người Lục Lâm Thiên đến một đình viện cổ xưa tinh xảo. Lục trưởng môn hãy chờ tại đây đi. Lục Lâm Thiên hỏi. Xin nhờ đại hộ pháp, cho hỏi Vô Song có trở về Bắc Cung gia chưa? Bắc Cung Nhất không giấu giếm. Vì biết quan hệ của tiểu thư và Lục Lâm Thiên. Mới trước đó có tin Vô Song tiểu thư còn trong thần điện Độc Cô gia. Bắc Cung Nhất xin phép rời đi, để Lục Lâm Thiên chờ tại đây. Sau khi Bắc Cung Nhất đi, Lệ Quỷ nhỏ giọng nói. Nhị thiếu gia, trong Bắc Cung gia tộc có nhiều cường giả thật. Lệ Quỷ cảm giác không gian chứa nhiều hơi thở mịt mờ. Lục Lâm Thiên nói. Bắc Cung gia tộc. Một trong lục đại nhân hoàng tộc nên tất nhiên có nhiều cường giả. Bắc Cung gia tộc là một trong mấy gia tộc bí ẩn nhất trên đại lục, có thể tưởng tượng thực lực của nó thế nào. Những thế lực này mới là mạnh nhất trên đại lục, đáng tiếc các gia tộc này không xuất thế. Lục Lâm Thiên không biết là các gia tộc không muốn xuất thế hay có lý do khác. Tuyết Sư hỏi. Chủ nhân, tộc trưởng Độc Cô gia tộc có chịu gặp chủ nhân không? Nếu Vô Song tiểu thư ở thì sẽ đơn giản hơn. Lục Lâm Thiên nói, có gặp hay không chờ lúc đó sẽ biết, chúng ta cứ đợi đi. Lục Lâm Thiên đánh giá đình viện, tất cả cực kỳ cổ kính đơn giản, dọc đường đi hắn có quan sát. Trong Bắc Cung gia tộc khá đơn giản, đường đường là Bắc Cung gia tộc nhưng giản dị hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng, nhưng số lượng cường giả trong này thì rất đông. Trong một đình viện màu trắng tinh xảo như không tồn tại trong thời gian này, hiện tại một thân hình vạm vỡ và một người mặc trường sam màu xanh đang ngồi. Thân hình vạm vỡ khoảng 50 tuổi, cực kỳ to lớn, đường nét khuôn mặt lập thể, anh khí khiếp người, mắt sâu thẳm như ngôi sao sáng nhất chân trời. Người đó tùy ý ngồi, khí thế đã như hòa cùng không gian này. Người áo xanh cũng chừng 50 tuổi, khí thế che giấu, không khó nhìn ra cũng không phải kẻ yếu. Người áo xanh cung kính trước người vạm vỡ. Ngoài đình viện vọng vào thanh âm vội vàng. Tộc trưởng, người ảm vỡ ngước mắt lên. Đại hộ pháp. Có chuyện gì mà bối rối vậy? Vào đi. Hơi thở Bắc Cung Nhất vội vã, từ xa đã bị người vạm vỡ phát hiện. Bắc Cung Nhất vừa vào phòng nhỏ liền hành lễ với hai người. Kính chào tộc trưởng, kính chào thành chủ. Bắc Cung Nhất nói với người vạm vỡ, tộc trưởng, tiểu tử Lục Lâm Thiên đến. Người vạm vỡ ánh mắt nghi hoặc hỏi. À, tiểu tử này đến Bắc Cung gia ta làm gì? Lão nhân mặc trường sam màu xanh mắt lóe tia sáng ngời. Đại hộ pháp, người đến là vị hôn phu của Vô Song, minh chủ Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên. Bắc Cung Nhất gật đầu nói. Khởi bẩm thành chủ, đúng là vị hôn phu của Vô Song tiểu thư, minh chủ đế đạo minh, Lục Lâm Thiên. Lão nhân áo xanh ánh mắt nghi hoặc. Nghe nói Lục Lâm Thiên này linh vũ song tu, lần trước trong Độc Cô gia tộc đã đánh bại tộc trưởng, Độc Cô Trường Phàm Liên Hợp, còn lĩnh ngộ thuộc tính mới, luyện chế ra đan dược chuẩn đế phẩm. Tiểu tử này thật sự biến thái như vậy sao? Người ngoài mà biến thái như thế khiến lão nhân áo xanh rất nghi ngờ tin đồn. Bắc Cung Nhất cười khổ nói. Ta thấy tận mắt, đúng là vậy, Lục Lâm Thiên rất khủng bố. Lão nhân áo xanh mắt lóe tia sáng,
khí thế khuếch tán. Thật sự là vậy, nếu đã đến Độc Cô gia tộc ta, tiểu tử này lại là vị hôn phu bên ngoài của Vô Song thì ta muốn thử thực lực của hắn xem. Nếu danh bất hư truyền thì ta không còn gì để nói, nếu tiểu tử này chỉ có cái tiếng, ta là người thứ nhất phản đối. Đừng nói tộc quy không thể tùy tiện phá, muốn cưới người Bắc Cung gia tộc phải có tài thật sự. Người vạm vỡ mỉm cười nói. Diễn Siêu lão đệ muốn thử tài Lục Lâm Thiên sao? Lão nhân áo xanh nói. Nếu tộc trưởng không có ý kiến gì thì ta sẽ đi thử thực lực của tiểu tử đó, cũng thử nghiệm trước cho tộc trưởng. Không thì e rằng mấy lão ngoan cố trong tộc sẽ không đô ằng ý. Người vạm vỡ phất trường bào, khóe môi cong lên, khí phách vô hình lan tràn ra. Diễn Siêu lão đệ muốn thử một lần vậy cứ việc thử thực lực của tiểu tử kia, nhìn xem là danh bất hư truyền hay tốt mã rẻ cùi. Ta cũng muốn nhìn xem người mà nữ nhi của ta nhìn chúng rốt cuộc bất phàm cỡ nào, tin đồn không bằng thấy tận mắt, để xem tiểu tử này mạnh đến đâu. Bắc Cung Nhất nghi hoặc hỏi. Tộc trưởng cũng định đích thân đi sao? Người vạm vỡ cười nói, bá khí toát ra. Đúng vậy, ta phải nhìn xem ánh mắt của nữ nhi mình thế nào, tiểu tử này dám tới cửa làm sao ta không đi gặp được. Nữ tế tương lai đến cửa, gã là nhạc phụ tương lai phải đi xem mới được. Bắc Cung Nhất bất đắc dĩ cười, nhìn hướng lão nhân áo xanh. Thành chủ nếu nhất quyết muốn thử nghiệm thực lực của Lục Lâm Thiên thì nhớ cẩn thận chút. Lão nhân áo xanh mỉm cười nói. Đại hộ pháp yên tâm, nể mặt Vô Song nên ta sẽ không đẻ tiểu tử kia quá xấu hổ, ta tự biết chừng mực. Bắc Cung Nhất cười cười. Thành chủ hiểu lầm. Bắc Cung Nhất bất đắc dĩ nói với lão nhân áo xanh. Ta muốn nhắc nhở thành chủ rằng thực lực Lục Lâm Thiên cực mạnh, thủ đoạn rất kỳ dị. Tuy thành chủ thực lực cường đại nhưng ta mới nhận được tin trong Tử Vong Thâm Uyên, một phú tôn cửu trọng của Hắc Sát giáo một chiêu bị Lục Lâm Thiên đánh chết. Thành chủ lỡ sơ sẩy thua trong tay Lục Lâm Thiên thì không hay. Lão nhân áo xanh bị ký nóng lên. Ta mà thua vào tay tiểu tử đó. Bắc Cung Nhất, người quá xem trọng tiểu tử kia rồi, nếu hắn có thể thắng được ta thì ai dám phản hôn sự của Vô Song và hắn, ta sẽ là người phản đối đầu tiên. Nhưng nếu hắn không thắng được ta thì ta là người trước tiên không đồng ý hôn sự của Vô Song và hắn. Một tiểu tử bên ngoài mới tu luyện bao lâu, tuy bảo là linh vũ song tu, thiên phú tuyệt đỉnh nhưng lão đường đường là Mộc Hoàng thành chủ của Bắc Cung gia tộc, hậu kỳ vũ tôn cửu trọng, tu vi gần đến đỉnh. Lão dựa vào Mộc Hoàng chi khí của Bắc Cung gia tộc, bên ngoài lão có thể trực tiếp đối kháng với tu vi giả một chân bước vào đẳng cấp tôn giai, lão mà thua tiểu tử Lục Lâm Thiên đó thì còn mặt mũi gì. Người vạm vỡ mỉm cười nói. Diễn Siêu lão đệ đi trước thử nghiệm xem, ta sẽ đến sau. Tộc trưởng, vậy ta đi trước, yên tâm, nghĩ tình Vô Song nên ta sẽ không cho hắn ăn nhiều đau khổ. Lão nhân áo xanh nói xong nổi giận đùng đùng vì bị Bắc Cung Nhất chọc tức ra khỏi đình viện. Bắc Cung Nhất nhìn lão nhân áo xanh rời đi, hỏi người vạm vỡ. Tộc trưởng nói xem thành chủ có thể thắng được Lục Lâm Thiên không? Người vạm vỡ nói. Ta chưa thấy tận mắt thực lực của Lục Lâm Thiên, nhưng thực lực tu vi của Diễn Siêu thì có thể trực tiếp đối kháng với tu vi giả một chân bước vào đẳng cấp tôn giai, bên ngoài, Lục Lâm Thiên khó thể đánh lại. Nếu Lục Lâm Thiên có thể đấu ngang tay thì những lão nhân trong tộc sẽ không có lý do gì phản đối hôn sự của tiểu tử kia và Vô Song. Người này chính là tộc trưởng hiện tại của Bắc Cung gia tộc, một trong cự phách thật sự trên đại lục, Bắc Cung Kình Thương dậm chân một cái là đại lục sẽ rung rinh mấy cái, là siêu bá chủ. Những lão nhân trong tộc hơi bảo thủ, nhưng sau khi Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ thuộc tính mới thì ta nghe đâu nhiều lão nhân trong tộc đã hơi dao động. Bắc Cung Nhất nhíu mày nói. Nhưng lần trước trong Độc Cô gia Bắc Cung Ngọc bị Lục Lâm Thiên đánh bại, Mộc Long Tiên bị Lục Lâm Thiên cướp đi khiến nhiều trưởng lão lòng bất mãn, cho rằng tiểu tử Lục Lâm Thiên làm Bắc Cung gia tộc mất mặt. Lần này Lục Lâm Thiên đến đây, e rằng đám trưởng lão sẽ không bỏ qua. Chuyện này không thể trách các trưởng lão. Tiểu tử Lục Lâm Thiên đúng là hơi kiệt ngạo quá ư MCS. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Cho hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Bắc Cung Nhất mắt lóe tia sáng. Ý của tộc trưởng là. Ăn chú ta đau khổ mới có lợi cho tiểu tử kia. Bắc Cung Kình Thương phất trường bào, mắt tràn đầy khí phách. Hơn nữa nữ nhi của Bắc Cung Kình Thương ta không dễ cưới. Muốn cưới nữ nhi Bắc Cung Kình Thương ta nói miệng không bằng chứng, phải có tài thật sự mới được. Bắc Cung Nhất nghe vậy cười khổ nói. Tộc trưởng, thành chủ đã đi, có phải chúng ta cũng nên đi xem thử? Đi,
nhìn xem tiểu tử này có thực lực gì. Bắc Cung Kình Thương biến mất tại chỗ. Trong đình viện, Lục Lâm Thiên ngồi chờ Bắc Cung Nhất thông báo. Đã đến đây rồi phải lấy lục trung của Bắc Cung gia tộc bằng được, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn còn đang chờ hắn trở lại. Sau khi có được Mộc Hoàng chi khí thì sư phụ cũng sẽ có cơ hội phục hồi. Cực Lạc Tam Quỷ quan sát bốn phía. Trong Bắc Cung gia tộc đơn giản thật. Mọi thứ trong Bắc Cung gia tộc làm bọn họ khá bất ngờ. Lan Lăng Sơn Trang kinh thán. Năng lượng thiên địa trong này đậm đặc, tu luyện tại đây nhanh hơn nhiều, một chỗ tốt. Lục Lâm Thiên ngước đầu lên. Có người tới. Tinh thần Lục Lâm Thiên quan sát biết có cường giả đến. Ánh mắt Cực Lạc Tam Quỷ ngạc nhiên, thầm than thực lực của nhị thiếu gia lại mạnh lên nhiều, ít ra bọn họ không hay biết có người đến. Trong khi Tam Quỷ ngạc nhiên, trên bầu trời vang tiếng quát to. Ai là Lục Lâm Thiên? Lục Lâm Thiên nhíu mày, nghe thanh âm này có vẻ không ý tốt. Bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, bọn họ nghe ra giọng điệu người đến gay gắt. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Đi ra ngoài xem thử. Lục Lâm Thiên bước ra đình viện. Bên ngoài đình viện, một người áo xanh đứng trên cao. Lục Lâm Thiên nhìn sang, mắt lóe tia sáng. Người này chừng 50 tuổi, tuy che giấu hơi thở nhưng vô hình trung toát ra khí thế làm lòng run sợ. Hậu kỳ vũ tôn cửu trọng nhưng chưa tới đỉnh. Lục Lâm Thiên nhìn ra đẳng cấp tu vi của người này, tuy che giấu hơi thở nhưng hắn không khó nhận ra. Mạnh quá! Ba người Cực Lạc Tam Quỷ trước mặt lão nhân áo xanh vô hình trung bị hơi thở kỳ dị ảnh hưởng, chân khí trong người sắp đông lại, không thể xóa bỏ cảm giác này. Lão nhân áo xanh đứng trên cao nhìn, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư. Tiểu tử, ngươi là Lục Lâm Thiên. Hơi thở của Tuyết Sư là yêu thú, Cực Lạc Tam Quỷ toàn người già, cuối cùng lão nhân áo xanh ngừng lại trên người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt lão nhân áo xanh hơi nghi hạo. Lão không nhìn thấu bất cứ hơi thở nào của người này, rất kỳ dị. Lục Lâm Thiên chắp tay gật đầu nói. Đúng là tại hạ, không biết các hạ là ai. Người trong Bắc Cung gia tộc tất nhiên là người Bắc Cung gia, nhìn khí thế của người này e rằng có địa vị khá cao trong Bắc Cung gia tộc, ít nhất là cường giả địa vị cỡ trưởng lão. Lục Lâm Thiên không dám thất lễ. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Lâm Thiên. Là ngươi thì hay, muốn biết ta là ai vậy phải xem ngươi có thực lực đó không. Ra tay đi, thắng ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai, nếu không thắng ta được thì ta sẽ ném ngươi ra Bắc Cung ra ngay. Là thành chủ thành Mộc Hoàng. Dường như thành chủ muốn đánh nhau với Lục Lâm Thiên. Nên dạy Lục Lâm Thiên bài học, nghe nói lần trước Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh bại thống soái Bắc Cung Ngọc, rất là vinh váo. Lão nhân áo xanh đến, khí thế mạnh mẽ khuếch tán khiến nhiều người Bắc Cung gia tộc chú ý. Trong không trung phía xa nhanh chóng tụ tập nhiều người đứng xem. Lục Lâm Thiên nhìn lão nhân áo xanh, thái độ không tiện không kiêu. Tiểu tử chỉ đến bái phỏng Bắc Cung gia tộc, nếu đánh nhau với tiền bối e rằng hơi thất lễ độ. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm dự cảm đến đây sẽ đỡ upsilon.ng phải rắc rối nhưng không ngờ phiền phức tìm đến mau vậy. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử nói nhiều điều vớ vẩn làm gì, ngươi không đánh thì ta vẫn ném ngươi ra Bắc Cung gia tộc. Mộc Hoàng chi khí thổi quét không gian. Lão nhân áo xanh trầm giọng nói. Bắc Cung gia tộc ta không phải ai đều có thể tiến vào, muốn chứng minh ngươi có tư cách này thì phải lấy ra thực lực của mình đi. Lục Lâm Thiên nghe vậy con ngươi co rút, khóe môi cong lên cười khổ, chân khí khẽ rung động. Lục Lâm Thiên ngước lên nói. Nếu vậy thì xin nhờ tiền bối nương tay cho. Lão nhân áo xanh quát to. Ai thèm nương tay với ngươi? Nếu ngươi thua thì đừng trách ta ném ngươi ra Bắc Cung gia tộc. Vũ tôn bát trọng, không tệ. Lúc này chân khí của Lục Lâm Thiên phát ra, lão nhân áo xanh quan sát được tu vi của hắn là vũ tôn bát trọng, mắt lão lóe tia sáng. Lão nhân áo xanh cứ châm chích gợi lên lòng kiêu ngạo của Lục Lâm Thiên, trong tình huống này thì hắn không nhịn nữa. Muốn chứng minh bản thân thì phải lấy ra thực lực trấn nhiếp, có bao nhiêu thực lực sẽ được đãi ngộ bấy nhiêu, trên đời này hết thảy đều như thế. Tiền bối muốn đá ta ra khỏi Bắc Cung gia tộc e rằng không được. Dứt lời có hơi thở vô hình toát ra từ người Lục Lâm Thiên bắn lên trời cao, hắn bá đạo nói. Tiền bối ra tay đi, ở trong Bắc Cung gia tộc nên để biểu thị kính ý của tiểu tử xin nhường tiền bối một chiêu. Lão nhân áo xanh nghe Lục Lâm Thiên nói thì ngạc nhiên rồi cười phá lên. Ha ha ha, tu vi vũ tôn bát trọng mà bảo là nhường lão một chiêu.
Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Tiểu tử vênh váo, trước mặt ta mà dám nói lời như thế, người là người đầu tiên. Lão nhân áo xanh dẫm hư không, không gian quanh thân nứt rạn, chân khí thuộc tính mộc hùng dũng và mộc hoàng chi khí lấy lão nhân áo xanh làm trung tâm bộc phát ra hình thành bão tố lớn. Bão tố bao phủ không gian, vào giây phút này không gian run bần bật. Sóng không gian xung quanh vỡ từng tấc, mắt thường khó nhìn thấu vào. Khí thế này làm ba người Cực Lạc Tam Quỷ mặt tái xanh, xúc động muốn quỳ rạp xuống đất. Con người Lục Lâm Thiên co rút, tuy lão nhân áo xanh là tu vi hậu kỳ vũ tôn cửu trọng nhưng so với cường giả bên ngoài thì mạnh hơn Tật Phong tôn giả của đảo Khôn Dương lúc trước hắn gặp nhiều. Chỉ bằng vào tu vi và mộc hoàng chi khí đã tạo ra uy áp năng lượng khổng lồ như thế, thực lực không yếu, không uổng là cường giả Bắc Cung gia tộc. Lục Lâm Thiên nhìn lão nhân áo xanh đứng trên trời gây ra động tĩnh không tầm thường, mắt hắn dâng lên kiêu ngạo. Đột nhiên Lục Lâm Thiên phất trường bào màu xanh, kình phong mạnh mẽ hình thành trên mặt đất. Lục Lâm Thiên dẫm đất, ánh sáng vàng chợt lóe thổi cho bụi dưới đất bay tứ phía. Lục Lâm Thiên như luồng sáng bắn lên cao, khí thế cường đại khuếch tán. Lục Lâm Thiên quát to. Mộc hoàng chi khí của tiền bối đúng là bất phàm nhưng vô dụng với ta, mời tiền bối. Bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư đã tự động thụt lùi một chút. Đối diện cường giả Thánh Linh Cốc này ba người Cực Lạc Tam Quỷ không dám hó hé, chân khí trong người bị ức chế liền biết không phải đối thủ, tự thể nghiệm hoàng tộc bất phàm. Lão nhân áo xanh đang thắc mắc tại sao mộc hoàng chi khí của mình không tạo thành ảnh hưởng cho Lục Lâm Thiên trước mắt, nghe hắn nói xong lão bị khí hơi nóng lên. Tiểu tử rất kiêu ngạo, vậy sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Lão nhân áo xanh hét xong trong vòng xoáy bão năng lượng thuộc tính mọc lão như sao băng vọt ra, chớp mắt xé gió đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, hãy lấy thực lực của ngươi ra chứng minh bản thân đi. Vù 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 vù. Cột sáng chân khí trong tay lão nhân áo xanh bắn ra như cái nỏ, uy áp mộc hoàng chi khí cường đại ức chế. Cột sáng chân khí xuyên qua không gian. Nơi cột sáng xẹt qua mang theo một khe nứt không gian đen ngòm trong khoảnh khắc đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Dọc đường đi không gian vỡ thành hư không. Lục Lâm Thiên nhìn cột sáng chân khí xuyên qua không gian ập đến, kinh khí ngập trời làm rát ra, mắt hắn lóe tia sáng. Khí thế kỳ dị khuếch tán từ người Lục Lâm Thiên đồng hóa sóng không gian, bỗng chốc hắn biến mất tại chỗ. Bùm! Một cột sáng chân khí của lão nhân áo xanh đánh hụt đỡ Upsilon.NG vào không gian Lục Lâm Thiên vừa đứng, không gian bị chấn nát như bom nổ, không gian xốc lên các lỗ đen hư không to lớn. Kình khí ngập trời thành đường vòng cung khuếch tán. Trong không trung phía xa, Bắc Cung Kình Thương đứng lơ lửng, khí thế quanh thân như ẩn như hiện hòa thành một với không gian. Ủa, hình như tiểu tử này vừa mới thi triển thiên phú của hoàng tộc Bạch Hổ thì phải, ta nhìn lầm rồi sao? Một chiêu đánh hụt, lão nhân áo xanh nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt chất chứa nghi hoặc. Tốc độ nhanh quá. Tốc độ của Lục Lâm Thiên vượt qua dự đoán của lão nhân áo xanh. Bên dưới, ba người Cực Lạc Tam Quỷ biểu tình ngạc nhiên. Tốc độ của nhị thiếu gia quá đáng sợ. Dựa vào tốc độ khủng bố này nhị thiếu gia có thể giết rất nhiều cường giả tôn giai cửu trọng. Vèo. Kinh khí xung quanh tan biến, ánh sáng vàng trong không gian vừa vỡ vụn chợt lóe. Thân hình mặc áo giáp xanh hiện ra. Áo giáp thanh linh bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên, hắn cười tủm tỉm hiện ra trong tầm mắt lão nhân áo xanh. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Tiền bối, một chiêu đã qua, tiếp theo vãn bối sẽ không khách sáo. Môi Lục Lâm Thiên treo nụ cười như thể không thèm để lão nhân áo xanh vào mắt. Lục Lâm Thiên biết Bắc Cung gia tộc cường đại, nhưng lục đại hoàng tộc như Bắc Cung gia tộc cường đại dựa vào lớn nhất là năng lượng hoàng khí của bản thân. Hoàng khí trên người các hoàng tộc có thể tạo thành uy áp lớn với người, ảnh hưởng người đó quỳ rạp trước mình, nên mới có vẻ đặc biệt cường đại. Người bình thường đỡ Upsilon.NG phải lục đại nhân hoàng tộc đều chịu ảnh hưởng, càng tôn lên lục đại hoàng tộc bất phàm. Nhưng ở trước mặt Lục Lâm Thiên thì hoàng khí gì đều vô dụng. Vốn hoàng khí ít nhiều gì ức chế được Lục Lâm Thiên nhưng từ khi hắn lĩnh ngộ thuộc tính kim thì hoàng khí nào cũng không thể áp chế hắn nữa. Lục Lâm Thiên không bị mộc hoàng chi khí ức chế, hắn càng không để lão nhân áo xanh trong lòng, cùng lắm ở trước mặt hắn thì lão chỉ mạnh hơn cường giả hậu kỳ vũ tôn cửu trọng bên ngoài một chút. Tuy lão nhân áo xanh rất mạnh nhưng không đến mức Lục Lâm Thiên không đánh lại. Ánh mắt lão nhân áo xanh âm trầm. Tiểu tử có chút bản lĩnh nhưng chưa đủ. Một chiêu đánh hụt khiến lão nhân áo xanh không dám xem thường Lục Lâm Thiên,
tinh thần dao động, chân khí ngập trời tràn ra, lão nhân áo xanh lại lao vào hắn. Lục Lâm Thiên ngước đầu, khóe môi cong lên, phất tay một cái. Không gian thuộc tính thổ khuếch tán. Trong không gian thuộc tính thổ, tốc độ của lão nhân áo xanh bị ảnh hưởng lớn. Không gian thuộc tính thổ khuếch tán chớp mắt bao phủ quanh lão nhân áo xanh, lực lượng dày nặng lan tràn bao bọc lão nhân áo xanh vào trong đó. Xoẹ! Trong khoảnh khắc đột nhiên mất thăng bằng làm lão nhân áo xanh đang đà lao tới chợt run lên, lực công kích dày nặng liên miên không dứt đè lên người lão. Lão nhân áo xanh biến sắc mặt, lão không ngờ năng lượng thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ đến trình độ cường đại như vậy. Tuy lão nhân áo xanh chịu ảnh hưởng nhưng chân khí thuộc tính mộc ngập trời và năng lượng thiên địa thuộc tính mộc thổi quét, lão ổn định lại thân hình ngay. Tay lão nhân áo xanh kết thủ ấn, chân khí thuộc tính mộc trong người nhanh chóng tuôn ra, kéo theo năng lượng thiên địa thuộc tính mộc rồi rào tụ thành vòng xoáy năng lượng khổng lồ giữa không trung trước mặt lão nhân áo xanh. Trong vòng xoáy từng đợt uy áp chấn nhiếp thiên địa hùng hồn khuếch tán. Chỉ trong khoảnh khắc trong không gian thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên ánh sáng lục ngút trời chấn vỡ không gian thuộc tính thổ của hắn, nguyên sóng không gian rung rinh. Lục Lâm Thiên lảo đảo run người, biểu tình kinh ngạc nói. Mộc khắc thổ, hèn gì? Lão nhân áo xanh thật sự không tầm thường, mạnh hơn tu vi giả cùng đẳng cấp bên ngoài rất nhiều. Quan trọng nhất là tuy lão nhân áo xanh không hiểu tương khắc vô hình nhưng tự nhiên thuộc tính mộc có thể khắc chế thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên, hắn ít nhiều gì bị ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên thi triển thuộc tính thổ ngược lại tăng thêm sức mạnh cho thuộc tính mộc. Thủ ấn trong tay lão nhân áo xanh lại thay đổi, lão quát to. Mộc hoàng địa hổ quyền. Vòng xoáy năng lượng ánh sáng lục trước mặt lão nhân áo xanh nổ tung, trong giây lát cực kỳ quỷ dị biến thành một con cọp to màu lục gầm giống. Growl. Cự hổ có màu xanh biếc liên tục gầm giống chấn động không trung rung rinh, mép thân hình khổng lồ, khe nứt đen ngòm lộ rõ. Cự hổ lao nhanh va chạm vào Lục Lâm Thiên ngay. Cùng lúc đó biểu tình Lục Lâm Thiên trầm trọng kết ra thủ ấn kỳ dị. Linh Vũ Quyết. Từng đường cong vô cùng huyền ảo xẹt qua mơ hồ kéo theo tàn ảnh, nhìn chậm nhưng thật ra nhanh như tia chớp. Một quyền ấn oanh kích đỡ upsilon.ng mạnh vào con cọp to màu lục. Âm 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 âm. Quyền ấn và cự hổ va chạm, không trung bị chấn tan nát lộ ra khe nứt rộng mấy chục thước, lan tràn với tốc độ đáng sợ. Quyền ấn của Lục Lâm Thiên và cự hổ màu lục nứt dạn tan vỡ, quảng trường rung bần bật như bị động đất, lực lượng đáng sợ nổ tung tựa cơn lũ trút xuống. Rầm. Không gian bốn phía đều dạn vỡ, lực lượng không gì phá nổi phóng lên cáo. Không gian to lớn vỡ ra từng tấc, lực lượng ngập trời mạnh mẽ ập vào người Lục Lâm Thiên. Lão nhân áo xanh đẩy lão lùi lại mấy bước. Vù 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 vù. Trong kình khí khủng bố, lực lượng ngập trời mạnh mẽ giáng xuống. Thân hình Lục Lâm Thiên như được miễn dịch không hề sợ hãi lực lượng mạnh khủng khiếp này. Lục Lâm Thiên không lùi ngược lại tiến lên, khóe môi cong lên kỳ dị xông lên. Giờ phút này, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Khi lão nhân áo xanh bị đẩy lùi thì một quyền ấn tàn ảnh trong không trung bắn ra mang theo công kích linh hồn mạnh mẽ ập đến bay tới trước mặt lão nhân áo xanh. Công kích linh hồn, nguy rồi. Ánh mắt lão nhân áo xanh âm trầm, tốc độ quá nhanh, lão không cảnh giác đề phòng trước. Công kích linh hồn đánh vào người, lão nhân áo xanh lảo đảo lùi vài bước. Linh hồn lực hiện tại của Lục Lâm Thiên mà công kích có thể làm lão nhân áo xanh bị ảnh hưởng ngay. Vèo. Chớp mắt Lục Lâm Thiên đến trước mặt lão nhân áo xanh, môi treo nụ cười kỳ dị. Công kích linh hồn làm lão nhân áo xanh chịu ảnh hưởng, nhưng lão không uổng là cường giả Bắc Cung gia tộc, chỉ giây lát liền lấy lại tinh thần. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt mình, biểu tình ngạc nhiên biến sắc, lão vội vàng lùi ra ngay. Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị trước. Thời gian loạn. Hơi thở kỳ dị vô hình khuếch tán từ người Lục Lâm Thiên. Sóng không gian mắt thường khó thấy lan tỏa nhanh như tia chớp lan trong không gian bao lại lão nhân áo xanh. Với sóng không gian mắt thường khó thấy trực tiếp bao phủ, đồng hóa sóng không gian. Chỉ một thoáng ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh sợ, lòng tràn đầy bất an, hoảng hốt rồi lại không nói rõ được. Cùng lúc đó không trung phía xa, nhiều người Bắc Cung gia tộc kinh ngạc nhìn thân hình thành chủ khựng lại một giây. Cái loại đóng băng này chỉ có tu vi giả trên tôn giai cao trọng mới cảm nhận được. Dù là tu vi thực lực đẳng cấp tôn giai thấp cũng không cách nào nhìn ra. Bắc Cung Kình Thương ở phía xa trong mắt càng khó hiểu hơn. A, thật sự liên quan đến hoàng tộc Bạch Hổ sao? Trong lòng lão nhân áo xanh chỉ hoảng loạn giây lát rồi biến mất, lão thấy Lục Lâm Thiên lại đến trước mặt,
lão hoàn toàn không biết hắn làm sao xuất hiện. Người ở trong cuộc, biến đổi vừa rồi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lão nhân áo xanh không hay biết mới rồi lão vô hình chung bị thời gian loạn của Lục Lâm Thiên ảnh hưởng, khoảnh khắc vừa rồi hắn ảnh hưởng làm lệch thời gian gấp 30 lần. Tuy chỉ một giây ngắn ngủi, thậm chí không tới một giây nhưng quá đủ để Lục Lâm Thiên chớp mắt đến trước mặt lão nhân áo xanh. Uy lực thời gian loạn gấp 30 lần khiến Lục Lâm Thiên kinh thán, lòng rất mừng rỡ. Lệch thời gian gấp 30 lần, đánh bất ngờ thì ai cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thời gian loạn gấp 30 lần ảnh hưởng, Lục Lâm Thiên mừng như điên nhưng không ảnh hưởng hắn ra tay. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, kim khắc mộc. Lục Lâm Thiên vừa xuất hiện lập tức người bắn ra ánh sáng vàng phóng lên cao. Ánh sáng vàng chói lòa, cả không gian rộng lớn bị nhuộm sắc vàng. Trong không trung có năng lượng thuộc tính kim đầy trời lặng lẽ gom lại. Trong năng lượng thuộc tính kim ngập trời bắn ra một trường ấn lấp lánh ánh sáng vàng đè xuống lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh thầm la. Nguy rồi. Lúc này muốn thoát thân đã không kịp. Từ bao giờ quanh người lão nhân áo xanh bị lực lượng quái dị bao trùm. Lực lượng kỳ dị vô hình chung ảnh hưởng chân khí thuộc tính mộc trong người lão nhân áo xanh, mộc hoàng chi khí cũng khó thể ngăn cản lực lượng kỳ dị này. Cùng lúc đó, dưới trưởng ấn màu vàng, khí thế tiêu sát sắc bén bao phủ làm lão nhân áo xanh không thoát ra được, giây lát ngắn ngủi đã bị đè chặt. Hết thảy nói rất dài dòng nhưng thật ra chỉ trong chớp mắt. Chân khí thuộc tính kia em trong tay Lục Lâm Thiên có một trưởng ấn chớp mắt rơi xuống vai lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nhìn trưởng giáng xuống nhưng không kịp chạy ra, khoảnh khắc kình khí sắc bén đã đổ xuống cơ thể lão. Cự lực đập mạnh, lão nhân áo xanh không thể đối kháng, khí lưu quanh thân rung lên chấn động không gian quanh thân xuất hiện khe nứt đen ngòm. Lão nhân áo xanh như chim gãy cánh từ giữa không trung rớt xuống. Đang đà rơi lão nhân áo xanh phun búng máu. Phụt. Lão nhân áo xanh rớt cái rầm xuống trước đình viện. Ầm 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 ầm. Lực lượng mạnh mẽ khiến thân hình lão nhân áo xanh xung lực lớn oanh kích mặt đất hõm cái hố sâu lớn. Đá vụn tung tóe, mặt đất nứt rạn, đất rung núi chuyển như động đất. Nhiều hơi thở mịt mờ xung quanh run rẩy. Mắt Bắc Cung Kình Thương hấp háy, trường bào nhẹ rung, môi nhếch lên kinh ngạc nói. Vừa rồi Lục Lâm Thiên thi triển là thuộc tính mới lĩnh ngộ. Tiêu sát sắc bén mang theo chiến ý. Thuộc tính rất mạnh. Bắc Cung Nhất nuốt nước miếng, mắt nhìn phương xa. Tộc trưởng, ta đã nói thành chủ rất có thể sẽ thua. Lục Lâm Thiên này quá kỳ dị, so với lúc trong Độc Cô gia tộc dường như thực lực lại mạnh lên nhiều, đánh bại thành chủ không mà không dùng hết sức. Rung động qua đi Bắc Cung Nhất lộ nụ cười khổ, hai chiêu đánh gục thành chủ. Khiến đám trưởng lão trong Bắc Cung gia tộc biết chuyện thì không phải rung động nữa mà là bị chọc giận. Bắc Cung Kình Thương cười to bảo. Ánh mắt của Vô Song đúng là bất phàm, không uổng là nữ nhi của Bắc Cung Kình Thương ta, ha 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 ha. Bắc Cung Kình Thương biến mất tại chỗ, chỉ để lại kiếm quang. Đại hộ pháp, hãy thông báo các vị trưởng lão đến đại điện, thuận tiện dẫn tiểu tử này đi đại điện gặp ta. Bắc Cung Kình Thương nói xong đã mất bóng. Ánh mắt Bắc Cung Nhất lộ tia ngạc nhiên, thông báo trưởng lão gặp Lục Lâm Thiên ở đại điện, tộc trưởng định chính thức gặp mặt chắc vì trong lòng đã nhận định nữ tế này. Ui! Không trung phía xa, các ánh mắt chứng kiến cảnh này đều hút ngụm khí lạnh, mới mấy chiêu. Nghiêm khắc tính thì thành chủ chỉ hai chiêu đã đánh bại Lục Lâm Thiên. Thành chủ thua, ta có bị hoa mắt không vậy? Không thể nào, thực lực của thành chủ trừ tộc trưởng ra chỉ có vài trưởng lão đếm trên đầu ngón tay là hắn được, còn lại không người nào có thực lực thắng thành chủ. Lục Lâm Thiên đó thật là danh bất hư truyền. Phương xa xì sầm nhỏ to, trên mặt đất. Cực Lạc Tam Quỷ ngơ ngác nhìn nhau, thực lực của nhị thiếu gia một lần nữa làm bọn họ rung động. Phụt! Dưới đất, lão nhân áo xanh chật vật bò dậy, trường sam màu xanh vung lên rũ cho bụi bay đầy, khóe môi treo vết máu. Lão nhân áo xanh lại nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, trong mắt chất chứa kinh ngạc, rung động. Lục Lâm Thiên thu áo giáp thanh linh lại, lắc người đến trước mặt lão nhân áo xanh, chắp tay hành lễ. Tiền bối, tiểu tử lỡ mạnh tay. Xin tiền bối thứ lỗi. Mới rồi một kích thuộc tính kim cuối cùng Lục Lâm Thiên không ngờ uy lực sẽ mạnh như vậy. Thuộc tính kim ức chế thuộc tính mộc, làm thuộc tính mộc bị ảnh hưởng, một cao một thấp khiến lão nhân áo xanh chịu khổ nhiều. Nhảm nhí, ta thua là thua, gì mà mạnh tay hay không? Tiểu tử thực lực rất mạnh, ta đã được kiến thức, không thể nói gì hơn.
Lão nhân áo xanh dùng trường sam lau vết máu bên môi, nhìn Lục Lâm Thiên. Mới rồi ngươi còn nương tay đúng không? Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, đầu sóng chết trên bờ cát, tiền đồ vô lượng. Lục Lâm Thiên lại cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối khích lệ, xin hỏi tên của tiền bối là? Lão nhân này làm người lỗi lạc, rất hợp khẩu vị của Lục Lâm Thiên. Bắc Cung Nhất đáp xuống, ánh mắt đong đầy ngạc nhiên nhưng lập tức thu về. Lục trưởng môn, vị này là lão nhân áo xanh Bắc Cung Diễn Siêu Thành Mộc Hoàng của Bắc Cung gia tộc ta, đường đệ của tộc trưởng, cũng là đường thúc của Vô Song tiểu thư. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thay đổi. Thì ra là lão nhân áo xanh Bắc Cung Diễn Siêu, tiểu tử hữu lễ. Thành chủ Thành Mộc Hoàng chức vụ giống như thành chủ Thành Thần Hoàng của nghĩa phụ Độc Cô gia tộc, địa vị trong Bắc Cung gia tộc tuyệt đối không thấp. Bắc Cung Diễn Siêu buồn cười nhìn Lục Lâm Thiên, dường như không để bụng việc bị hắn đánh bị thương. Không cần đa lễ, Vô Song gọi ta một tiếng siêu thúc đi. Nhà đầu Vô Song ánh mắt không tệ, người coi như qua ải của ta. Lục Lâm Thiên không khách sáo. Vậy tiểu tử bản quyền Upsilon âm kính không bằng tuân mệnh, kính chào siêu thúc. Với địa vị của Bắc Cung Diễn Siêu trong Bắc Cung gia tộc, nếu nói thêm vài câu cho Lục Lâm Thiên thì hắn có thêm người bênh vực trong Bắc Cung gia tộc, tốt hơn là cắm đầu sông Bắc Cung gia tộc. Nói xong, trong tay Lục Lâm Thiên cầm viên đan dược đưa tới trước mặt Bắc Cung Diễn Siêu. Siêu thúc, tiểu tử không cố ý mạo phạm, xin thứ tội. Viên đan dược này có hiệu quả trị thương không tệ, còn có thể củng cố một ít tu vi, xin siêu thúc thứ lỗi nhận cho. Bắc Cung Diễn Siêu nhìn đan dược trong tay Lục Lâm Thiên. Đan dược cao giai bát phẩm. Mùi đan dược và năng lượng đậm đặc kinh người khiến Bắc Cung Diễn Siêu không khó nhìn ra đây là đan dược cao giai bát phẩm. Dù ở trong Bắc Cung gia tộc cũng khó có được. Bắc Cung Diễn Siêu nói. Đừng làm việc, vết thương của ta không có gì lớn, đan dược này không phải vật tầm thường, người hãy giữ đi. Nhưng Bắc Cung Diễn Siêu lưu luyến nhìn đan dược trong tay Lục Lâm Thiên. Vết thương của Bắc Cung Diễn Siêu đúng là không đáng lo, nhưng Lục Lâm Thiên mới nói đan dược này có tác dụng củng cố tu vi cho lão, khiến lão động lòng. Đến đẳng cấp tu vi cỡ Bắc Cung Diễn Siêu rất khó tìm đan dược hữu dụng. Lục Lâm Thiên nhìn vẻ mặt của Bắc Cung Diễn Siêu là biết nên làm sao. Siêu thúc hãy nhận đi, để tiểu tử khỏi bất an trong lòng. Nếu Vô Song biết tiểu tử bất kính với siêu thúc sẽ trách tiểu tử. Một viên đan dược cao giai bát phẩm tuy giá trị liên thành nhưng làm thân với thành chủ Thành Mộc Hoàng Bắc Cung gia tộc thì rất đáng giá. Bắc Cung Diễn Siêu vừa lòng cười nói. Vậy được, ta không khách sáo. Bắc Cung Diễn Siêu không từ chối nữa. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên chăm chú, trong mắt tăng phần thưởng thức. Bắc Cung Diễn Siêu cất đan dược, hỏi Bắc Cung Nhất. Bắc Cung Nhất, tộc trưởng đâu? Bắc Cung Nhất trả lời. Khởi bẩm thành chủ, tộc trưởng sai ta mang Lục trưởng môn đi đại điện, Lục Lâm Thiên chờ ở đại điện. Bắc Cung Diễn Siêu mắt lóe tia sáng. Đi đại điện sao? Bắc Cung Diễn Siêu qua đầu nhìn Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói. Xem ra ta lại giúp ngươi cửa thứ hai. Bắc Cung Nhất phất tay, một tiếng thú gầm vang lên. Grao! Một con yêu thú khổng lồ màu xanh biếc toát ra khí thế kinh người đập cánh bay đến. Trên đầu yêu thú xanh biếc khổng lồ mọc cái sừng màu lục to, một sừng trong suốt lấp lánh, lưng có cục thịt to như bướu lạc đà, lưng mọc hai cánh. Lông chim trên cánh tựa như lá cây. Vù 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 vù. Lúc này yêu thú to lớn đập đôi cánh mang theo cuồng phong khí lưu từ chân trời xả xuống, khí thế cực kỳ bất phàm. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Độc Long Thú Thiên Mộc lục giai. Đây là Độc Long Thú Thiên Mộc, lúc trước Bắc Cung Nhất đi Vân Dương Tông đón Vô Song thì đoàn hộ pháp Bắc Cung gia tộc cưỡi trên có N Độc Long Thú Thiên Mộc. Bắc Cung Nhất nói. Lục trưởng môn, mời đi, tộc trưởng đang chờ ở đại điện. Lục Lâm Thiên gật đầu. Xin chờ đại hộ pháp. Lục Lâm Thiên cùng Bắc Cung Nhất nhảy lên Độc Long Thú Thiên Mộc. Bốn người Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư lặng lẽ theo sau lưng Lục Lâm Thiên. Độc Long Thú Thiên Mộc đập cánh bay lên trời. Nhìn Lục Lâm Thiên rời đi, nhiều cặp mắt giữa không trung còn đang giật mình, cảnh tượng vừa rồi khiến nhiều người khó thể chấp nhận. Nửa canh giờ sau, trên Độc Long Thú Thiên Mộc, Lục Lâm Thiên xuyên qua từng dãy sơn mạch. Sơn mạch chập trùng, bên trong quần núi nhấp nhô, mênh mông vô bờ, cực kỳ hùng vĩ. Trong tất cả sơn mạch cây cối sum suê, che xanh rợp bóng, vách núi treo leo. Sông chảy cuồn cuộn. Dãy núi xanh cây cối đầy núi, bầu trời xanh biếc cấu thành bức tranh tuyệt đẹp.
Bốn phía mây mù lượn lờ tựa tiên cảnh, trong sơn mạch thấp thoáng nhiều kiến trúc liên miên. Trong một sơn cốc to lớn, mây mù lượn lờ, trên một ngọn núi rất lớn, đường mòn uốn lượn khúc khuỷu, hơi thở mênh mông lan tràn khiến lòng người run rẩy. Hơi thở này ảnh hưởng Lục Lâm Thiên đôi chút, ảnh hưởng bốn người Tuyết Sư, Cực Lạc Tam Quỷ càng lớn, đầu đổ mồ hôi lạnh. Độc Long Thú Thiên Mộc đáp xuống giữa sườn núi, mọi người tự leo lên. Lục Lâm Thiên thông cảm, dù gì hắn là người ngoài, trực tiếp bay lên đỉnh núi là không lép hép. Đường núi uốn lượn, thềm đá treo leo tựa con đường thông thiên. Núi này cao V Upsilon T đâm mây, cao kinh khủng. Dọc đường đi ngẫu nhiên gặp đệ tử Bắc Cung gia tộc mặc áo giáp cung kính hành lễ với Bắc Cung Nhất, Bắc Cung Diễn Siêu, sau đó tò mò nhìn Lục Lâm Thiên, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư chằm chằm. Trong Bắc Cung gia tộc hiếm khi có người ngoài đến. Khi Lục Lâm Thiên lên đỉnh núi, đưa mắt nhìn cảm giác như đứng trên cao nhìn núi nhỏ bé. Bên dưới toàn là mây mù mờ nhạt, núi non tựa như nhô ra đường chân trời, hơi thở bàng bạc. Bốn phía biển mây xa xăm, cảnh quan hiếm thấy. Trên đỉnh núi có một quảng trường lớn, trên đường lót đá xanh cổ xưa hằn dấu vết loang lổ của năm tháng. Quảng trường phía xa có tòa kiến trúc cung điện khổng lồ xây dựa vào núi. Đại điện màu xanh toát ra khí cổ kính như sừng sững tại đây lâu mấy vạn năm. Lục trưởng môn, đây chính là đại điện, tộc trưởng và các vị trưởng lão đang chờ, mời vào. Bắc Cung Nhất nói, trong đại điện xin Lục trưởng môn đi một mình. Lục Lâm Thiên gật đầu, ánh mắt nghiêm túc ra hiệu Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư chờ ở quảng trường. Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư nghe vậy hơi thụt lùi. Lục Lâm Thiên theo Bắc Cung Nhất, Bắc Cung Diễn Siêu đến bên ngoài đại điện. Mấy chục đệ tử Bắc Cung gia tộc mặc áo giáp hành lễ với Bắc Cung Nhất, Bắc Cung Diễn Siêu. Kính chào thành chủ, kính chào đại hộ pháp. Lục Lâm Thiên thầm giật mình. Toàn là đẳng cấp vũ xuất. Mấy chục đệ tử Bắc Cung gia tộc này đều có thực lực đẳng cấp vũ xuất nhưng chỉ dùng để trông cửa. Bắc Cung gia tộc không uổng là một trong lục đại hoàng tộc, trong tộc cường giả như mây. Lục Lâm Thiên, Bắc Cung Diễn Siêu, Bắc Cung Nhất đi vào cung điện. Trong cung điện rất là đơn giản cổ kính nhưng khiến người sinh lòng trang nghiêm. Lục Lâm Thiên phập phồng lo sợ, lần đầu tiên gặp phụ thân của Vô Song khiến hắn hơi căng thẳng. Lát sau, trong sự hồi hộp của Lục Lâm Thiên cuối cùng đi vào đại điện. Đập vào mắt Lục Lâm Thiên là một đại điện cực kỳ rộng rãi, nhìn bên trong có nhiều người đang ngồi. Xoẹt 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 xoẹt. Lục Lâm Thiên xuất hiện bên ngoài đại điện liền cảm giác các cặp mắt cùng nhìn mình, từng khí thế cường đại quét qua, toàn là cường giả vũ tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.